Hành động của vệ tân còn nhanh hơn là Liên Nhược Hàm nghĩ, đến tối cô liền định ngày hẹn mấy nhân viên quản lý tầng trung của thời trang hàng hiệu, đưa ra những điều kiện vô cùng ưu đãi để mời họ gia nhập Liên minh quốc tế Yến Xuân. Đương nhiên, trước đó vệ tân đã nghiên cứu lý lịch của bọn họ, biết nhược điểm của bọn họ, liền đưa ra cho mỗi người những điều kiện khác nhau, kết quả, mấy người nhân viên quản lý tầng trung đều hoàn toàn quy phục. Vài ngày sau, khi quốc tế Yến Xuân khai trương thì 2/3 số nhân viên quản lý tầng trung của thời trang hàng hiệu cùng đệ đơn xin từ chức cùng một ngày. Sau đó vài ngày, lại có thêm mấy người ở cấp cao lục tục từ chức, đến đảm nhiệm các chức vụ cấp cao ở quốc tế Yến Xuân. Sự sống của thời trang hàng hiệu đã bị thương nặng. Không lâu sau đó, quốc tế Yến Xuân lại đưa ra một loạt kế hoạch xúc tiến hoạt động, rõ ràng là nhằm vào thời trang hàng hiệu. Hễ là thương hiệu thời trang hàng hiệu thì ở quốc tế Yến Xuân sẽ bán rẻ hơn 20%, còn không có thương hiệu thời trang hàng hiệu cũng bán rẻ hơn, với khẩu hiệu là từ chối lợi nhuận lớn, mà chân tình đem tặng. Đồng thời không ít nhân viên bán hàng nữ của quốc tế Yến Xuân trước kia đều là người làm ở thời trang hàng hiệu, còn giải thích với khách hàng, chỉ trích thời trang hàng hiệu ngấm ngầm hại người bằng nguồn hàng bất chính, giá cả lại cao, ỷ vào là nhà đầu tư từ Bắc Kinh. Thực ra có ý đồ đến thành phố Yến lừa gạt người tiêu dùng, biến người tiêu dùng thành kẻ ngốc. Còn quốc tế Yến Xuân là doanh nghiệp bản địa, đặt người tiêu dùng ở vị trí cao nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn, hình tượng của thời trang hàng hiệu xuống dốc không phanh trong cảm nhận của người dân thành phố Yến. Nửa tháng sau, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, tới bờ vực phải đóng cửa. Trong thời gian thời trang hàng hiệu gặp gian nan nhất, Phó Tiên Phong lại ở Bắc Kinh không có cách nào đi khỏi. Chờ đến khi gã quay lại thành phố Yến, thời trang hàng hiệu đã không thể cứu vãn được nữa, khiến gã tức giận đến sôi máu. Nhưng cũng không còn cách nào hồi sinh được, thương trường vốn là chiến trường thì vô tình. Phó Tiên Phong cũng biết là Hạ Tưởng ra tay sau lưng, nhưng cũng giống như Hạ Tưởng không tìm thấy căn cứ chính xác về gã, gã cũng không tìm thấy căn cứ chính xác là Hạ Tưởng làm, đành phải cắn răng nuốt xuống bụng. Cuối cùng thời trang hàng hiệu phải đóng cửa thanh lý. Vụ đầu tư đầu tiên của gã tại thành phố Yến chấm dứt thảm bại, trở thành trò giễu cợt cho người bên trong gia tộc gã trêu đùa. Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới. Liên Nhược Hàm gác máy, lại hỏi tình hình Tào Thù Lê, ngay trước mặt Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Thù Lê. Lúc Hạ Tưởng ra khỏi nhà, cơm trưa cũng không kịp ăn, Tào Thù Lê còn hơi giận hắn. Khi hắn đi rồi, không biết sao cô vẫn cảm thấy bất an, chưa lên tầng cũng không ngủ được. Chỉ bế Hạ Đông mà ngẩn người. Đầu óc hỗn loạn, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ trong đầu nếu chẳng may hắn có bể gì, cô và đứa nhỏ phải làm sao bây giờ. Ý nghĩ không tốt trong đầu lại cùng nhau đến, cô không kiềm chế nổi, sốt ruột gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Điện thoại không gọi được, cô liền thả lỏng tinh thần cho rằng Hạ Tưởng đang bận xử lý công việc nên không tiện nghe điện thoại, cũng không nghĩ nhiều. Tào Thù Lê nhìn Hạ Đông đang ngủ say, nhẹ nhàng vuốt ve con. Hát một bài hát không tên du con ngủ. Trong lòng lại hốt hoảng, bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh khi cô và Hạ Tưởng mới quen nhau, trong chốc lát lại nhớ tới quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, lại không tự chủ được nhớ tới thiện cảm không che giấu được của Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc dành cho Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, một xinh đẹp mê người, một tươi mát động lòng người. Mặc dù Tào Thù Lê biết Hạ Tưởng không giống những người đàn ông khác, hắn biết suy nghĩ. Cho dù thích người đẹp nhưng không phải chỗ nào cũng chơi trò nam nữ đuổi bắt được. Hắn là người có trách nhiệm, biết chịu trách nhiệm nhưng cho dù hắn kiên quyết cũng không chịu nổi khi đàn bà nhào vào ôm lấy. Đàn ông có lực kiềm chế rất thấp khi thấy nữ sắc, Hạ Tưởng cho dù biết suy nghĩ nhưng hắn cũng là một nam nhi cường tráng, mới có 28 tuổi. Tào Thù Lê là một phụ nữ thông minh, cô cũng biết một người đàn ông ưu tú như Hạ Tưởng, muốn hắn cả đời chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất là chuyện không thực tế. Không có khả năng. Cho nên khi cô biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, đành áp dụng chính sách đà điểu, nhắm một mắt mở một mắt, để kệ hai người phát triển. Nếu suy xét sâu xa, cô biết tại bản thân cô quá yếu đuối, quản không được Hạ Tưởng, cũng không đành lòng nhẫn tâm. Liên Nhược Hạm thì khác, cô dám yêu dám hận, có một mặt bốc đồng. Cô để cho Hạ Tưởng đi, tuy rằng phải chia sẻ người yêu, nhưng nhìn theo một góc độ khác, không phải cô có thêm một đồng minh. Mượn tay của Liên Nhược Hàm, giữ chặt Hạ Tưởng ở giữa cô và Liên Nhược Hàm sao? Có hai mỹ nhân làm bạn, Hạ Tưởng cũng có thể thấy đủ, ai bảo không phải chứ? Chỉ có điều, gần đây Hạ Tưởng thường xuyên tiếp xúc với Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, khiến cô hơi lo lắng. Cổ Ngọc thì có thể nói là đơn thuần, không suy tính nhiều.
còn Nghiêm Tiểu Thì thì lại nữ tính 10 phần, vừa quyến rũ vừa có cảm giác mê người, Hạ Tưởng có thể cản được sức hấp dẫn từ cô ta sao? Trong lòng cô không được tự tin. Cô liền mượn đứa con để nhẹ nhàng nhắc nhở Hạ Tưởng vài câu, cũng may là Hạ Tưởng vẫn như vậy khiến cô yên tâm, cô cũng tạm thời không suy nghĩ, cũng biết đàn ông phải ra ngoài xã giao nhiều, không quản được, lòng người đã muốn thay đổi, muốn giữ lại chỉ có dùng tấm lòng mà thôi. Đang lúc cô nghĩ ngợi đến buồn ngủ thì điện thoại vang lên. Tào Thù Lê giật mình nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra phòng nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Liên Nhược Hàm. Cô bé Lê, Hạ Tưởng đang ở Bắc Kinh, em cứ yên tâm, anh ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận. Anh ấy làm sao vậy? Mặc dù Liên Nhược Hàm nói rất nhẹ nhàng nhưng Tào Thù Lê vẫn nghe ra được có gì đó khác thường, khẩn trương hỏi. Có phải anh ấy lại chân tay vụng về, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đâu chỉ tay chân vụng về, Liên Nhược Hàm cười khổ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng trên giường, Hạ Tưởng đang ôm Tiểu Liên Hạ, ra hiệu với cô, ý là đừng khiến cô bé Lê lo lắng, cô liền nói. Không việc gì, anh ấy là anh hùng cứu mỹ nhân, nhảy xuống sông lạnh, đồng thời cũng bởi vì một số việc khác nên anh ấy sẽ ở lại Bắc Kinh vài ngày nữa. Là việc chính sự, chị cũng không hỏi chi tiết, biết em cũng không có hứng thú, phải không? Hạ Đông khỏe không? Đừng lo. Anh ấy ở trong tay chị, chạy không được đâu. Có Liên Nhược Hàm ra mặt, quả nhiên là hữu hiệu, Tào Thù Lê tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn tin tưởng lời Liên Nhược Hàm nói vài phần, nói chuyện mấy câu với Liên Nhược Hàm rồi gác máy. Thực ra Hạ Tưởng cũng biết không lừa được cô bé Lê bao lâu, bởi vì khẳng định Khâu Tự Phong sẽ biết, mà Khâu Tự Phong biết thì Tào Vĩnh Quốc sẽ biết, vì thế cô bé Lê cũng sẽ biết. Nhưng hiện giờ có thể giấu được thì cứ giấu, không muốn cô lo lắng nhiều. Không chừng hai ngày sau thương thế của hắn đã khỏi, khi gặp lại cô thì có thể lại khỏe như vâm. Phu Phồn Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào, vẻ mặt thân thiết tươi cười, giơ tay đưa qua một cái hộp. Nghe nói di động của Tiểu Hạ ngâm trong nước nên hỏng rồi hả? Vừa khéo trên xe tôi có dư một cái, cho cậu mượn dùng tạm, không có di động, không tiện liên lạc. Hạ Tưởng tỏ vẻ cảm ơn, nghĩ thầm Phu Phồn Nhiên đúng là chu đáo. Ngay cả chuyện di động của hắn bị nước làm hỏng cũng nhớ trong đầu, là một người có lòng. Liên Nhược Hàm giữ thái độ ôn hòa với Vu Phồn Nhiên, cũng không nói chuyện với anh ta. Vu Phồn Nhiên cũng chỉ khẽ gật đầu với Liên Nhược Hàm, sau đó liền tự ngồi xuống, nói tình hình ở thành phố Yến. Vu Phồn Nhiên nói, Hạ Tưởng nghe không sót một lời. Đường đường là phó thị trưởng Trường Trực mà ở trước mặt Hạ Tưởng lại hạ thấp thái độ, giống như là báo cáo công tác với Hạ Tưởng vậy. Từ những gì Vu Phồn Nhiên thuật lại, Hạ Tưởng cho ra kết luận, phương hướng phát triển hiện tại của cục diện thành phố Yến trên cơ bản không khác nhiều so với hắn dự đoán. Hiện tại, hắn cũng không cần quan tâm đến cũng được, sự tình cũng không thể một ngày mà tra ra được manh mối. Hơn nữa hắn có lý do để tin rằng, có rất nhiều người sẽ lấy cơ hội lần này, danh chính ngôn thuận mà khuếch trương thế lực của chính mình. Bởi vì sẽ có người phải xuống đài, có người phải xuống ngựa. Hạ Tưởng đang suy nghĩ về cục diện thành phố Yến, không ngờ Vu Phồn Nhiên đột nhiên chuyển đề tài nói đến hướng đi gần nhất của tỉnh. Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh có xu thế tới gần nhau, gần đây Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng bất hòa không ít lần, trong đó phỏng chừng cũng có bóng dáng của Phó Tiên Phong. Lời này vừa nói ra, Hạ Tưởng lập tức nhạy cảm mà ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phó Tiên Phong cũng không phải người lỗ mãng, gã trốn ở phía sau, sai khiến người khác ra độc thủ ám hại hắn. Không chỉ là vì trả thù chuyện gã hiểu lầm mình và Phó Tiên Tiên, mà còn liên quan đến một loạt các hành động trọng đại của gã. Nói cách khác, bất luận là chuyện gì cũng nhằm để cô lập, đoạn tuyệt tiền đồ của hắn, đồng thời chẳng khác nào hoàn toàn cắt đứt cầu nối giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Như vậy Phó Tiên Phong có thể thong dong mà triển khai sắp xếp, phát triển thế lực của gã tại thành phố Yến, đạt được thành công mục đích của gã. Hạ Tưởng thầm hô một tiếng được, Phó Tiên Phong không đơn giản. Có thủ đoạn, có trí tuệ, mới nhìn tưởng là lỗ mãng nhưng kỳ thực là giấu giếm sát chiêu. Khi người khác cho rằng gã nông cạn, thì gã hoàn thành sắp xếp những mặt khác, thi triển ra hết các thủ đoạn, một sáng một tối, làm cho người ta khó lòng đề phòng được. May có Vu Phồn Nhiên kịp thời nhắc nhở, Hạ Tưởng liền có tâm lý chuẩn bị, đề phòng với Phó Tiên Phong. Mặc dù hắn không rõ lắm Phó Tiên Phong dùng điều kiện gì để tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh. Nhưng hắn hiểu mưu đồ của Phó Tiên Phong đã không chỉ giới hạn ở thành phố Yến mà là ở cả tỉnh Yến. Nắm trong tay Diệp Thạch Sinh,
lại có Thôi Hướng ở bên cạnh phụ họa, rồi Mã Tiêu hưởng ứng, thậm chí Phó Tiên Phong có thể khuấy động cục diện thành phố Yến, phá tan thế cân bằng ở thành phố Yến. Chỉ sợ mũi kiếm Phó Tiên Phong hướng tới từ quận Hạ Mã, hướng lên thành phố Yến rồi đến tỉnh Yến, đương nhiên Diệp Thạch Sinh là bí thư tỉnh ủy, chính là mấu chốt trung tâm. Hạ Tưởng nói chung đã rõ ràng, bình định được tâm trạng mãnh liệt muốn trả thù Phó Tiên Phong, không phải không muốn tìm Phó Tiên Phong đòi lại công bằng mà là trong lòng hắn càng rõ ràng một ý niệm, đánh Phó Tiên Phong một đao đằng sau lưng. Chuyện Vệ Tân làm rất tốt, đánh một cái tát vào thẳng mặt gã thật là tốt, nhưng chính mình tự tay động thủ mới hả giận được. Không phải Phó Tiên Phong muốn lôi kéo Diệp Thạch Sinh sao? Tốt, hắn cũng sẽ quang minh chính đại ra mặt vãn hồi tâm tư của Diệp Thạch Sinh, làm cho kế sách của Phó Tiên Phong thất bại. Phó Tiên Phong nhìn thấy Diệp Thạch Sinh và gã mỗi lúc một xa, cảm giác bất lực này thật đau khổ không chịu nổi. Mục đích đến gặp Hạ Tưởng của Vu Phồn Nhiên đã đạt được, liền đưa ra lời cáo từ đúng lúc. Anh ta rất có lòng tin rằng chuyện này sẽ khiến Hạ Tưởng có ấn tượng mới đối với anh ta. Hạ Tưởng không xuống giường được, theo bản năng nói một câu. Nhược Hạm, thay anh tiễn Phó Thị trưởng Vu. Vu Phồn Nhiên thì không dám, vội nói. Không cần, không cần. Nếu bình thường Liên Nhược Hạm sẽ không khách sáo với Vu Phồn Nhiên, vì Hạ Tưởng nói vậy cô cũng liền gật đầu, nói. Phó Thị trưởng Vu đi thong thả. Trong lòng Vu Phồn Nhiên cảm thán. Phụ nữ cao ngạo đến đâu cũng có thời điểm biết vâng lời. Tuy anh ta chưa tiếp xúc nhiều với Liên Nhược Hạm, nhưng luôn biết rõ tính tình của Liên Nhược Hạm, ít khi để ý tới người ngoài. Anh ta không phải là nhân vật trung tâm ở Ngô gia, Liên Nhược Hạm không để ý tới anh ta là chuyện bình thường. Cho dù là nhân vật trung tâm, quan lớn cấp tỉnh cấp bộ, thì Liên Nhược Hạm cũng không nói lời nào. Không ngờ Hạ Tưởng vừa nói cô lập tức khách sáo với anh ta, không thể nào không cảm thán về vị trí của Hạ Tưởng trong lòng Liên Nhược Hạm. Tôi đến, Ngô gia tới đưa Tiểu Liên Hạ đi, đồng nghĩa với việc cam chịu để Liên Nhược Hạm ở lại hầu hạ Hạ Tưởng. Cổ Ngọc hơi dầu dĩ, không vui mà đi, còn nói với lão cổ. Ông nội, Hạ Tưởng là do chúng ta sắp xếp đưa đến bệnh viện tổng chính, làm sao đến phút cuối lại đổi sang cho người khác, không phải là việc của chúng ta nữa sao? Lão cổ nhìn mà nói. Liên Nhược Hạm là mẹ của con trai Hạ Tưởng, cô ta ở lại là danh chính ngôn thuận, cháu là gì của cậu ta? Hừ, thật là, cùng lắm cháu cũng sinh cho anh ta một đứa con là được rồi. Cổ Ngọc giận dỗi, không yên lòng đối với Hạ Tưởng. Sắc mặt lão cổ nghiêm lại. Hồ đồ, cậu ta đã có hai người phụ nữ, cháu còn dám lao vào giúp vui, ông đánh gãy chân cho biết. Đánh thì đánh đi, dù sao có người muốn đánh gãy chân Hạ Tưởng mà đánh không gãy được, ông muốn đánh gãy chân cháu cũng không phản đối. Cổ Ngọc thách thức lão cổ. Cổ Ngọc vừa nói. Lão cổ lại nghĩ tới kẻ đứng đằng sau ra tay hại Hạ Tưởng, trầm tư một lát nói. Nghe nói vẫn chưa bắt được hung thủ hả? Việc này hơi kỳ lạ, xem ra là trò hay được bày ra thật tỉ mỉ. Ông nội, ông ra tay giúp Hạ Tưởng bắt hung thủ đi. Không vội, bây giờ còn chưa đến thời điểm ông ra tay, ông tin là thành phố Yến và tỉnh Yến ít nhất cũng phải tỏ thái độ. Chờ bọn họ hết cách ông sẽ ra mặt, như vậy cũng có uy hơn. Lão cổ nói với vẻ mặt chắc chắn, không chút lo lắng. Hiện tại Hạ Tưởng cũng không vội, cậu ta còn đang bệnh, tác động đến thần kinh của nhiều người lắm. Lão cổ đoán thật đúng, buổi tối, di động Hạ Tưởng vừa gọi được, liền nhận được điện thoại của vô số người. Người đầu tiên gọi tới không ngờ là Diệp Thạch Sinh. Người đứng đầu tỉnh Yến, Diệp Thạch Sinh giọng nói hơi kích động. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thăm hỏi cậu. Những việc cậu đã làm đại diện cho khí tiết của một cán bộ đảng viên, là tấm gương cho tất cả cán bộ ở tỉnh Yến. Lời nói của Diệp Thạch Sinh về sự kiện của Hạ Tưởng khẳng định là khen ngợi, là ủng hộ và tán thành, Hạ Tưởng liền lập tức cảm ơn. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh vô cùng coi trọng việc này, đã chỉ thị cho Sở Công an tỉnh toàn lực chóc nã hung thủ, xin đồng chí Hạ Tưởng cứ yên tâm, tỉnh ủy nhất định sẽ cho cậu một đáp án vừa lòng, máu của cậu sẽ không chảy một cách vô ích. Lời nói của Diệp Thạch Sinh nghe rất có lực, nhưng vào tai Hạ Tưởng thì trở thành kiểu giải quyết việc chung, hắn chỉ biết tình huống mà Vu Phồn Nhiên nói chẳng những là thật, hơn nữa còn có thể kết luận Diệp Thạch Sinh đã nghiêng về phía Thôi Hướng. Bởi vì Diệp Thạch Sinh không có một lời nói trấn an nào, lời ông ta nói tất cả đều là xuất phát từ lập trường của một bí thư tỉnh ủy, mà không phải với thân phận của một lãnh đạo. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Diệp Thạch Sinh đã không còn thân thiết đối với hắn như trước kia.
Chương 601, phát tác. Sau cuộc điện thoại của Diệp Thạch Sinh, người thứ hai gọi điện thoại là Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đã bớt tức giận như lúc ban đầu, khi biết được Hạ Tưởng không gặp chuyện gì lớn, trong lòng cũng được trấn an hơn rất nhiều. Ông ta không phê bình Hạ Tưởng kích động, cũng không khen ngợi hành động của Hạ Tưởng, chỉ đơn giản hỏi xem thương thế như thế nào, sau đó nói tiến triển của vụ án. Đã phát hiện hành tung của nghi phạm tại thành phố Đan Thành. Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn ra lệnh cho toàn bộ cảnh sát ở thành phố Đan Thành xuất kích, nhưng vẫn là chậm một bước, khiến hung thủ tẩu thoát. Hiển nhiên, hung thủ đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn có nội ứng giúp y, hiện tại chắc là y đã trốn ra khỏi tỉnh Yến. Thực ra Tống Chiêu Độ có hơi bất mãn với cách làm của Hạ Tưởng nhưng lại không đành lòng phê bình hắn, không muốn hắn mất đi lòng nhiệt huyết quá sớm, bởi vì người trong chốn quan trường đều là lão luyện có thừa nhưng nhiệt tình thì không đủ. Còn Hạ Tưởng dù sao tuổi cũng trẻ, lại không phải người không có chừng mực, Tống Chiêu Độ liền càng có ý muốn Hạ Tưởng trưởng thành theo con đường của ông ta, đến khi Hạ Tưởng cần sẽ giơ tay giúp đỡ hết sức có thể. Mấy nghi phạm bắt được tại hiện trường đã khai ra đầu sỏ của chúng tên là Vương Đại Pháo, người lái xe chính là y. Về phần Vương Đại Pháo do ai sai bảo thì bọn chúng không rõ. Bây giờ chỉ có bắt được Vương Đại Pháo mới có thể bắt được hung thủ thực sự phía sau. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Tống Chiêu Độ không vui. Bởi vì Vương Đại Pháo có thể trốn thoát khỏi thiên la địa võng của cảnh sát, hiển nhiên là sớm đã có người bày ra con đường chạy trốn cho y một cách tỉ mỉ. Hơn nữa trên đường đi còn có người trợ giúp Vương Đại Pháo, người đứng phía sau năng lực không nhỏ. Khẳng định điểm dừng chân cuối cùng cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Trừ phi Vương Đại Pháo tự thú hoặc là xuất hiện sự việc không ngờ, nếu không, muốn bắt được Vương Đại Pháo thì khó khăn không nhỏ. Còn có một chuyện khác là nếu làm quá lên, nói không chừng đối phương giết người bịt miệng, sẽ thành chết không người đối chứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Chiêu Độ do dự một chút, nói với Hạ Tưởng lo lắng của ông ta. Nhưng Hạ Tưởng lại lạc quan hơn Tống Chiêu Độ nghĩ. Không vội, Vương Đại Pháo sẽ có một ngày xa lưới, cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Tống đã quan tâm. Tống Chiêu Độ chưa từng hỏi nguyên nhân vì sao Hạ Tưởng tự tin. Ông ta đưa điện thoại cho Tống Nhất Phàm, bởi vì Tống Nhất Phàm ở bên cạnh đã sớm đòi được nói chuyện với Hạ Tưởng. Anh Hạ, có muốn em đến Bắc Kinh với anh không? Nếu không em xin nghỉ nửa tháng đi chăm sóc anh, hiện tại anh có khỏe lại chưa? Tống Nhất Phàm vẫn không thay đổi tính cách vốn có của cô, vừa nói đã là hỏi liên tiếp. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ, bảo cô đến chỗ hắn sao? Xin đừng, cô đến đây không quấy rối thì đã cảm ơn trời đất rồi. Tuy nhiên ngẫm lại cô cũng là có lòng tốt, nên nói. Không cần phiền toái vậy, em cứ đến trường, khi nào anh về thành phố Yến sẽ đến thăm em. Tống Nhất Phàm mất hứng. Khẳng định là bên cạnh anh không thiếu người chăm sóc, em biết. Anh chê em ầm ĩ, em cam đoan sẽ ngoan ngoãn, được không? Hạ Tưởng liền khuyên giải, an ủi cô vài câu, mới làm cho cô từ bỏ ý định trong đầu. Được. Cô gọi điện thoại tới không phải muốn an ủi hắn mà là muốn đến giúp vui đây mà. Tuy nhiên trước khi Tống Nhất Phàm gác máy lại nói một câu. Có phải y tá ở bệnh viện Bắc Kinh đều xinh đẹp hay không? Cả đêm không được yên tĩnh, điện thoại không ngừng, gần như tất cả người hắn quen biết đều gọi điện thoại tới. Cho dù là mấy người Phùng Húc Quang, Tôn Hiện Vĩ lòng đầy căm phẫn hay là mấy người Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang giận không kìm được, cùng với mấy người Trần Phong, Lý Đinh Sơn. Cao Hải quan tâm thật lòng, còn có mấy người Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong an ủi, đều khiến Hạ Tưởng cảm nhận được tình cảm dạt dào. Hạ Tưởng cố ý giải thích với mấy người Tiêu Ngũ, Tôn Hiện Vĩ, nhất định phải thay hắn đến bệnh viện số 2 của tỉnh thăm hỏi lão tiền cho tốt, dùng thuốc tốt nhất, mời thầy thuốc tốt nhất, từ từ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, Tiêu Ngũ đồng ý ngay, nói là sẽ chăm sóc cho lão tiền như anh em ruột vậy. Cả Tôn Hiện Vĩ cũng không nói đùa một câu. Nói là lập tức đưa mấy trăm ngàn tệ cho người nhà lão tiền, sau đó lại cấp cho lão tiền một căn nhà ở thành phố, sẽ lo cho cả nửa đời sau của lão. Đối với lão tiền, Hạ Tưởng trong lòng băn khoăn, cảm thấy lão bị thua thiệt nhiều lắm. Chờ hắn trở lại thành phố Yến, nhất định phải đến gặp trực tiếp cảm ơn lão thật xứng đáng, nếu không có lão tiền thì hiện giờ chắc hắn không thể tưởng tượng nổi sẽ thế nào. Sau đó Liên Nhược Hạm không chịu nổi phiền hà, muốn cho Hạ Tưởng được nghỉ ngơi. Liền bắt hắn tắt di động. Hạ Tưởng quả thật cũng mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều vấn đề, hắn quả thật rất mệt mỏi, vừa rảnh tay điện thoại liền say sưa đi vào giấc ngủ.
Hạ Tưởng ngủ một giấc ngon vô cùng, có cảm giác ngủ thẳng cẳng, đến tận chiều ngày hôm sau mới dậy, rồi màn đêm lại buông xuống, thành phố Yến đã xảy ra rất nhiều sự việc. Sau khi hội nghị ở Bắc Kinh kết thúc, đầu tiên là Tôn Định Quốc và Hoàng Kiến Quân suốt đêm khẩn cấp về thành phố Yến. Tôn Định Quốc mời họp hội nghị khẩn cấp ở thành ủy suốt đêm, Hoàng Kiến Quân cũng tham gia cuộc họp hội nghị khẩn cấp buổi đêm tại quận ủy. Màn đêm buông xuống nhưng trong phòng họp tỉnh ủy vẫn đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 vị ủy viên thường vụ toàn bộ đến đông đủ, dưới sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, mời họp hội nghị lâm thời khẩn cấp. Ba cấp cùng triển khai, nhất định là một đêm không ngủ, Hạ Tưởng ngủ được một giấc sâu cũng có thể đoán được tối nay sẽ có bao nhiêu người khó ngủ, nhưng hắn cũng không lo được nhiều như vậy, việc hắn nên làm đã làm xong, tình hình phát triển, ít nhất hướng lớn sẽ không chệch khỏi những gì hắn đã dự đoán. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Hội nghị tỉnh ủy cuối cùng đưa ra quyết định, hoàn toàn khẳng định hành vi xả thân cứu người của Hạ Tưởng, cho rằng trong sự kiện cao ốc hỏa thụ, hành động hắn áp dụng là quyết định chính xác, yêu cầu thành ủy và quận ủy nghiêm túc điều tra chuyện khoản tiền đền bù đã giao cho thôn Tiểu Đấu. Kết quả điều tra ra đựa cho dù là ai thì tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, nhất định phải cho dân thôn một lời giải thích, đồng thời yêu cầu cơ quan công an các cấp dốc sức truy tìm và điều tra hung thủ. Nhất định phải đem hung thủ ra trước công lý, không tiếc cái giá nào phải trả. Không như hội nghị ở tỉnh ủy khá ôn hòa, hội nghị ở thành ủy thành phố Yến thì như có một khối thuốc nổ. Đầu tiên là Tôn Định Quốc vừa mới được vào hội nghị thường vụ lên tiếng, mười phần như lửa đốt, nói chuyện không lưu tình chút nào. Ý kiến của tôi có ba điểm, thứ nhất là cắt chức ngay lập tức Phó Cục trưởng Phân Cục Cảnh sát quận Hạ Mã, Lục Tiểu Khu. Thứ hai là xử phạt nặng Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Tần Thị Vũ. Thứ ba là Phó Bí thư quận ủy quận Hạ Mã Khang Thiếu Diệp, đảng phải xử phạt một lỗi nặng. Đảng xử phạt một lỗi nặng tương đương với trực tiếp khiến Khang Thiếu Diệp dừng lại tại cấp bậc hiện tại, về sau vĩnh viễn hết hy vọng thăng tiến. Lục Tiểu Khu khó có thể giữ được, Tần Thị Vũ có thể được điều ra khỏi thành phố Yến, nhưng Khang Thiếu Diệp thì không thể xử như vậy được, Phó Tiên Phong kiệt lực phản đối. Xử phạt đồng chí Khang Thiếu Diệp như vậy là quá nặng, ông ta là người đầu tiên tới hiện trường, không có công cũng có lao, cho dù không có bản lĩnh chỉ huy như đồng chí Hạ Tưởng, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng là một trong hai lãnh đạo của quận Hạ Mã đích thân tới hiện trường. Cho dù vì vấn đề năng lực không làm được việc thì cũng coi như có lòng. Nếu như vậy mà vẫn xử phạt ông ta, sẽ làm lạnh lòng các cán bộ đảng viên khác. Lý do của Phó Tiên Phong cũng thật là phong phú. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của đồng chí Định Quốc. Chỉ bổ sung thêm một chút, đối với nguyên nhân gây ra sự kiện dân thôn Tiểu Đấu bộc phát, đề nghị thành ủy và quận ủy quận Hạ Mã thành lập một tổ điều tra liên hợp đến nắm giữ thôn Tiểu Đấu, điều tra rõ người nào đã cắt xén khoản tiền bồi thường của dân thôn Tiểu Đấu, truy cứu đến tận cùng người có trách nhiệm. Lý Đình Sơn bình thường luôn ôn hòa nho nhã, hôm nay lại hùng hổ, thái độ mạnh bạo bất thường. Động tới Hạ Tưởng không khác nào chính là động đến ông ta. Lý Đình Sơn nhớ lại thời kỳ khởi đầu nhưng năm tháng cùng nhau ở huyện Bá, nhớ tới Hạ Tưởng bình tĩnh tươi cười, trước sau như một, ông ta liền cảm thấy khó chịu từng đợt. Hận không thể trước mặt mọi người đánh Phó Tiên Phong hai cái tát. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ông ta chỉ có cách nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng vào Phó Tiên Phong vài lần, sau đó còn nói. Tôi đề nghị đồng chí Cao Hải ở thành ủy làm tổ trưởng tổ điều tra. Tôi tán thành đề nghị thành lập tổ điều tra. Đối với chuyển xử phạt Lục Tiểu Khu và Tần Thị Vũ, tôi cũng tôn trọng ý kiến của đồng chí Định Quốc. Tuy nhiên, đối với vấn đề của Khang Thiếu Diệp, xử phạt hơi nặng, dù sao ông ta cũng là phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã, là một trong những người phụ trách trong đảng ủy, nếu đảng xử phạt nặng một cách dễ dàng có phải sẽ gây bất lợi cho việc triển khai công tác về sau của quận Hạ Mã không? Ngoài dự đoán của mọi người chính là Hồ Tăng Chu cũng có ý kiến rõ ràng dứt khoát về việc xử phạt Khang Thiếu Diệp, tỏ rõ là phản đối. Tuy rằng hiện tại Khang Thiếu Diệp và Hồ Tăng Chu càng lúc càng xa, nhưng dù sao trước kia giữa họ từng có quan hệ không tồi. Thứ nhất là Hồ Tăng Chu nhớ ân tình cũ, thứ hai là cũng hiểu được nếu trực tiếp phạt lỗi nặng trong đảng đối với Khang Thiếu Diệp thì hơi quá mức. Hạ Tưởng bị thương không phải chuyện giả, nhưng không thể bởi vậy mà giận chó đánh mèo vào Khang Thiếu Diệp. Bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng, phạt một lỗi nặng, cơ bản sẽ khiến cho tiền đồ của Khang Thiếu Diệp trở nên vô vọng. Cao Hải liếc mắt nhìn Lý Đình Sơn với tâm tư đầy phức tạp, trong lòng lại nghĩ, may mà Hạ Tưởng nhắc nhở mình đúng lúc, ông ta đã xử lý sạch sẽ, rảnh tay rảnh chân, không giữ lại di chứng gì.
theo như tình hình hiện tại mà nói, bất kể cha ra cấp bậc nào, chỉ sợ nếu cha đến tận cấp phó giám đốc sở cũng không có gì là lạ. Một số các vụ án trước kia, nói chung đều có một giới hạn, ví dụ như là chỉ điều tra đến cấp phó cục trưởng, rất ít khi động đến cán bộ cấp cục trưởng, cũng là một quy định bất thành văn. Nhưng mấy đề nghị hôm nay, trực tiếp đều là nhằm vào cán bộ cấp phó cục trưởng trở lên, xem ra sự việc muốn làm cho nhỏ đi cũng không được, đừng nghĩ có thể cho qua theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Từ khuôn mặt vẫn xanh mét không đổi của Trần Phong là có thể nhìn ra được, bí thư Trần là quá tức giận rồi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tô Công Thần từ sau khi đến thành phố Yến, ngoại trừ lần trước khi Ngô gia chèn ép Hạ Tưởng thì lên giọng phản đối Trần Phong, còn những thời điểm bình thường khác đều phụ họa theo đề nghị của Trần Phong. Hôm nay vẻ mặt của ông ta rất bình tĩnh, đầu tiên là tìm từ ngữ nghiêm khắc đối với việc Hạ Tưởng bị tập kích bất ngờ, sau đó lại phát biểu cách nhìn về vấn đề xử phạt mấy người. Chuyện xử phạt đồng chí Lục Tiểu Khu và Tần Thị Vũ tôi sẽ không phát biểu ý kiến gì, đồng chí Định Quốc là người có quyền lên tiếng nhất, tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy. Đồng chí Khang Thiếu Diệp thân là phó bí thư quận ủy quận Hạ Mã, là người đầu tiên chạy tới hiện trường, không có công cũng có lao, nếu chỉ vì làm việc bất lực mà đảng ghi nhớ một lỗi nặng thì hơi không thể nào nói nổi. Đề nghị của tôi là sau khi điều tra rõ ràng vấn đề khoản tiền bồi thường cho thôn Tiểu Đấu và hung thủ xa lưới, sẽ quay lại thảo luận vấn đề đồng chí Khang Thiếu Diệp không làm tròn bổn phận. Cho dù là Trần Phong, Hồ Tăng Chu hay là Phó Tiên Phong đều nghi ngờ, không biết Tô Công Thần có ý gì. Kế hoãn binh, hay là đòn gió, kéo dài thời gian, lập trường của ông ta là đứng ở giữa hay là chưa rõ sẽ thiên về bên nào. Đang lúc mọi người đều nghi ngờ khó hiểu, Tô Công Thần lại bổ sung một câu. Ủy ban kỷ luật thành phố nhận được tố cáo, đồng chí Khang Thiếu Diệp khi ở đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường trực huyện, trong thời gian xây dựng công trình tòa nhà ủy ban nhân dân huyện, đã có quyết sách sai lầm nghiêm trọng cũng có thể không phải là sai lầm, khả năng có giao dịch ngầm phía sau, ủy ban kỷ luật đang làm công tác xác minh nội dung thư báo cáo. Phó Tiên Phong nhíu mày. Trần Phong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồ Tăng Chu vẻ mặt khó đoán, liếc nhìn Tô Công Thần bằng một ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, Tôn Định Quốc thì dứt khoát, Phó Tiên Phong kiên trì phản đối, Hồ Tăng Chu đánh thái cực quyền, Tô Công Thần thì lui để tiến, ở bên ngoài là thả cho Khang Thiếu Diệp một con ngựa, nhưng trên thực tế là muốn chờ đợi tất cả các sự kiện, sau khi điều tra ra manh mối của sự kiện hành hung và tố cáo, mới đến tính sổ một lần, có khả năng sẽ là một đòn đánh chết Khang Thiếu Diệp. Thủ đoạn thật là âm hiểm. Tuy nhiên khiến mọi người suy đoán chính là bình thường ủy ban kỷ luật tra án, trừ phi cần thiết thì cùng lắm mới lộ ra chút tin tức cho nhân vật số 1 là Trần Phong, còn không thì từ trước đến nay sẽ không công khai ra bên ngoài, cho dù là ở hội nghị thường vụ cũng không để lộ ra. Tô Công Thần lại cố ý nói ra vấn đề, là có ý đồ gì? Dường như Tô Công Thần cố ý bày ra mê trận vậy, sau khi nói xong còn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì nữa. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi sự việc chưa điều tra rõ được chân tướng, đề nghị không quyết định xử phạt bất cứ đồng chí nào trong ba đồng chí, trước hết tôi không phát biểu ý kiến về vấn đề của đồng chí Khang Thiếu Diệp, còn hai đồng chí Tần Thị Vũ và Lục Tiểu Khu thì làm việc không tồi, còn khá tận tụy, bình thường không có sai phạm gì lớn. Hôm nay bất lực xuất ra lực lượng cảnh sát cũng có nguyên nhân khách quan, không thể một gậy mà đánh chết người ta, cũng không phù hợp với tinh thần răn trước ngừa sau. Ý kiến của tôi là, trước mắt lấy truy cứu hung thủ là việc chính, còn các việc khác không nên có kết luận quá sớm. Ủy ban Chính trị Pháp luật chủ quản tuyến công an, Trần Ngọc Long thể hiện thái độ hiển nhiên là đáp trả lại Tôn Định Quốc kịch liệt. Trong mắt Tôn Định Quốc, tuy rằng Trần Ngọc Long là bí thư Ủy ban Chính trị, nhưng ông ta không phải là xuất thân từ công an địa phương, nên có chút khinh thường ông ta. Vừa nghe lời nói của Trần Ngọc Long rõ ràng là coi nhẹ chính mình, Tôn Định Quốc trong cơn phẫn nộ, đập bàn đứng lên. Vấn đề của hai đồng chí Tần Thị Vũ và Lục Tiểu Khu, tôi rõ ràng hơn bí thư Trần nhiều. Tôi đã công tác trong tuyến đầu của hệ thống công an nhiều năm, cũng đã có tiếp xúc với hai người bọn họ, nghiệp vụ của bọn họ còn chưa thực sự là hẳn hoi, thái độ còn không đứng đắn, không nghiêm chỉnh, tôi càng có quyền lên tiếng. Chọc đúng vào mạch, đối chọi gay gắt. Không khí của hội nghị thường vụ lập tức trở nên căng thẳng. Quả thật Trần Ngọc Long cũng có ý nhằm vào Tôn Định Quốc. Theo ông ta, Tôn Định Quốc vừa mới được vào hội nghị thường vụ, liền khoa chân múa tay nói về vấn đề nhân sự của tuyến công an, quả là không coi chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật như ông ta ra gì.
Trần Ngọc Long không tích tụ cơn giận trong lòng mới là lạ. Tôn Định Quốc thực ra là cố ý đánh trả Trần Ngọc Long, ông ta biết Tần Thị Vũ và Lục Tiểu Khu đều là người của Trần Ngọc Long. Tuy không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Trần Ngọc Long có sắm vai trò gì trong sự kiện của Hạ Tưởng, nhưng vấn đề không xuất ra lực lượng cảnh sát có thể lớn có thể nhỏ, ông ta sẽ đánh một đòn ra trò. Hạ Tưởng là ai? Là con rể Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc là bạn tri kỷ nhiều năm của ông ta, là bạn tốt mười mấy năm không thay lòng đổi dạ. Tuy Tào Vĩnh Quốc không có ý nhắc nhở và tại thành phố Yến, Hạ Tưởng có một mạng lưới quan hệ vô cùng vững chắc, nhưng Tôn Định Quốc đối đãi với Hạ Tưởng như con cháu, không phải vì ông ta coi Tào Thù Lê như con gái mà chính là vì ông ta thấy Hạ Tưởng vô cùng thuận mắt. Đối phương lại thừa dịp ông ta đi công tác bên ngoài để xuống tay với Hạ Tưởng, bảo ông ta bỏ qua là chuyện vô cùng khó, làm sao ông ta có khả năng nuốt trôi cục tức này. Sẽ mượn cơ hội mà phát ra một chút. Trần Ngọc Long cũng đập bàn. Đồng chí Tôn Định Quốc, xin ông đừng chuyện bé xé ra to, đồng chí Hạ Tưởng không gặp vấn đề gì, không đến nỗi phải bảo vệ hắn như quốc bảo vậy. Phương Tiến Giang giận dữ. Không vấn đề gì sao? Ý của chủ nhiệm Trần là đồng chí Hạ Tưởng phải bị tàn tật hoặc chết thì mới tính là có vấn đề sao? Đồng chí Hạ Tưởng không có vấn đề gì là vì cậu ta có uy danh lớn, có người bị thương thay cậu ta, nếu đổi là ông thì đã sớm ngã trên mặt đất rồi. Anh! Trần Ngọc Long tức giận đến đỏ mặt tía tai. Xin trưởng ban Phương nói chuyện chú ý thân phận, đừng ngậm máu phun người. Phó Tiên Phong không cãi vã, nhưng âm thầm cảm thấy đau xót khó tả. Đàm Long vừa đi, gã ở hội nghị thường vụ thế cô lực yếu, gần như không có đồng minh nào, ngay cả Trần Ngọc Long vì có cớ là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, nên mới có tiếng nói nhất định. Còn tư lệnh viên phân quân khu Vương Duyên Long thì bình thường cũng có quyền lên tiếng nhưng gần như không có ai để ý thái độ của ông ta. Phó Tiên Phong âm thầm nhìn chăm chú Phương Tiến Giang thật nhanh, trong lòng càng quyết tâm với ý định của gã, đá Phương Tiến Giang đi, đưa người một nhà vào đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ, như vậy gã mới có thể tăng thêm tiếng nói ở hội nghị thường vụ. Tôn Định Quốc nổi giận đùng đùng hô. Tôi bảo vệ đồng chí Hạ Tưởng đấy, như vậy thì làm sao? Chủ nhiệm Trần có ý kiến gì? Có ý kiến gì là vấn đề của ông, không quan hệ gì đến tôi. Ý nói là tùy ông, tôi thích như thế nào thì như thế đó, ông không có quyền xen vào. Trần Ngọc Long cũng phát hỏa. Tôi cứ muốn nhúng tay vào chuyện của ông đó, thì làm sao nào? Quyết định xử phạt Tần Thị Vũ và Lục Tiểu Khu tôi kiên trì phản đối. Chính trị, có khi là coi trọng cô đọng kín đáo nhưng cũng có khi coi trọng đao súng thực sự. Khi tức giận cũng là xông thẳng vào, không nhường bước, đều trực tiếp nổ súng nã pháo thẳng vào nhau, mặc kệ cái gì gọi là nghệ thuật nói chuyện. Hồ Tăng Chu thấy tình hình không ổn, liền ra mặt dàn xếp. Mọi người đừng làm ầm ĩ, việc gì cũng có thể thương lượng. Có làm ầm lên cũng không có kết quả, lại làm tổn thương hòa khí phải không? Hòa khí? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Khi đồng chí Hạ Tưởng một mình lên trên nóc nhà không để ý đến nguy hiểm tính mạng mà đi khuyên ngăn lão lỗ, lúc đó ai nghĩ tới hỏa khí? Khi đồng chí Hạ Tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần bị tập kích, thì ai nghĩ tới hỏa khí? Bản thân đồng chí Hạ Tưởng bị trọng thương, bây giờ còn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, hung thủ thì vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chân tướng sự việc vẫn chưa điều tra rõ, chúng ta lại ngồi đây nói chuyện hỏa khí sao? Hỏa khí thì giải quyết được vấn đề gì? Không có thủ đoạn cứng rắn một chút, thái độ không kiên quyết rõ ràng, chỉ trông vào hòa khí thì chúng ta có thể giải quyết công bằng tất cả mọi khó khăn sao? Thật đúng là chuyện thiếu lâm. Trần Phong đập bàn đến, dầm, một tiếng, đứng lên. Hôm nay tan họp, ngày mai sẽ tiếp tục. Tôi cố ý nhắc nhở một số đồng chí cá biệt một câu, xin chú ý phương pháp làm việc và thái độ, tôi mới là nhân vật số một của thành ủy thành phố Yến. Trần Phong phẩy tay áo bỏ đi với vẻ mặt lạnh lùng. Không để cho Hồ Tăng Chu và Trần Ngọc Long chút thể diện nào. Vẻ mặt Hồ Tăng Chu trở nên lúng túng khó xử, sắc mặt tái xanh. Trần Ngọc Long thì mặt lại đỏ bừng, miệng há to, một câu cũng không nói nên lời. Hội nghị thường vụ thành ủy sặc mùi thuốc súng, so sánh với hội nghị thường vụ của quận ủy quận Hạ Mã thì đúng là loạn một bầy. Hội nghị bắt đầu diễn ra từ sau 12 giờ, khi Bạch Chiến Mặc trở về từ Bắc Kinh, đến tận 9 giờ tối vẫn không đưa ra được kết luận gì. Hiện trường tại hội nghị thường vụ quận ủy có thể dùng một cụm từ để hình dung, đó chính là lung tung lộn xộn. Bạch Chiến Mặc vừa đến liền bị Trần Thiên Vũ nghi ngờ,
Hoàng Kiến Quân cũng lên án mạnh mẽ vấn đề phân chia lực lượng cảnh sát ở quận, tuyên bố phải nghiêm túc xử lý đương sự. Còn ý của Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp là để điều tra rõ chân tướng sự tình rồi xử lý cũng không muộn, lại lập tức bị Tạ Nguyên Thanh châm biếm một hồi. Tạ Nguyên Thanh không đứng ở lập trường của Hạ Tưởng mà nói chuyện, cũng không phải cố ý đối nghịch với Bạch Chiến Mặc. Anh ta chỉ là không quen nhìn cách làm của Bạch Chiến Mặc, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt, lấy một giọng điệu vô cùng khinh thường ra nói. Điều tra, còn muốn điều tra cái gì nữa? Ở thời điểm mấu chốt mà cảnh sát không xuất lực lượng, cho dù là lấy cớ gì cũng không che giấu được chuyện không làm tròn bổn phận là có thật. Đương nhiên, nếu nhà bọn họ cũng bị thiêu hoặc có người chết, thì chuyện đó có thể tha thứ được. Theo tôi thấy thì, chẳng những phải lập tức xử phạt bọn họ, còn phải điều tra nghiêm túc xem lúc ấy là bọn họ đang mải ăn uống hay đánh bài. Hay là bị người ta âm thầm cố ý sai khiến, chính là cố ý muốn chủ tịch quận Hạ bị thương. Khang Thiếu Diệp không chịu nổi thái độ của Tạ Nguyên Thanh, vừa nghe liền nổi trận lôi đình. Đồng chí Tạ Nguyên Thanh, xin anh tự trọng, đừng ngậm máu phun người, cũng đừng ăn nói lung tung. Chỉ trích không có chứng cớ chỉ có thể chứng minh anh không có tri thức thôi. Tạ Nguyên Thanh cũng không cãi cọ với Khang Thiếu Diệp, chỉ cười bâng quơ. Ông gấp cái gì, có phải nói ông là người âm thầm sai khiến Lục Tiểu Khu không xuất ra lực lượng cảnh sát đâu? Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của ông. Đến hiện trường chẳng những đánh cái giấm cũng không làm được, đến một cọng tóc gáy cũng không bị mất, tôi lại thấy nghi ngờ ông và dân thôn thông đồng cùng một ruột. Còn chưa dứt lời, Khang Thiếu Diệp đập bàn đứng lên. Tạ Nguyên Thanh, tôi cảnh cáo anh dám công kích tôi lần nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tạ Nguyên Thanh vẫn mang sắc mặt lạnh lùng, hô, một tiếng rồi đứng lên, một bước cũng không chịu nhường. Không để yên cho tôi sao? Được thôi. Để xem không để yên là như thế nào. Là mắng nhau hay đánh nhau, với tuổi tác của ông cũng đừng nên kích động, tôi không đành lòng làm tổn thương người cao tuổi đâu. Anh. Khang Thiếu Diệp tức giận đến sôi máu, nếu Hạ Tưởng nói gã là già thì gã còn thừa nhận, dù sao gã cũng lớn hơn Hạ Tưởng 10 tuổi, nhưng so với Tạ Nguyên Thanh chỉ lớn hơn 5 tuổi, đã bị Tạ Nguyên Thanh tôn xưng là người cao tuổi, mà ở hội nghị thường vụ quả thật tuổi của gã cũng có hơi lớn. Chênh lệch với mọi người, nên ghét nhất là người ta nói đến chuyện tuổi tác. Vậy mà Tạ Nguyên Thanh cố tình nói trúng tim đen, khiến gã nổi trận lôi đình, đã định xông lên đánh lộn với Tạ Nguyên Thanh. Vừa mới đứng lên liền cảm thấy ngực khó chịu, sau đó đột nhiên trước mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Bệnh tim đột phát. Bạch Chiến Mặc sợ không nhẹ, Khang Thiếu Diệp bị Tạ Nguyên Thanh mắng cho một câu mà hôn mê bất tỉnh, truyền đi chắc thành vụ bê bối của quận Hạ Mã. Gã chỉ lo lắng hung hăng chừng mắt nhìn Tạ Nguyên Thanh nói một câu. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với đồng chí Khang Thiếu Diệp, Tạ Nguyên Thanh, anh cứ chờ đấy mà chịu xử phạt. Tạ Nguyên Thanh vẫn tỏ dáng vẻ chẳng sao cả, ngược lại ngồi trở lại ghế. Đã có bệnh tim còn muốn làm quan, sớm muộn gì cũng bị tức mà chết thôi. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lý Ứng Dũng thì có vẻ thô lỗ hơn, thực sự chịu không nổi sự châm chọc khiêu khích của Tạ Nguyên Thanh. Giận dữ. Anh câm miệng lại, nói thêm một câu nữa, tin hay không tôi đánh anh. Lại thêm một người cao tuổi nữa sao? Bây giờ người cao tuổi thế nào đều là già mà không đáng để kính trọng, không nhường người trẻ tuổi chút nào vậy. Tạ Nguyên Thanh sợ ai chứ? Y là người đến từ Bắc Kinh, từ trước đến nay đều khinh thường người ở quận Hạ Mã, nhất là Lý Ứng Dũng xuất phát từ cơ sở, là một kẻ quê mùa. Hơn nữa quả thật là so với Khang Thiếu Diệp thì Lý Ứng Dũng còn lớn tuổi hơn. Lý Ứng Dũng vốn không thích cách nói chuyện cạnh khóe của Tạ Nguyên Thanh, thấy y nói chuyện khiến cho Khang Thiếu Diệp tức giận đến bệnh tim phát tác mà vẫn còn tỏ dáng vẻ không có gì. Lửa giận nhiều năm không bùng phát nay liền bùng lên, không đè nén được phiền chán trong lòng, bước vài bước về phía trước, giơ tay lên định tóm áo Tạ Nguyên Thanh. Thực ra không chỉ Lý Ứng Dũng mà cả Phó Hiểu Bân. Biện Tú Linh và Hoàng Kiến Quân cũng đều không thích cung cách của Tạ Nguyên Thanh, thậm chí ngay cả Trần Thiên Vũ cũng thường xuyên phải bịt mũi mới có thể chịu nổi y. Nhưng hôm nay mặc kệ là y có lòng hay không có ý định gì, cũng là y đã ra mặt vì Hạ Tưởng, nói chuyện vì Hạ Tưởng. Lý Ứng Dũng định đánh nhau, bọn họ sao có thể ngồi yên không quan tâm đến được. Trần Thiên Vũ, Hoàng Kiến Quân nhanh chóng đứng lên, đứng cản trước mặt Tạ Nguyên Thanh, Trần Thiên Vũ còn làm ra tư thế khuyên giải. Hoàng Kiến Quân cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, trợn mắt đối lại. Chủ nhiệm Lý đã lớn tuổi rồi, muốn động tay động chân,
trước tiên hãy nghĩ đến hậu quả đã rồi nói sau. Sau khi Hoàng Kiến Quân ở Bắc Kinh nghe được tin Hạ Tưởng bị tập kích, đã gọi điện cho Lịch Phi mắng mỏ một chút. Lịch Phi tuy bị oan ức nhưng cũng chịu đựng, khi Hoàng Kiến Quân mắng xong rồi mới giải thích nỗi khổ không điều động được lực lượng cảnh sát của anh ta. Hoàng Kiến Quân vừa nghe liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Lục Tiểu Khu và anh ta luôn bất hòa, lời nói của anh ta có khi cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, và lại quan hệ với Lý Ứng Dũng rất gần. Quan hệ giữa Lý Ứng Dũng, Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp ai không biết rõ chứ? Đáp án ngay lập tức miêu tả sinh động. Hoàng Kiến Quân hiểu rõ trong lòng, đối phương thừa dịp anh ta không có mặt để xuống tay, chính là âm thầm sắp đặt, kéo dài thời gian cảnh sát trình diện, cố ý tạo cạm bẫy với Hạ Tưởng. Anh ta rất bội phục Hạ Tưởng, sau khi nghe được Hạ Tưởng bị thương, thì rất đau lòng, càng thêm kính trọng hơn. Hoàng Kiến Quân xuất thân từ quân nhân, kính nể nhất là người ở thời khắc mấu chốt chủ động lấy bản thân ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ có người như vậy mới là trụ cột vững vàng, mới là xương sống của quốc gia. Hạ Tưởng bị thương, anh ta chẳng những phẫn nộ mà còn căm thù người đứng phía sau đến tận xương tủy, cảm thấy có thể sử dụng một thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì thật đúng không phải đàn ông. Lửa giận trong lồng ngực anh ta cứ bốc cháy mãnh liệt. Sau khi trở về quận Hạ Mã, vẫn nghẹn cứng mà khó chịu. Bây giờ nhìn Lý Ứng Dũng muốn động tay động chân, liền lại tức giận ngút trời, chủ động tiến ra đối chiến với Lý Ứng Dũng. Gió đông thổi, trống trận vang lên, ai sợ ai. Hoàng Kiến Quân tuổi trẻ, khỏe mạnh, trước kia ở bộ đội đã từng học võ bảo hộ thân thể của quân đội, tự nhận xử lý tên Lý Ứng Dũng xuất thân từ công an này cũng không thành vấn đề. Lý Ứng Dũng thấy Hoàng Kiến Quân cứng rắn muốn đối chọi lại y, liền tức giận vô cùng, xắn tay áo lên. Mắt thấy hội nghị thường vụ quận ủy chuẩn bị trình diễn võ nghệ, Bạch Chiến Mặc nóng nảy hô to một tiếng. Dừng tay, mấy người còn có để bí thư tôi đây trong mắt không? Hội nghị thường vụ là chỗ nào? Không phải là nơi mấy người đánh nhau ẩu đả. Không cần nói gì nữa, cứu người quan trọng hơn. Chương 602, thúc đẩy. Phó Hiểu Bân cười ha hả. Chủ nhiệm Lý xin bớt giận, mấy người bọn họ trẻ tuổi cơn giận cũng lớn, chúng ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, đã có kinh nghiệm và thận trọng hơn, nên nhường bọn họ, nếu không lại không có lợi cho chính mình, có phải hay không? Lời nói của Phó Hiểu Bân nghe sơ qua thì có vẻ như là nói chuyện thay cho Lý Ứng Dũng, nhưng phân tích kỹ ra thì chính là âm thầm châm chọc Lý Ứng Dũng đã lớn tuổi nhưng không có một chút kinh nghiệm kiềm chế. Nét mặt già nua của Lý Ứng Dũng trở nên cứng đờ, muốn phản bác lại rồi lại cảm thấy không có gì để nói, đành phải trừng mắt nhìn Phó Hiểu Bân, nể mặt Bạch Chiến Mặc, buồn bực không nói gì nữa. Trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi liếc nhìn nhau. Vừa rồi tuy rằng hai người không lên tiếng, nhưng cũng là hoảng sợ trong lòng, Hạ Tưởng không có ở đây, quận Hạ Mã hỗn loạn lung tung, xem ra tình hình kế tiếp cũng không có gì lạc quan, chỉ sợ trước khi Hạ Tưởng trở về chủ trì công việc thì quận Hạ Mã sẽ không thể khôi phục lại trật tự. Bạch Chiến Mặc làm bí thư đúng là quá thất bại, hiện giờ ai mà không rõ, Hạ Tưởng tuy là chủ tịch quận, nhưng trên thực tế chính là nhân vật số một. Trách không được Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp phải âm thầm nhớn nhác hại Hạ Tưởng một phen, đúng là làm cho người ta ngột ngạt, bí thư mà không khống chế được đại cục, dù là ai thì cũng tức giận thôi. Tuy rằng Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi chỉ có thể đoán không biết có phải Bạch Chiến Mặc có liên quan tới người đứng phía sau giật dây lần này hay không, nhưng màn dương cung bạt kiếm vừa rồi đã chứng minh vấn đề. Sau khi Hạ Tưởng trở về cũng không biết cục diện sẽ trở thành thế nào, bất cứ vấn đề gì về sau sẽ đều đối chọi nhau gay gắt. Công tác ở quận Hạ Mã sẽ triển khai như thế nào đây? Thư ký của Bạch Chiến Mặc là Phí Lập Quốc đã sớm gọi điện thoại cho xe cứu thương, chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã tới, đưa Khang Thiếu Diệp đi. Bạch Chiến Mặc cũng không còn tâm trạng mà ở lại, cũng cùng đi bệnh viện với Khang Thiếu Diệp. Không ngờ rằng đến bệnh viện lại xảy ra một tiết mục xen giữa không lấy gì làm thoải mái. Vừa lúc này Lão Tiền cũng đang ở bệnh viện số 2 của tỉnh, hơn nữa còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khang Thiếu Diệp được cấp cứu xong cũng được nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt, may mắn thế nào lại sát vách với Lão Tiền. Trần Cẩm Minh, Hùng Hải Dương, Hoa Tam Thiếu và mấy công nhân có liên quan đều đang bảo vệ bên người Lão Tiền, nghe được tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, đi ra thì gặp ngay Khang Thiếu Diệp trong bệnh viện. Rốt cục Hùng Hải Dương không kìm nổi cơn giận, anh ta không biết Bạch Chiến Mặc là ai, cũng không quan tâm gã là ai, liền nói với Khang Thiếu Diệp đang nằm trên giường bệnh. Ở hiện trường Phó Bí Thư Khang đâu có bị thương, sự việc kết thúc, lại bị thương nằm viện sao?
Bệnh của ông đúng là biết chọn thời điểm thật, cũng có thể báo lên nguyên nhân bị thương, nói không chừng còn có thể được cấp lãnh đạo khen ngợi đó. Tôi thật khâm phục ông, thực sự là đối xử với con người còn kém hơn là làm việc. Hùng Hải Dương đã lăn lộn nhiều năm ở công trường, từ trước đến nay đã giao tiếp với rất nhiều kiểu người, những lời nói thô tục với đám công nhân, lúc cần nói sẽ nói, những lời châm chọc khiêu khích hay ngấm ngầm hại người cũng sẽ nói. Khang Thiếu Diệp vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp hồi, lại bị Hùng Hải Dương nói một câu, lập tức thở không ra hơi, thiếu chút nữa lại trở lại hôn mê bất tỉnh. Bạch Chiến Mặc giận dữ. Mấy người là ai? Mấy người có biết ông ta là ai không? Ông ta là phó bí thư quận ủy đó. Mấy người tất cả tránh sang một bên đi, đừng cản lối. Hoa Tam Thiếu, hừ, một tiếng. Ai chẳng biết phó bí thư Khang Đường Đường là phó bí thư quận ủy, là phó bí thư gặp sự cố chỉ biết trốn ở trong xe không ra mặt. Chủ tịch quận Hạ là bị thương tại chỗ. Phó bí thư Khang là sau đó mới bị thương, giờ tôi mới biết được thế nào mới là người thông minh đấy. Khâm phục, thực sự là khâm phục. Bạch Chiến Mặc giận tím mặt. Nếu mấy người không tránh ra, tôi bảo bệnh viện mời mấy người đi ra ngoài. Mấy người thân phận thế nào, có tư cách gì mà đòi ở phòng chăm sóc đặc biệt hả? Một câu của Bạch Chiến Mặc đã khơi dậy sự tức giận của nhiều người, hơn 10 công nhân đang canh ở phòng bệnh của lão Tiền chợt đi ra toàn bộ, khiến hành lang chặt như nêm cối. Công nhân vây mấy người Bạch Chiến Mặc lại ở bên trong, người nào người đấy trợn mắt nhìn bọn họ. Phản, phản rồi. Bạch Chiến Mặc khẩn cấp hô to. Người đâu tới đây mau, công nhân muốn gây chuyện, mau đưa bọn họ ra ngoài. Người phụ trách bệnh viện vội vàng tách đám người ra đi đến trước mặt Bạch Chiến Mặc. Bí thư Bạch, có chuyện gì? Bạch Chiến Mặc lấy tay chỉ vào đám người Hùng Hải Dương. Phó bí thư Khang nằm viện, làm sao có thể ở cùng một chỗ với một đám công nhân được? Mau bảo bọn họ đi ra ngoài, để bọn họ ở phòng bệnh bình thường đi. Để cho công nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt, còn ra thể thống gì nữa, không biết phòng chăm sóc đặc biệt là ai mới được ở sao? Người phụ trách tỏ vẻ khó xử nói. Rất xin lỗi bí thư Bạch. Nhóm công nhân được ở phòng chăm sóc đặc biệt là do viện trưởng cố ý dặn dò, tôi không có quyền đuổi bọn họ đi. Mời viện trưởng của các anh lại đây, tôi muốn nói chuyện với ông ta. Bạch Chiến Mặc hùng hổ nói, gã nghẹn một bụng tức, ở hội nghị thường vụ đã bị phe phái của Hạ Tưởng kiêu ngạo làm cho tức giận quá độ, Khang Thiếu Diệp cũng tức quá mà bệnh, không ngờ đến khi nằm viện còn phải gánh chịu sự tức giận của mọi người, gã liền giận quá hóa rồ. Tốt xấu gì gã cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Viện trưởng thế nào cũng phải nể mặt nể mũi gã chứ. Người phụ trách vẫn không có chút ý tôn kính nào đối với Bạch Chiến Mặc, bên ngoài tỏ vẻ khách sáo nhưng thực ra bên trong thì lạnh nhạt. Bí thư Bạch, tôi đề nghị ông đừng làm phiền viện trưởng, ông ấy bận nhiều việc bề bộn, và lại chính viện trưởng đã dặn dò, việc lão Tiền nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt là quyết định của ông ấy, cho dù là lãnh đạo cấp thành phố đến đây cũng không được động vào phòng bệnh của lão Tiền. Viện trưởng nói, ông ấy cũng muốn một lần làm chuyện cao cả. Bạch Chiến Mặc nghĩ mình có nghe lầm không đây? Cái gì, cao cả sao? Vẻ mặt người phụ trách không vui, ném xuống một câu lạnh như băng. Nếu bí thư Bạch không giải thích nổi nghĩa của từ cao cả, còn muốn đưa lão Tiền đi, thì xin mời xin chỉ thị từ Phó Chủ tịch tỉnh Tống. Bởi vì phòng bệnh cho lão Tiền là do Phó Chủ tịch Tống cố ý dặn dò phía dưới. Sau đó xoay người nghênh ngang mà đi. Không thèm quan tâm đến vẻ mặt lý lẽ thất bại, mất tinh thần của Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc bị nghẹn đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nói sớm là do Tống Chiêu Độ sắp xếp không phải được rồi sao, còn lấy cao cả ra để hù người ta hả? Muốn đùa giỡn gã sao? Gã liếc mắt hung tợn nhìn Hùng Hải Dương rồi nói với y tá. Y tá, có phòng chăm sóc đặc biệt nào khác nữa không? Chúng tôi muốn đổi phòng khác. Y tá vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong chẳng thiết tha gì, không kiên nhẫn nói. Không có, chỉ có phòng bệnh bình thường, có muốn đổi hay không? Khang Thiếu Diệp nằm trên giường, tức giận đến phát ra tiếng ư ư mà không nói thành câu nên lời đầy đủ, y tá liền vội nói. Hiện tại người bệnh đang bị chấn động mạnh, nếu chẳng may bệnh tim tái phát, sẽ phải phẫu thuật, xin chú ý không làm người bệnh tức giận. Bạch Chiến Mặc tức giận, là ai làm người bệnh tức giận đây? Bệnh viện kiểu gì đây, không có trách nhiệm gì cả. Nhưng thử nghĩ nếu ở phòng bệnh bình thường thì đúng là tủi thân cho Khang Thiếu Diệp, đành phải áp chế tức giận trong lòng, để cho người ta đẩy Khang Thiếu Diệp vào phòng bệnh. Bạch Chiến Mặc không nghĩ tới việc Khang Thiếu Diệp ở cạnh phòng của lão Tiền,
mấy ngày sau đó đều vẫn như trong cơn ác mộng, bởi vì mặc kệ là gã có muốn nghe hay không, thì đủ loại tin tức về Hạ Tưởng cứ rơi vào tai gã. Bất luận thế nào cũng có một nhóm người đến nói những tin tức vô cùng vui vẻ, đối với gã mà nói, chính là từng bước một hướng đến vực sâu và ác mộng. Một đêm thứ bảy với một người bình thường ở thành phố Yến thì chỉ là rất kinh ngạc vì tin toàn bộ các công trường trong thành phố đều bị vây trong trạng thái nửa đình công, nhưng đối với những nhân vật chính trị tại thành phố Yến mà nói thì cho dù là ở tỉnh ủy, thành ủy hay quận ủy đều có vô số người đang trải qua một đêm khó ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Sở Công an tỉnh khung cảnh bận rộn, đang xin chỉ thị từ Bộ Công an, phải phát lệnh truy nã ra cả nước. Đồng thời Tống Chiêu Độ vận dụng quan hệ của chính ông ta, hô hào ở tỉnh nơi Vương Đại Pháo chạy trốn đến, đề nghị anh em ở tỉnh lưu ý chặt chẽ hành tung của Vương Đại Pháo, một khi phát hiện thì lập tức chóc nã về quy án. Thành phố Yến dường như bình lặng đi rất nhiều, cãi vã ngày hôm qua đã qua đi, hôm nay cả ngày lại họp hội nghị, chẳng có một cuộc cãi vã nào, nhưng tất cả mọi người đều có một vẻ mặt u ám, không ai có vẻ gì là tươi tắn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, không có cãi vã ngược lại chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì cơn tức đều tắc nghẹn lại ở trong lòng khẳng định đang tìm cơ hội thích hợp để bộc phát ra ngoài. Tình hình ở quận Hạ Mã thì hỗn loạn không thể tả, Bạch Chiến Mặc, kể cả Lý Ứng Dũng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Kỳ Thắng Dũng, Chính ủy ban chỉ huy quân sự Quan Khải Minh, cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn, trưởng ban tuyên giáo Đằng Phi, đang đến bệnh viện thăm hỏi Khang Thiếu Diệp. Trần Thiên Vũ, Hoàng Kiến Quân, Biện Tú Linh và Phó Hiểu Bân, bốn người cùng nhau đi Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng, ở trong phòng bệnh Hạ Tưởng gần 2 tiếng đồng hồ, cụ thể không biết nói chuyện gì, không ai hiểu hiểu, chỉ biết là sau khi mấy người đi ra, đều mang vẻ mặt trầm trọng. Ngày chủ nhật này, toàn bộ quận Hạ Mã chỉ có Tạ Nguyên Thanh là nhẹ nhàng nhất, anh ta và Ngô Cảng Đắc cùng nhau tới hiện trường công trường cao ốc Hỏa Thụ, trấn an công nhân và nói chuyện với Trần Cẩm Minh. Thứ hai ở thành phố Yến là một ngày mùa thu trời trong xanh nắng ấm, tâm trạng của nhiều người dân thành phố đều không tồi, thỏa thích hưởng thụ một ngày mùa thu ít có được. So sánh với những người dân thành phố ung dung này thì rất nhiều quan chức thật to thật nhỏ ở ba cấp tỉnh, thành phố, quận đều đang trải qua một ngày kinh hồn bạt vía. Trong khu ký túc xá của tỉnh ủy, tại văn phòng của Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cau mày, nhận ra rằng đối thủ thật đáng sợ. Hành tung gần đây nhất của Vương Đại Pháo tại thành phố Đan Thành đã bị người ta phát hiện ra, nhưng thời điểm phát hiện lại vào lúc tối muộn, y đang thong dong chạy trốn dưới sự trợ giúp của người khác, định theo hướng vùng núi phía tây nam của thành phố Đan Thành trốn sang tỉnh Lân. Tỉnh Lân cũng coi như là có phối hợp công tác, huy động không ít lực lượng cảnh sát. Nhưng không phát hiện được hành tung của Vương Đại Pháo, vừa vào núi sâu thì liền giống như là mai danh ẩn tích khỏi thế giới vậy. Bắt không được Vương Đại Pháo, không có được căn cứ chính xác để chỉ thẳng ra kẻ đứng phía sau ra độc thủ, mà chỉ có thể bắt một ít con tép, để cho kẻ đứng phía sau ra độc thủ tiếp tục đắc ý, nên ông ta cảm thấy rất bất đắc dĩ và phẫn nộ. Cũng không biết có phải Hạ Tưởng đã nghĩ ra kế sách đối phó tốt rồi hay không. Nghĩ đến Hạ Tưởng luôn có những thủ đoạn ngoài dự kiến của mọi người. Tống Chiêu Độ thả lỏng tâm trạng đôi chút. Chỉ có điều nghĩ đến quan hệ giữa Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh ngày càng gần, ông ta liền hy vọng Hạ Tưởng sớm ngày bình phục, trở lại thành phố Yến, kéo Diệp Thạch Sinh từ bên cạnh Thôi Hướng trở về. Cho dù là ông ta hay Phạm Duệ Hằng thì đều lấy thân phận mình mà tự cao, hoặc là do đủ loại nguyên nhân khác, đều cùng nói là từ Hạ Tưởng nói ra và từ ông ta hoặc Phạm Duệ Hằng nói ra có ý nghĩa không giống nhau, sẽ không làm cho Diệp Thạch Sinh động tâm. Có thể nói, nhìn chung toàn bộ tỉnh Yến, Hạ Tưởng là người duy nhất có thể khiến Diệp Thạch Sinh hồi tâm chuyển ý. Bình thường không nhận ra chuyện này, bây giờ Hạ Tưởng bệnh nằm một chỗ mới phát hiện ra, không ngờ Hạ Tưởng có tầm quan trọng không thể thay thế như thế này. Ý nghĩ của Phạm Duệ Hằng cũng không khác lắm so với Tống Chiêu Độ, ông ta không đi đâu được nên bảo Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì đến Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng, đồng thời chuyển lời thăm hỏi ân cần và an ủi của ông ta tới hắn. Trong phòng làm việc của bí thư tại thành phố Yến, Trần Phong đang trịnh trọng giải thích với Cao Hải. Tổ công tác do anh cầm đầu, hễ là đề cập đến bất cứ ai hoặc việc gì, thì đều phải báo cáo chi tiết lên. Nếu đề cập đến nhân vật nào quan trọng thì có thể báo cáo trực tiếp cho tôi. Cao Hải hiểu lời ám chỉ của Trần Phong, nói. Tôi hiểu rồi, cho dù là xuất phát từ người nào ở góc độ nào, tôi cũng sẽ điều tra ra tận nơi. Để đưa ra một lời giải thích cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đưa ra lời nói đàng hoàng tới đồng chí Hạ Tưởng, tra ra manh mối chân tướng sự thật. Cao Hải đi rồi,
Trần Phong lại lo nghĩ, rồi gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc. Vừa đến giữa trưa thứ hai, Cục Công an thành phố liền mời dự hội nghị nội bộ. Trong cuộc họp, Tôn Định Quốc dõng dạc phát biểu ba cách nhìn về sự việc ở cao ốc Hỏa Thụ. Thứ nhất, có một số lãnh đạo cá biệt tại thành phố không đặt lợi ích của quần chúng nhân dân lên vị trí thứ nhất, không làm hết phận sự. Thứ hai, khi sự việc tại cao ốc Hỏa Thụ phát sinh thì Cục Công an thành phố và phân Cục Công an quận Hạ Mã lại xảy ra vấn đề không xuất ra lực lượng cảnh sát, phải nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không nuông chiều. Thứ ba là, đồng chí Tần Thị Vũ đã có biểu hiện quá nghèo nàn khi xảy ra sự kiện quan trọng, quyết định phải rời khỏi cương vị công tác, tạm thời cách chức để bản thân tự suy nghĩ. Tần Thị Vũ không ngờ Tôn Định Quốc cưỡng chế thi hành việc điều chỉnh công tác của y. Lúc này tỏ vẻ phản đối. Sếp Tôn, tôi không phục, lúc đó là thời điểm cuối tuần, vốn dĩ lực lượng cảnh sát ở cục sẽ không đầy đủ, sau khi tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát, lập tức sắp xếp đề xuất ra lực lượng cảnh sát, ai ngờ trên đường bị kẹt xe, sự việc lại phát sinh quá nhanh, không kịp đến hiện trường. Không cần phải nói nữa, tôi đã quyết định rồi. Tôn Định Quốc giữ thái độ kiên quyết đáp trả. Trước tiên tạm thời cách chức tự kiểm điểm, sau khi điều tra rõ chân tướng sự việc sẽ xử lý những chuyện khác. Tần Thị Vũ hơi ỷ vào có chỗ dựa là Trần Ngọc Long, nên không để Tôn Định Quốc vào mắt cho lắm, cho rằng ông ta vừa mới vào được hội nghị thường vụ, căn cơ chưa vững, liền cứng rắn mạnh miệng nói một câu. Sếp Tôn đừng nên chuyên quyền độc đoán, tôi muốn báo cáo tình hình lên thành ủy. Tôn Định Quốc đập bàn tới, dầm. Tùy anh, nhưng chớ quên, ai là cục trưởng, chuyện ở cục công an là do tôi định đoạt. Tôn Định Quốc nói năng rất có khí phách, hống hách, khí thế. Mọi người có mặt cũng không dám nhìn thẳng vào Tôn Định Quốc, tất cả đều cảm thấy cục trưởng vốn cứng rắn mạnh mẽ từ khi vào hội nghị thường vụ thì càng có xu thế mạnh bạo hơn. Không có cách nào, ai bảo người ta là ủy viên thường vụ thành ủy, trong tay nắm quyền. Phó cục trưởng tuy rằng ở bên ngoài chỉ kém một nửa so với cục trưởng nhưng danh hiệu ủy viên thường vụ thành ủy thật lớn, làm cho khoảng cách thành lớn hơn một bậc. Ở thành ủy Tôn Định Quốc cũng có một chỗ đứng nhất định. Lời nói của ông ta thì hiện tại trong Cục Công an thành phố không có một ai dám ra mặt phản bác lại. Tần Thị Vũ nhớn nhác đóng sầm cửa lại đi ra, Tôn Định Quốc cũng không thèm liếc mắt nhìn y, ngược lại nói sơ lược với mọi người đang có mặt. Nếu ai cảm thấy quyết định của tôi không đúng đắn, có thể trực tiếp đến thành ủy, tìm bí thư Trần nói chuyện. Ai chẳng biết Trần Phong cũng có ý bảo vệ Hạ Tưởng không kém gì so với Tôn Định Quốc. Ai còn chủ động mà tự tìm đến cho mất mặt nữa. Nhưng khác với cục diện nhất ngôn cửu đỉnh của Tôn Định Quốc trên Cục Công an thành phố, ở phòng họp của phân Cục Công an quận Hạ Mã thì đề xuất tạm thời cách chức để tự kiểm điểm Lục Tiểu Khu của Hoàng Kiến Quân lại bị mấy tên phó cục trưởng liên hợp lại phản đối. Hoàng Kiến Quân giận không kìm nén nổi, không ngờ thân phận anh ta là ủy viên thường vụ quận ủy mà ở trong phân cục lại không làm được việc nói một không ai dám nói hai, hơn nữa thấy dáng vẻ chẳng sợ hãi gì của Lục Tiểu Khu. Lại liên tưởng đến chuyện bây giờ Hạ Tưởng vẫn còn đang nằm trong viện ở Bắc Kinh thì anh ta càng không kìm nổi lửa giận trong lòng, thể hiện tác phong nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán từ những năm tháng còn ở trong bộ đội mà nói. Lệnh cưỡng chế cách chức đồng chí Lục Tiểu Khu để tự kiểm điểm là việc nằm trong phạm vi chức trách của tôi, ai có ý kiến phản đối mời trực tiếp lên quận ủy hoặc cục công an thành phố đề xuất mà khiến quận ủy và cục công an thành phố phủ định quyết định của tôi là được rồi. Nếu vẫn không phục, có bản lĩnh có thể bảo cấp trên thay thế vị trí của tôi. Hoàng Kiến Quân nói hết lời, rồi đột nhiên quẳng tập biên bản ghi chép hội nghị trong tay nói. Tan họp. Mấy tên phó cục trưởng ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù trong lòng căm tức, không phục nhưng quả thật lại không có cách nào, ai bảo Hoàng Kiến Quân là nhân vật số một, là ủy viên thường vụ quận ủy chứ. Không có cách nào, dù có lên trên phản ánh tình hình với cục công an thành phố thì cũng không tin có thể đảo lộn được tình huống. Buổi chiều ngày thứ hai, Phó Cục trưởng Phân Cục Công an quận Hạ Mã bị tạm thời cách chức tự kiểm điểm, y trong lòng không phục tìm đến Bạch Chiến Mặc, tỏ vẻ bất mãn rõ ràng đối với sự chuyên quyền độc đoán của Hoàng Kiến Quân, yêu cầu Bạch Chiến Mặc chủ trì công bằng. Lúc này Bạch Chiến Mặc liền gọi điện thoại cho Hoàng Kiến Quân, chất vấn chuyện gì đã xảy ra, yêu cầu Hoàng Kiến Quân xuất phát từ đại cục, đứng ở góc độ cao của chính trị để xử lý vấn đề. Bạch Chiến Mặc nói những lời nói khách sáo một hồi lâu. Lại bị Hoàng Kiến Quân trả lời lại một câu. Đây là điều chỉnh công tác bên trong hệ thống công an, tôi làm trưởng phòng công an quận và bí thư tổ đảng, có quyền xử lý các sự việc nội bộ của phân cục, bí thư Bạch không cần phải quan tâm nhiều quá như vậy. Chương 603, đau đầu.
Bụp, một tiếng, không ngờ là Hoàng Kiến Quân dành trước việc ngắt điện thoại. Làm gì có đạo lý nói chuyện với lãnh đạo mà dám ngắt máy trước như vậy. Bạch Chiến Mặc tuy đã kìm chế nhưng cũng giận tím mặt, liền ném điện thoại qua một góc, chửi ầm lên. Phản rồi, con mẹ nó lên trời cả rồi, không để bí thư tôi vào mắt phải không? Chờ mà xem. Sau khi Bạch Chiến Mặc quăng điện thoại, không kiên nhẫn nổi mà phất tay về phía Lục Tiểu Khu nói. Cậu về trước đi, tôi còn phải suy nghĩ đã. Lục Tiểu Khu hồn bay phách lạc mà đi khỏi, y biết Hoàng Kiến Quân cự lại Bạch Chiến Mặc một cách cứng rắn mạnh mẽ như vậy chính là biểu thị một sự khởi đầu không tốt, cục diện yên ổn đoàn kết của quận Hạ Mã, cũng theo chân chuyện không may của Hạ Tưởng mà đi, thành phản cả rồi. So với Lục Tiểu Khu thì Bạch Chiến Mặc có nhiều chuyện để đau đầu hơn nhiều, bởi vì tổ công tác đã được thành lập ở thành phố, do Cao Hải đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng, Trần Thiên Vũ đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng, hiện tại đã tới thôn Tiểu Đấu tiến hành công tác kiểm toán. Rốt cuộc chi bộ thôn Tiểu Đấu có vấn đề hay không thì gã lại thiếu tự tin trong lòng. Tình hình hiện tại là ở quận, ở thành phố, thậm chí ở tỉnh, ai cũng đều cảm thấy bất an, lo sợ đã bị sự việc của Hạ Tưởng liên lụy đến bản thân. Dùng hình tượng thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc để hình dung cũng tuyệt đối không nói quá, cục diện đã vượt xa so với dự đoán trước đây của gã, cũng hoàn toàn không khớp với lời thề son sắt của Phó Tiên Phong lúc trước. Nguyên văn Phó Tiên Phong nói là, triển vọng rất cao là Hạ Tưởng vừa gãy chân, ngay từ đầu có lẽ sẽ có nhiều người tức giận, nhưng sau khi hiểu rõ sẽ buông tay mặc kệ. Ngẫm lại thì một người què chân cũng đồng nghĩa với việc bị phán tử hình đối với con đường chính trị. Nếu Hạ Tưởng đã không còn tiền đồ, thì đối với người trong quan trường mà nói chẳng khác nào không còn giá trị lợi dụng, rất nhanh sẽ chuyển từ tức giận thành thông cảm, sau đó liền biến thành tội nghiệp, rồi tiếp nữa thành không giải quyết được chuyện gì, tiếng sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ. Lời nói của Phó Tiên Phong còn ở bên tai nhưng thế cục đã không còn khống chế được, mà lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Quả thật, Hạ Tưởng chỉ bị thương chứ không tàn phế, mặt khác, những người bảo vệ cho Hạ Tưởng thì thái độ rất kiên định, Bạch Chiến Mặc chỉ biết Phó Tiên Phong đã tính sai có nghĩa là tính sai, chẳng những không chặt đứt được hai chân và tiền đồ của Hạ Tưởng, còn khiến hắn giành được thanh danh. Tình hình hiện tại không phải là đầu voi đuôi chuột nữa mà là từng trận sấm sét, mây đen cuồn cuộn, mắt thấy sẽ có mưa to như chút nước. Khang Thiếu Diệp nằm viện, tạm thời không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, Hạ Tưởng cũng nằm viện cũng không biết lúc nào trở về công tác. Quận Hạ Mã liền không khác gì lâm vào tình trạng tạm dừng, Bạch Chiến Mặc còn có cảm giác như người bị thương nặng, thậm chí không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt. Lực bất tòng tâm, rơi vào tình trạng kiệt sức, từ sâu trong nội tâm gã cảm thấy một cảm giác vô lực. Đau đầu, vô cùng đau đầu. Hạ Tưởng, làm sao mày không tàn phế đi cho xong? Mày không tàn phế thì người khác làm sao mà ngẩng đầu được? Vừa nghĩ tới chuyện sau khi Hạ Tưởng lành vết thương trở về quận Hạ Mã, không biết sẽ triển khai trả thù như thế nào, từ đáy lòng Bạch Chiến Mặc dâng lên cảm giác ớn lạnh. Gã đã từng chứng kiến thủ đoạn của Hạ Tưởng, không một tiếng động đã đem hơn phân nửa ủy viên thường vụ ở quận Hạ Mã đoàn kết lại quanh hắn, khiến gã lâm vào cảnh bị kinh bỉ chê cười. Mấu chốt là, nếu chẳng may Vương Đại Pháo xa lưới thì làm sao bây giờ? Bạch Chiến Mặc cầm lấy điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong. Muốn làm cho Phó Tiên Phong đưa ra chủ ý, không ngờ gọi đến thì thấy điện thoại tắt máy. Gã không cam lòng, lại gọi tới văn phòng của Phó Tiên Phong. Thư ký nói, Phó Bí Thư Phó đã quay về Bắc Kinh. Trong lòng Bạch Chiến Mặc giật thốt, hôm nay thứ hai đầu tuần, đang là thời điểm nhiều việc, làm sao lại trở về Bắc Kinh được? Chẳng lẽ sự việc không ổn rồi? Dù sao có quay về Bắc Kinh cũng không nên tắt máy di động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã còn cảm thấy nôn nóng bất an, gấp đến độ chạy quanh văn phòng, hoang mang lo sợ. Bạch Chiến Mặc tuy là nôn nóng nhưng cũng chỉ đi đi lại lại, còn Phó Tiên Phong đang lái xe Mercedes-Benz trên đường cao tốc, cũng rất là đau đầu và tức giận đến chửi thề luôn miệng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Vương Đại Pháo ngu xuẩn và không có đầu óc. Sự việc đã phát sinh rất ngẫu nhiên, hơn nữa sau khi phát sinh thì kéo theo một loạt sự kiện, khiến gã không thở nổi. Gã chỉ còn cách để vấn đề của Vương Đại Pháo qua một bên, bình tĩnh đối phó với tình huống trước mặt, nếu không vô ý mà lộ ra dấu vết thì thua cuộc hoàn toàn. Mặc dù gã cũng biết mấy người Trần Phong nghi ngờ gã là người đứng sau ra độc thủ, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, không có chứng cớ, không ai dám có ý định chụp mũ cho một cán bộ cấp sở, là nhân vật số 2 ở thành ủy thành phố Yến, nếu không sẽ chịu trách nhiệm chính trị nghiêm trọng.
Đúng là vì có điểm này nên Phó Tiên Phong mới không sợ hãi, mới làm bộ cùng mọi người cố gắng làm tốt công tác giải quyết hậu quả, giống như là gã và sự việc không hề có chút quan hệ nào với nhau vậy. Người ta nghi ngờ là chuyện của người ta, còn gã thì dường như vẫn không có chuyện gì, nhưng chỉ là tỏ ra ở bên ngoài, khi không có chứng cứ rõ ràng, ai có thể làm gì được gã đây? Chỉ cần là làm một cách quang minh chính đại thì gã đều kiên quyết ủng hộ. Chỉ cần có điểm nào cần bàn bạc, thì gã liền giống như người một nhà vậy không hề khách sáo, tỏ thái độ như bình thường, chính là để cho người khác không nhìn ra được sự khủng hoảng bên trong của gã. Trên thực tế, trong lòng gã thật sự khủng hoảng. Gã khủng hoảng không phải vì cục diện tại tỉnh Yến và thành phố Yến có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, mà là bởi vì Vương Đại Pháo. Tỉnh Yến cũng vậy, thành phố Yến cũng thế, nếu có muốn gây sức ép ầm ĩ, cũng chỉ đến một mức độ, luôn chỉ trong một phạm vi thấy được. Các sự việc chính trị, thường chú ý đến quy định và phạm vi, không phải chỉ có cơn thịnh nộ của một hai người mà có thể quét ngang hết thảy mọi chuyện, gã đều đã đoán trước được là cho dù là Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ hay là Trần Phong, Lý Đinh Sơn, đều là những người có trí tuệ chính trị, trước tiên sẽ xử lý mấy con tép giúp Hạ Tưởng hết giận. Đối với Tần Thị Vũ và Lục Tiểu Khu, nếu có thể bảo vệ thì bảo vệ, còn không đảm bảo được thì coi như hy sinh, không ảnh hưởng đến đại cục, dù sao bọn họ cũng không biết được bí mật thực sự. Phó Tiên Phong chỉ suy nghĩ đến hai việc, một là thái độ của Diệp Thạch Sinh rất quan trọng, chỉ cần Diệp Thạch Sinh không liều lĩnh ra mặt vì Hạ Tưởng, gã liền có thể nắm chắc sẽ ổn định được cục diện toàn bộ tỉnh Yến. Còn việc kia chính là Vương Đại Pháo. Mà theo tình hình trước mắt thì Diệp Thạch Sinh cũng chỉ làm ra vẻ bề ngoài, cho Hạ Tưởng đãi ngộ thỏa đáng chứ không phải tức giận thực sự và truy cứu đến tận cùng. Hiện tại chỉ sợ là Diệp Thạch Sinh cũng không thật sự quan tâm đến quá trình và kết quả trong sự việc của Hạ Tưởng, mà điều ông ta quan tâm là sắp tiến thêm một bước gần hơn với Phó gia. Chính là vì Thôi Hướng đồng ý với Diệp Thạch Sinh đã khiến Diệp Thạch Sinh động tâm, phải biểu diễn một chút thực lực của Phó gia cho Diệp Thạch Sinh xem để Diệp Thạch Sinh tin tưởng một cách kiên định. Đồng thời cũng đang âm thầm chiêng trống dùm beng tiến hành việc điều Phương Tiến Giang đi. Thực ra chuyện điều Phương Tiến Giang đến một thành phố cấp dưới làm bí thư thành ủy là chuyện mang tính chất nước chảy thành sông, không cần Phó Tiên Phong phải âm thầm thao tác. Nhưng hiệu quả Phó Tiên Phong muốn là Phương Tiến Giang được điều đi để người nhà Phó gia gia nhập vào. Gã rất muốn khống chế ban tổ chức cán bộ thành ủy, bởi vì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bị Mai Thái Bình khống chế, ở nơi đó bị bóp cổ rất khó chịu, khiến gã cảm nhận được sâu sắc rằng ban tổ chức cán bộ bị đối thủ nắm giữ mà không biết làm cách nào. Bởi vậy chuyện thứ nhất là lôi kéo Diệp Thạch Sinh, sau đó là làm cho Diệp Thạch Sinh gật đầu đồng ý thả người của gã gia nhập vào chủ quản ở ban tổ chức cán bộ thành ủy. Diệp Thạch Sinh cũng tỏ vẻ đồng ý một cách kín đáo, nhưng điều kiện trước nhất là sau khi ông ta đến Bắc Kinh gặp mặt Phó gia mới quyết định dứt khoát. Nếu Diệp Thạch Sinh quyết tâm muốn xếp người vào chủ quản ở ban tổ chức cán bộ thành ủy, lại có Thôi Hướng ở bên cạnh phụ họa, thì Mai Thái Bình có phản đối cũng không có hiệu quả, bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1, có quyền đánh nhịp. Lúc này nguyên nhân bởi vì Hạ Tưởng không có tại thành phố Yến, Phạm Duệ Hằng cũng thế mà Tống Chiêu Độ cũng vậy, muốn kết nối với Diệp Thạch Sinh sẽ có chướng ngại nhất định, vừa lúc thừa dịp Hạ Tưởng không có mặt, đem gạo nấu thành cơm, lôi kéo hoàn toàn Diệp Thạch Sinh về phía gã. Tốt nhất còn có thể chọn người làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, sau khi được xác định rồi, Hạ Tưởng quay trở lại có muốn thay đổi cũng không có khả năng. Đại cục đã định, cho dù Hạ Tưởng không phục, không cam lòng thì có thể làm được gì. Đến lúc đó ở tỉnh ủy gã có chỗ dựa là Diệp Thạch Sinh, ở thành ủy thì nắm giữ ban tổ chức cán bộ, Trần Phong có thể làm gì được gã. Nếu đến lúc đó lại điều tra ra được Cao Hải tay chân không sạch sẽ, căn cứ chính xác theo đó mà lật ngã Cao Hải, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đưa người của gã vào bộ máy chính phủ, thành phố Yến còn không phải tùy ý để gã gây sức ép nữa hay sao? Chân tay Cao Hải cũng không phải sạch sẽ, là chủ quản quận Hạ Mã phụ trách chuyển tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, có thể sạch sẽ chân tay mới là lạ. Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng chỉ là biết một phần, trong tay cũng không có căn cứ chính xác, vẫn không làm gì được Cao Hải. Tuy nhiên cũng không loại trừ về sau tìm hiểu nguồn gốc, tìm được căn cứ hữu dụng chính xác hơn. Đến lúc đó cho dù là Cao Hải muốn chuyển hướng sang gã, có muốn tiếp nhận Cao Hải hay không thì để xem tâm trạng gã thế nào đã. Đương nhiên, để có thể phản công mãnh liệt lại Trần Phong thì Phó Tiên Phong cũng sớm có tính toán, thậm chí gã chuẩn bị thỏa hiệp với Hồ Tăng Chu, dẫn dắt Hồ Tăng Chu kết bạn với cấp cao ở Bắc Kinh, tạm thời liên kết với Hồ Tăng Chu đối phó với Trần Phong,
vì sự việc của Hạ Tưởng mà áp dụng hành động trả thù của gã. Nếu thủ đoạn của Trần Phong vượt qua điểm mấu chốt của gã, gã sẽ không ngại hy sinh một phần lợi ích để đổi lấy sự ủng hộ của Hồ Tăng Chu, để có thể đứng vững trước áp lực của Trần Phong. Gã cũng có niềm tin rằng Hồ Tăng Chu cũng giống như Diệp Thạch Sinh, sẽ càng không thể từ chối điều kiện gã đưa ra. Tuy nhiên chưa đến thời khắc cuối cùng thì gã cũng sẽ không lựa chọn hợp tác cùng Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu từng có tiền lệ phản bội lại Trần Phong trong thời khắc mấu chốt, không thể quá tin cậy được trong việc đối nhân xử thế. Phó Tiên Phong không đủ tin tưởng hợp tác với y, lo lắng sẽ có lúc nào đó sẽ bị Hồ Tăng Chu phản bội. Về phần quận Hạ Mã thì gã lại càng không cần quan tâm, Bạch Chiến Mặc có lý do không có mặt tại hiện trường, chẳng ai có thể có cớ chỉ trích y. Hiện tại y và sự việc của Hạ Tưởng không có một chút liên hệ, chẳng tìm ra được manh mối nào, cho dù Trần Phong bất mãn đối với y, cũng không thể làm gì được nhân vật số một của đảng ủy. Chỉ cần Bạch Chiến Mặc không hoảng hốt, trong thời điểm Hạ Tưởng không có mặt mà dứt khoát hẳn hoi nắm lấy cục diện, chỉ cần y có thể ổn định cục diện, chỉ cần quận Hạ Mã cứ vận hành như thường lệ, thì vị trí của Bạch Chiến Mặc ai cũng không lay chuyển được. Tạm thời cũng không lo cho Khang Thiếu Diệp, nhiều nhất cũng xem như là làm việc xui xẻo, cũng không thể nói không làm tròn bổn phận, tốt xấu gì cũng là lãnh đạo đầu tiên của quận Hạ Mã đến hiện trường, chỉ bằng điểm này, cuối cùng cũng có thể miễn xử phạt được. Về phần những người khác, thật sự không có cách nào, đành phải thí xe dư tướng, không thể trách gã nhẫn tâm, bởi vì trên thế giới có một số người trời sinh ra là để chịu tiếng xấu thay người khác. Một lỗ hổng duy nhất khiến Phó Tiên Phong lo lắng và đau đầu chính là Vương Đại Pháo. Đúng, Vương Đại Pháo, khiến gã hận thấu xương nhưng lại không có cách nào khác, chính là Vương Đại Pháo. Sau khi Phó Tiên Phong biết được kết quả của sự việc, không biết đã mắng Vương Đại Pháo bao nhiêu lần, đem cả tổ tông 18 đời của y ra mà chửi, thậm chí còn ác ý nói tổ tiên của Vương Đại Pháo xuất thân từ heo lợn, không thì tại sao lại sinh ra một Vương Đại Pháo đầu heo não người như vậy chứ? Nếu có Phó Tiên Phong ở hiện trường chỉ huy thì ngay sau khi Hạ Tưởng thành công khuyên bảo lão Lỗ, và sau khi ra tay trong lần hỗn loạn đầu tiên không thành công thì nên thu tay lại đúng lúc, bởi vì theo tình thế lúc đó thì đã không thể bôi nhỏ Hạ Tưởng được nữa rồi. Về phần kế đốt lửa sau đó, rồi thừa dịp cháy để xuống tay lần nữa với Hạ Tưởng, khiến Phó Tiên Phong nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng gã muốn đôi chân của Hạ Tưởng, nhưng không đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, còn tệ hơn là suýt lấy mạng của lão Lỗ. Quả thực là người đầu heo cộng thêm liều mạng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Phó Tiên Phong còn thầm mắng Ngưu Kỳ, làm sao có thể tìm được một tên khốn khiếp như Vương Đại Pháo. Làm sao lại không có một chút đầu óc như vậy, nhất là khi gã nghe được cuối cùng Vương Đại Pháo lái xe thiếu chút nữa đã đâm chết Hạ Tưởng, gã tức giận đến mức lúc ở nhà đã đập vỡ một bàn trà, sau đó còn chửi ầm lên. Vương Đại Pháo đúng là chỉ biết nã pháo, mặc kệ là đánh tới như thế nào cứ vậy mà biểu diễn. Lúc trước gã đã giải thích vô cùng rõ ràng vậy mà không biết Ngưu Kỳ truyền đạt lại cho Vương Đại Pháo như thế nào khiến cho sự việc thành ra thế này. Ban đầu Phó Tiên Phong tưởng tượng là nếu Hạ Tưởng không thuận lợi giải quyết được vấn đề của lão Lỗ, liền nhân cơ hội gây rối, một khi xảy ra trường hợp không thể kiềm chế được, liền âm thầm xuống tay với Hạ Tưởng. Sau khi thành công là lập tức chạy trốn, là có thể dọn dẹp được sạch sẽ, dù sao có mấy trăm người tại hiện trường, ai biết có phải Hạ Tưởng bị ngộ thương hay không. Kết quả chế giễu thay, diệu kế gã tỉ mỉ bày ra không ngờ bị Vương Đại Pháo biến thành sự kiện hành hung đâm người mang tính chất ác liệt. Cuối cùng còn bị Bộ Công an cả nước truy nã, lúc này ngay cả ý định giết Vương Đại Pháo, Phó Tiên Phong cũng đã nghĩ tới. Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, còn khiến Hạ Tưởng giành được danh tiếng, mang lại cho gã phiền toái vô cùng, sao muốn bắn một phát cho Vương Đại Pháo bắn xa đi vạn dặm quá. Phó Tiên Phong tức giận đến hận không thể buông tay mặc kệ. Đơn giản cứ để cảnh sát bắt lấy Vương Đại Pháo cho xong việc. Nhưng cuối cùng vẫn phải kìm chế lửa giận, điều may mắn duy nhất của gã là không ngờ Vương Đại Pháo có thể chạy trốn trước mắt bao nhiêu người, cũng khiến gã coi trọng hơn một chút bản lĩnh lẩn trốn của Vương Đại Pháo. May là gã đã dựa theo kế hoạch được vạch ra từ trước, vận dụng lực lượng của phó gia, sắp xếp con đường chạy trốn, để Vương Đại Pháo thuận lợi một đường chạy trốn ra khỏi tỉnh Yến, đến một tỉnh xa xôi ở phía Tây Bắc. Phó Tiên Phong tính toán, chỉ cần Vương Đại Pháo nghe theo sự sắp xếp, tạm thời gã có thể bảo đảm cái mạng nhỏ này của y, giúp Vương Đại Pháo sống không ưu phiền, bình an vượt qua nửa đời còn lại. Nếu Vương Đại Pháo không nghe lời, liền suy xét đến chuyện kết liễu y, tránh khỏi chuyện sau khi y bị bắt khai ra Ngưu Kỳ,
Ngưu Kỳ An nói không giỏi lại khai ra Khang Thiếu Diệp, sau đó là Bạch Chiến Mặc, rồi tiếp theo là gã. Cho nên Vương Đại Pháo chính là điểm tựa mấu chốt, chỉ cần Vương Đại Pháo không xa lưới, tất cả đều không thành vấn đề. Nếu chẳng may Vương Đại Pháo bị túm được, Phó Tiên Phong liền không thể không lòng lang dạ sói mà diệt trừ Vương Đại Pháo để tự cứu lấy mình. Diệt trừ Vương Đại Pháo như thế nào gã tự có cách. Vương Đại Pháo chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm hắn biến mất so với làm Hạ Tưởng biến mất dễ dàng hơn nhiều. Hạ Tưởng dù sao cũng là cán bộ quốc gia, là chủ tịch quận, nếu bị người ta sát hại tuyệt đối sẽ dẫn đến kết quả không chết thì chưa ngừng. Cho dù là những người bảo vệ Hạ Tưởng hay là cơ quan nhà nước đều không thể có thái độ dễ dàng tha thứ cho hành vi sát hại cán bộ nhà nước. May là Vương Đại Pháo vẫn đang trên đường lẩn trốn, không sinh sự, vẫn coi như là thuận lợi, mới thời gian 2 ngày đã chạy xa được khỏi tỉnh Yến hơn 1.000 cây em. Lại nói mới 2 ngày mà y đã có thể bình an tới được địa chỉ đã chỉ định, Vương Đại Pháo sẽ được bố trí thích hợp, có thể biến mất không để lại dấu vết một thời gian. Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng chưa phải là đặc biệt yên tâm về Vương Đại Pháo, đã sai bảo người tiếp ứng cho Vương Đại Pháo đồng thời cũng là giám sát Vương Đại Pháo, khống chế y hoàn toàn trong tay, không lơi lỏng một phút giây nào. Bởi vì gã biết rõ rằng, Hạ Tưởng cũng có đủ lực ảnh hưởng, nói không chừng sẽ đột nhiên trở nên phức tạp. Nhưng trong lúc Phó Tiên Phong cho rằng trên cơ bản đã giải trừ được nguy cơ từ Vương Đại Pháo thì bỗng nhiên nghe được một tin tức khiến gã đứng ngồi không yên. Nguyên gốc là Vương Đại Pháo vẫn xuất phát từ tỉnh Cam phía Tây Bắc, đột nhiên trên đường lại chuyển hướng, đòi đi tới tỉnh Ninh, khiến Phó Tiên Phong kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh là Mã Vạn Chính, chủ tịch là Ngô Tài Giang, Vương Đại Pháo mà vào địa giới tỉnh Ninh, thì tuyệt đối là chui đầu vào lưới. Lúc đó khi gã thiết kế tuyến đường chạy trốn đã cố ý lờ tỉnh Ninh đi. Không ngờ Vương Đại Pháo là kẻ không gặp phải phiền toái thì không làm chủ nhân yên lòng. Cố tình chuyển hướng sang tỉnh Ninh làm cái gì? Thiếu chút nữa là Phó Tiên Phong hạ lệnh xuống trực tiếp xử lý Vương Đại Pháo, nhưng vẫn nhịn lại không mở miệng. Thật là muốn giết Vương Đại Pháo, y mang theo một bí mật chết người, một khi bị đối thủ điều tra ra được, khẳng định sẽ đưa gã vào chỗ chết. Phó Tiên Phong nhớn nhắc cả lên, đành phải ra lệnh cho người tiếp ứng Vương Đại Pháo đi tới tỉnh Ninh, tranh thủ trước khi Vương Đại Pháo tới được tỉnh Ninh thì ngăn y lại. Chương 604 chịu trách nhiệm. Sau đó mặc kệ là dùng cách nào cũng phải đưa được Vương Đại Pháo sang tỉnh Cam, nếu Vương Đại Pháo có ý đồ muốn chạy trốn hoặc là có hành vi sai trái thì giải quyết ngay tại chỗ. Phó Tiên Phong quyết định phải nhẫn tâm, chỉ cho Vương Đại Pháo cơ hội một lần. Tuy người tiếp ứng đã xuất phát nhưng Vương Đại Pháo trước sau vẫn là một khối tâm bệnh trong lòng gã, hoành hành trong đầu, khiến gã bất an không yên lòng, từ đó thấy vô cùng hối hận khi tìm được một kẻ không dựa được vào như Vương Đại Pháo. Vương Đại Pháo là người do Ngưu Kỳ tìm được, Ngưu Kỳ tiếp xúc trực tiếp với Khang Thiếu Diệp, trên thực tế giữa Vương Đại Pháo và gã còn cách nhau mấy tầng, mặc dù như thế nào nhưng trong lòng Phó Tiên Phong cũng là chán ghét đến nói không nên lời. Nếu tìm được một người biết suy nghĩ, có năng lực làm việc thì có phải đã không tạo thành cục diện bị động như ngày hôm nay không? Hơn nữa, cả ngày hôm nay đều nghe được tin tức bất lợi, đầu tiên là Tần Thị Vũ bị Tôn Định Quốc cưỡng ép cách chức tạm thời. Kế tiếp lại là Hoàng Kiến Quân phát ra uy thế, lệnh cưỡng chế Lục Tiểu Khu tạm thời bị cách chức để tự kiểm điểm. Chuyện này tương đương với phát súng phản kích thứ nhất do Hạ Tưởng khai hỏa, lại có Khang Thiếu Diệp không ngờ lại phải nằm viện vì bệnh tim tái phát, trong lúc nằm viện còn bị công nhân làm cho tức giận một chút, khiến Phó Tiên Phong chán ghét vô cùng. Con mẹ nó đúng là mọi việc đều bất lợi, đều là do công lao của Vương Đại Pháo cả. Nhưng càng làm cho gã buồn bực chính là lúc 5 giờ chiều. Gã nhận được điện thoại của ông cụ, bảo gã cấp tốc quay về Bắc Kinh. Ông cụ không nói là chuyện gì nhưng giọng điệu nghe rất nghiêm khắc, thái độ kiên quyết khiến gã hiểu thầm trong lòng, không xong rồi, chẳng lẽ ở nhà cũng nổi giận rồi. Phó Tiên Phong cảm nhận được thế nào gọi là sứt đầu mẻ trán. Khi tới được Bắc Kinh thì sắc trời đã ngả về đêm, mà tối chưa hẳn tối, nửa sáng nửa tối không rõ ràng, lúc này thị lực của con người là kém nhất, Phó Tiên Phong đang suy nghĩ đến nhập thần. Đột nhiên một chiếc xe mới không có giấy phép vọt nghiêng lên, đầu tiên là từ đằng sau vượt lên sát bên trái gã, vừa vượt lên được khoảng cách bằng một chiếc xe thì bỗng nhiên nó ngoặt sang phải, chắn ngay phía trước của gã, tuy nhiên cách gã 10 mét. Lúc này xe đang chạy với tốc độ trên dưới 120 km/h, khoảng cách 10 mét quả thực gần trong gang tấc. Phó Tiên Phong lập tức sợ đến túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng đạp phanh dừng lại ngay, đồng thời mắng to một tiếng.
Con mẹ nó, mày muốn chết hả? Xe phía trước dường như căn bản là không chú ý tới tình huống nguy hiểm vừa rồi, Phi rất nhanh đi khỏi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ngoài tầm mắt của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong ngừng xe sang bên đường, hít thở một chút không khí mát lạnh, nhìn hoàng hôn càng ngày càng đậm dần, trong lòng trầm xuống một chút, rồi trầm xuống tận đáy, bởi vì đột nhiên gã có một dự cảm không tốt. Phó Tiên Phong không hề biết là xe vừa rồi đã làm gã phải dừng xe, người ngồi trong xe là người gã không biết, nhưng lại biết, chính là Tào Thù Lê. Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ nhận lời ủy thác của Tào Thù Lê, lái xe đưa cô đến Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng. Trên đường đi Tiêu Ngũ lái xe hơi nhanh quá, vừa rồi có hơi chèn ép xe của Phó Tiên Phong một chút là do không có lòng dạ nào mà để ý, anh ta cũng không biết người ngồi trong xe chính là Phó Tiên Phong. Nếu biết nói không chừng sẽ bắt xe của Phó Tiên Phong dừng lại, lôi gã ra mà đánh cho hả giận. Vừa rồi đúng là hết hồn, Tiêu Ngũ giờ mới toát mồ hôi lạnh, biết vừa rồi anh ta xử lý tình huống hơi liều lĩnh. Nếu là một mình anh ta lái xe còn được, nhưng trên xe còn có Tào Thù Lê và đứa bé, thêm cả Phượng Mỹ Mỹ. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì anh ta đáng muôn lần chết. Đối với sự việc Hạ Tưởng bị tập kích, Tiêu Ngũ chỉ có một ý niệm trong đầu. Chỉ cần Hạ Tưởng nói một câu, dù có phải truy đuổi hung thủ ngàn dặm, vượt qua núi đao biển lửa anh ra cũng phải bắt được hung thủ. Nếu Hạ Tưởng có bất kỳ ám chỉ nào, tự mình anh ta giết chết hung thủ cũng không hối hận, thậm chí còn lộ ra một chút ý định với Phượng Mỹ Mỹ, chỉ chờ Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng, liền lập tức dẫn vài anh em ở huyện An, ăn mặc cải trang một mạch đi truy đuổi, không tin là dựa vào bản lĩnh trinh sát năm đó của anh ta mà còn không bắt được một tên côn đồ sao. Chỉ có điều Hạ Tưởng vẫn không nói gì, chỉ bảo anh ta yên tâm công tác, chăm sóc lão Tiền cho tốt, những chuyện khác thì chẳng nói gì, khiến trong lòng Tiêu Ngũ nín thở, hận người đang nằm trên giường chịu tội không phải là chính anh ta. Hạ Tưởng là người anh ta cảm kích và kính trọng nhất đời, anh ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm Hạ Tưởng tổn thương dù chỉ một chút. Tào Thù Lê, Phượng Mỹ Mỹ đề xuất muốn tới Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ liền kìm chế không nổi. Lập tức lái xe đưa mẹ con Tào Thù Lê và Phượng Mỹ Mỹ chạy tới Bắc Kinh. Từ khi Tiêu Ngũ đi theo Hạ Tưởng tới nay, những gì đã làm ngày hôm nay là lần đầu tiên anh ta tự ý quyết định làm mà không thông qua cái gật đầu của Hạ Tưởng. Không quan tâm nhiều được như vậy, chỉ cần có thể gặp được Hạ Tưởng trong thoáng chốc, bị hắn mắng một chút cũng đáng. Khi đến được bệnh viện tổng chính đã là hơn 8 giờ tối thứ hai, vất vả lắm đoàn người Tiêu Ngũ mới tìm được phòng bệnh của Hạ Tưởng. Đến cách phòng bệnh hơn 10 mét liền bị hai thanh niên dung mạo xấu xí ngăn cản đường đi, một người trong đó hỏi. Các anh là ai? Có chuyện gì? Tiêu Ngũ xuất thân từ lính trinh sát, liếc mắt một cái là nhận ra hai người này xuất thân từ quân ngũ, mặc dù ăn mặc bình thường nhưng không che giấu được khí chất trên mặt, còn có sự cảnh giác trong mắt, anh ta liền lùi lại phía sau một bước, đánh giá hai người. Chúng tôi tới thăm chủ tịch quận hạ, là người thân của anh ta. Một người liếc mắt nhìn Tào Thù Lê cẩn thận hỏi han. Cô là hạ phu nhân phải không? Tào Thù Lê gật đầu, hiểu ra chuyện gì đó, hỏi một câu. Các anh là người bảo vệ cho Hạ Tưởng hả? Vất vả rồi, cảm ơn các anh. Lập tức hai người tỏ vẻ mặt cung kính vội nói. Không vất vả, không vất vả, bảo vệ lãnh đạo là trách nhiệm của chúng tôi. Tiêu Ngũ theo Tào Thù Lê vào phòng bệnh, trong lòng còn buồn bực, lãnh đạo quá lợi hại. Ở thành phố Yến còn không được phô trương lớn như vậy, tới Bắc Kinh nằm viện còn có người mặc thường phục âm thầm bảo vệ, thật đúng là lợi hại. Đương nhiên Tiêu Ngũ không biết đây là do lão cổ cố ý sắp xếp, tuy ở trong bệnh viện tổng chính không có khả năng xảy ra chuyện gì không ngờ, nhưng để phòng ngừa chuyện chẳng may, thôi thì phái hai người âm thầm bảo vệ Hạ Tưởng. Tuy trước mặt Hạ Tưởng thì lão cổ cũng chỉ nói sơ sơ, cũng là vì không muốn Hạ Tưởng để tâm mà thành gánh nặng, kỳ thực sau chuyện này nghĩ lại mà thấy sợ thực sự. Lão cổ cũng không phải người dễ dàng tức giận nhưng bởi vì Hạ Tưởng gặp chuyện không may, nên ông ta không kìm được mà nổi cáu, quyết định quan tâm đến việc Hạ Tưởng bị thương cho tốt, già rồi, cũng nên hoạt động chân tay một chút, phải không? Hạ Tưởng đúng là một chàng trai tốt, nếu không phải hắn đã kết hôn rồi thì nói thế nào ông ta cũng muốn gả cổ ngọc cho hắn. Một chàng trai đáng tin cậy, chân thành lại đối nhân xử thế vô tư trong sáng như vậy, quả thật là một người trẻ tuổi hiếm thấy. Càng không cần phải nói đến trí tuệ của hắn trong quan trường và thương trường. Chỉ tiếc hắn chẳng những đã kết hôn, lại còn có tư tình với cháu gái của lão Ngô, khiến lão cổ không khỏi âm thầm mà tiếc hận. Nhưng ngay cả như vậy, thiện cảm của ông ta đối với Hạ Tưởng cũng không giảm đi chút nào. Hạ Tưởng bị thương,
ông ta chủ động ra tay đưa Hạ Tưởng đến Bắc Kinh chữa trị. Mặc dù Hạ Tưởng không hề mở miệng nhờ vả ông ta chuyện gì, ông ta cũng chưa từng nói sẽ làm chuyện gì cho Hạ Tưởng, nhưng ông ta vẫn luôn âm thầm chú ý diễn biến tình hình, sau khi cục diện đã được làm sáng tỏ lúc đó mới ra tay đánh cho đối phương một đòn chí mạng. Hiện tại cũng chỉ lặng im mà quan sát thay đổi. Hạ Tưởng đang ở trong phòng được Liên Nhược Hàm đút cho ăn cơm, cơm đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt xuống liền ngây cả người nhìn cô bé Lê từ ngoài cửa tiến vào, trước là vẻ mặt oán giận, đau lòng rồi lại miễn cưỡng cười, phía sau là Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ với vẻ mặt xấu hổ. Cả một lúc lâu hắn không phản ứng gì, nghĩ thầm, làm sao mà chưa được hắn cho phép Tiêu Ngũ lại đưa cô bé Lê và thằng bé đến đây rồi. Lá gan thật quá lớn rồi đó. Lập tức nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và lo lắng của Tiêu Ngũ, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng tình cảm và lo lắng của cô bé Lê, còn thấy đứa con cô đang bế trong lòng mở to hai mắt tò mò, ngáp một cái thật đáng yêu. Tâm trạng của Hạ Tưởng trong nháy mắt tan biến, muốn mắng Tiêu Ngũ hai câu, nói với Tào Thù Lê hai câu nhưng đều không nói được ra ngoài miệng, hắn liền nuốt miếng cơm trong miệng xuống, mỉm cười. Trước khi đến cũng không báo để tiếp đón, làm sao đến đây đột nhiên như là tập kích vậy. May là Nhược Hạm đang đút cơm cho anh, chứ để em nhìn thấy cô y tá xinh đẹp nào đó đút cơm cho anh thì thể nào cũng thành ra hiểu lầm đây. Vốn trong lòng Tào Thù Lê đầy lo lắng hãi hùng, cứ luôn nghĩ không biết hắn bị thương thành ra như thế nào rồi, chắc là sẽ hốc hác khó chịu nhiều, không ngờ mặt mày hắn hồng hào lại còn có người đẹp ở bên, còn cười với vẻ xấu xa, không khỏi vừa tức vừa hận, ở đây cũng không có người ngoài, tủi thân và chua xót trong lòng bỗng cùng nhau trào dâng, nước mắt rơi như mưa. Anh đúng là không có lương tâm, không thèm để ý gì đến mẹ con em. Em và con đã lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu, anh có để trong lòng chút nào không? Thôi đi, không chào đón chúng em thì chúng em đi là được. Tào Thù Lê nửa thật nửa giả tức giận mà xoay người bước đi. Trong lòng Hạ Tưởng mềm nhũn, lòng đau thắt lại, vội vàng xuống giường đuổi theo, không ngờ dùng sức quá mạnh, chân vừa đặt xuống đất thì cảm thấy sau lưng tê dần, khựng lại giữa chừng. Hừ một tiếng liền ngã nhào xuống đất, trong miệng vẫn còn nói. Cô bé Lê đừng giận, anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa mới gặp em. Làm sao Tào Thù Lê có thể bỏ đi được, chỉ là làm bộ vậy thôi, vừa thấy Hạ Tưởng ngã xuống đất mới biết quả thật hắn bị thương, lập tức lại mềm lòng, vội xoay người quay lại. Anh lớn chừng này rồi, sao còn làm cho người ta đau lòng như vậy chứ? Liên Nhược Hàm cũng vội giơ tay nâng Hạ Tưởng dậy cười nói. Cô bé Lê, em đừng trách anh ấy giữ thể diện, không muốn hình tượng đẹp trai tuấn tú của mình bị hủy hoại trong chốc lát, cho nên muốn sau khi đẹp trai trở lại mới gặp em. Em đột nhiên xuất hiện, đánh anh ấy một đòn trở tay không kịp, anh ấy xấu hổ đó mà. Hạ Tưởng bị hai người phụ nữ thay nhau công kích, đành phải chịu thua trận, một lần nữa quay lại giường ngồi, đưa tay ôm lấy con trai, lấy tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con mà hỏi. Con ngoan! Mấy hôm nay sữa mẹ có ngon không? Có phải mẹ con vừa mới tức giận thì sữa sẽ không ngọt phải không? Tào Thù Lê lập tức tai hồng mặt đỏ lên, oán trách nói. Anh không thể đứng đắn một chút hả? Tiêu Ngũ vội quay đầu đi, giả bộ đang nói chuyện với Phượng Mỹ Mỹ, tỏ ý là anh ta không nghe thấy gì hết. Đáng tiếc hành động của Tiêu Ngũ không che giấu được, hành động giấu đầu hở đuôi càng làm cho Tào Thù Lê xấu hổ hơn, thực là muốn đến véo tai Hạ Tưởng một cái. Vừa mới thấy tai hắn mới phát hiện tai vẫn đang sưng đỏ chưa hết, lại quay sang nhìn tay hắn, mới thấy cũng có vết bỏng nhỏ, không khỏi tự dưng lại buồn, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Anh, em hận anh. Liên Nhược Hàm hiểu rõ trong lòng cảm nhận của Tào Thù Lê, cô chẳng phải cũng đối với Hạ Tưởng là vừa hận vừa yêu sao. Nguyên nhân chỉ là có khi hắn làm cho người ta yêu đến khắc cốt ghi tâm, có khi lại làm cho người ta hận đến ngứa răng. Chỉ đó điều Hạ Tưởng vẫn luôn là Hạ Tưởng. Là Hạ Tưởng có một không hai. Nếu yêu hắn, sẽ chấp nhận tất cả con người hắn, bao gồm cả khuyết điểm, lòng nhiệt huyết và tính kích động của hắn. Liên Nhược Hàm giơ tay kéo Tào Thù Lê qua. Được rồi, em hận anh ấy cũng tốt, thương anh ấy cũng tốt, anh ấy cũng vẫn vậy thôi. Đừng đau lòng nữa, thực sự là anh ấy không việc gì nữa rồi, có thể ăn có thể ngủ, còn có cả các cô y tá xinh đẹp ở đây, anh ấy vui quên cả trời đất rồi. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Tào Thù Lê cũng lấy lại bình tĩnh, liền ôm con cùng với Liên Nhược Hàm, Phương Mỹ Mỹ đi xuống nhà ăn cơm, chỉ còn Tiêu Ngũ ở lại với Hạ Tưởng. Điều khiến Hạ Tưởng không nói gì là Hạ Đông không có chút hứng thú nào đối với hắn,
sau khi nhìn thấy hắn, không có chút nhiệt tình và phản ứng nào. Nếu bảo nguyên nhân là vì nó còn quá bé, thì tại sao nó lại có vẻ thích thú khác thường với Liên Nhược Hạm, cứ nhìn chằm chằm vào Liên Nhược Hạm không tha. Liên Nhược Hạm mừng đến ôm Hạ Đông không chịu buông tay. Mấy người kia vừa đi, trước tiên Tiêu Ngũ chủ động nhận sai, còn nói phải chính mắt trông thấy Hạ Tưởng mới yên tâm. Giờ thì yên tâm rồi, tùy Hạ Tưởng xử lý. Hạ Tưởng mềm lòng, hắn cũng chỉ làm bộ phê bình Tiêu Ngũ hai câu, sau đó liền hỏi tình hình gần đây của Lão Tiền. Lão Tiền được ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu tiên là chữa trị đã. Bác sĩ nói vết thương khá là nghiêm trọng, tuy nhiên chắc là có thể chữa khỏi, nhưng không dám cam đoan sẽ tốt như ban đầu. Sau khi nối xương xong thì đi lại bình thường là không thành vấn đề, nhưng không được làm việc nặng. Lúc ấy Hùng Hải Dương đã nói, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi chân cho Lão Tiền, cho dù táng ra bại sản anh ta cũng muốn làm cho anh em tốt của anh ta đứng dậy được, nếu không cả đời anh ta khó mà yên lòng, cả đời thấy có lỗi với chủ tịch quận hạ. Hùng Hải Dương vừa dứt lời, thì Tôn Hiện Vĩ đến bệnh viện giao 1 triệu tệ tiền mặt cho bác sĩ, nói mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, đều do anh ta một mình chịu hết. Anh ta không tin tòa nhà của anh ta còn không hơn một đôi chân của Lão Tiền. Sau đó Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Phùng Húc Quang đều hứa hẹn đòi chi tiền, cần người thì xuất lực, chỉ cần có thể bảo vệ 2 chân của Lão Tiền, muốn cái gì sẽ có cái đó. Sau đó Tề Á Nam cũng chạy tới bệnh viện, anh ta đã phái người tới huyện đón người nhà của Lão Tiền đến ở trong một phòng hạng sang tại khách sạn Yên Kinh, căn phòng sẽ luôn để cho họ và luôn miễn phí dành cho người nhà Lão Tiền. Tôn Hiện Vĩ không đồng ý, nói anh ta đã chuẩn bị cho Lão Tiền một căn hộ 150m² rất tốt rồi, chỉ chờ sau khi Lão Tiền lành vết thương là có thể vào ở, và công ty sẽ sắp xếp trả Lão Tiền mỗi tháng 3.000 tệ, không đi làm được cũng không sao cả, mỗi tháng sẽ cứ thế mà phát 3.000 tệ. Mỗi tháng tôi cũng trả 3.000 tệ. Phùng Húc Quang cũng là người trọng tình nghĩa, cảm động sâu sắc vì hành động của Lão Tiền. Công ty bất động sản Giang Sơn cũng trả mỗi tháng 3.000 tệ. Tiêu Ngũ biết, theo cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, có lẽ hắn sẽ cảm thấy 3.000 tệ là còn quá ít. Bác sĩ cảm động, không phải bọn họ chưa từng gặp qua những công nhân, sau khi bị thương thì bị ông chủ ném xuống mấy ngàn tệ rồi chuồn mất, còn có cả những nhà thầu khoán lòng dạ hiểm độc, thậm chí đến một xu cũng không quan tâm, biến mất luôn không thấy tăm hơi bóng dáng. Không ngờ ông chủ của Lão Tiền là Hùng Hải Dương, mặt mày thì xấu xí, dáng vẻ thì quê mùa nhưng lại là một người đàn ông có tình có nghĩa. Đàn ông là phải biết chịu trách nhiệm, nên gánh vác cho tận trách nhiệm. Vài ông chủ lớn khác, mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì, đều có tâm địa giống nhau, ông ta chưa từng gặp người tốt bao giờ. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với người dưới, người muốn thầm chối bỏ trách nhiệm nhiều vô cùng, mà hôm nay, ông ta lại nhìn thấy tình cảm con người chiếu sáng rực rỡ. Mấy công nhân đều khóc, thậm chí có mấy người nhớ lại trước kia đi theo những ông chủ khác, sau khi bị thương thì lập tức bị đuổi về nhà. Đối lập với cảnh của Lão Tiền trước mắt, thật sự là một bên là thiên đường một bên là địa ngục. Đi theo một ông chủ như Hùng Hải Dương, đi theo những người hảo tâm trước mắt thì liều mạng cũng đáng. Đúng, chủ tịch quận hạ là người tốt, vậy bên người mới có nhiều bạn bè tốt như vậy, như thế nào là đối xử với nhau chân thành. Chính là trong lúc nguy nan nhất không rời khỏi, không phản bội, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì mà giúp đỡ người của người đó, vậy mới đúng với 2 chữ, bạn bè. Bản thân chủ tịch quận hạ cũng bị thương, hắn không cần phải ra mặt cũng có rất nhiều bạn bè thay hắn đến cảm tạ Lão Tiền, khiến mấy người công nhân lại một lần nữa cảm nhận được sức hấp dẫn từ nhân cách của Hạ Tưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nhìn ra được mấy ông chủ lớn tranh trước giành sau muốn giúp đỡ Lão Tiền đều không phải là diễn trò, mà là thật lòng thật dạ, bởi vì trong mắt những người đó đều ướt những giọt nước mắt nóng hổi. Đúng vậy, Tôn Hiện Vĩ rưng rưng nước mắt, Tiêu Ngũ rưng rưng nước mắt. Phùng Húc Quang cũng rưng rưng nước mắt. Tiêu Ngũ là nặng tình nghĩa anh em nhất, trước kia anh ta tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng là bởi vì Hạ Tưởng đã giúp đỡ anh ta, đối tốt với anh ta mà không mong được hồi đáp. Hiện tại anh ta kính nể Hạ Tưởng sát đất, không phải bởi vì Hạ Tưởng là lãnh đạo, cũng không phải Hạ Tưởng đã cho anh ta công việc và tất cả những thứ khác, mà là bởi vì cách đối nhân xử thế và sức hấp dẫn từ nhân cách của Hạ Tưởng. Bởi vì Hạ Tưởng có thể khiến Lão Tiền vì cứu hắn mà không tiếc phải trả giá cả sinh mạng, có thể khiến nhóm công nhân kính trọng hắn như thần linh, có thể khiến Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang đều là những người một mình độc chắn một ngành sản xuất không dễ dàng gì nể phục ai, lại kính nể hắn không dứt. Tiêu Ngũ chỉ biết,
lợi ích chỉ có thể duy trì được nhất thời, nhưng không thể lâu dài, chỉ có thật lòng mới có thể trong lúc nguy nan đổi lấy bạn bè chân chính không rời, không phản bội. Từ vui sướng đến cùng cực để thấy rõ được chính mình, sau gian nan để thấy rõ được bạn bè. Tiêu Ngũ vừa nói xong, ngay trước mắt Hạ Tưởng liền không kìm được nước mắt chảy xuống. Lãnh đạo, hôm nay tôi dám một lần lớn gan lớn mật, xin ngài cho tôi xem vết thương thế nào. Chương 605, thăm hỏi. Hạ Tưởng vô cùng xúc động, Tiêu Ngũ là người bạn tốt nhất của hắn ở kiếp trước, kiếp này lại được gặp nhau, Tiêu Ngũ đối với hắn rất trung thành và tận tâm, là anh em tốt nhất của hắn, nhưng do có khoảng cách thân phận nhất định, hắn muốn cùng Tiêu Ngũ trở thành bạn tốt tri kỷ cũng không thể được. Hạ Tưởng cởi áo khoác ra, quay lưng về hướng Tiêu Ngũ, cười nói. Kỳ thật không có gì đáng ngại, chỉ là một chút va chạm nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng. Vết thương trên lưng Hạ Tưởng đã giảm bớt rất nhiều, đang chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn có thể thấy được vết bầm. Tiêu Ngũ chỉ nhìn thoáng qua thì lửa giận trong lồng ngực dâng trào mãnh liệt. Lãnh đạo, anh nói một câu, tôi trực tiếp xử lý hung thủ báo thù cho anh. Hạ Tưởng hoảng sợ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau này không được có cách nghĩ kiểu này. Có một số việc phải đi theo trình tự, nếu không anh giết gã ta trả được thù nhưng đổi lại một mạng của anh, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Anh ở thành phố Yến thay tôi chăm sóc cho lão Tiền và người nhà của lão thật tốt, và làm tốt việc kinh doanh bất động sản Giang Sơn, có nghe rõ không? Tiêu Ngũ lập tức thành thật mà trả lời. Tôi biết rồi. Lại nói vài câu về hiện trạng của thương mại Trường Cơ, tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì quá lớn. Bên Lý Tẩm cũng chưa truyền đến tin tức gì mới, Hạ Tưởng nghe xong cũng yên tâm hơn, đừng có vào lúc này mà Nguyên Minh Lượng lại đột nhiên mạnh tay mua vào khu nhà ở là được. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy có chút lo lắng, Nguyên Minh Lượng có kế hoạch của riêng y, sẽ không vì việc hắn bị thương mà thay đổi sách lược, hơn nữa quy luật thị trường cũng không thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, hoạt động của Nguyên Minh Lượng ít nhất phải cần khoảng thời gian một năm. Sự việc của Nguyên Minh Lượng tạm thời không cần quan tâm. Quan trọng nhất là thế cục của tỉnh thành, cùng với việc làm cách nào đối phó Phó Tiên Phong. Ý niệm trong đầu mới hiện ra, chợt nghe có tiếng người ồn ào ở bên ngoài, cánh cửa được mở ra thì Mai Hiểu Mộc, Mai Hiểu Lâm, Mai Thái Bình theo thứ tự đi vào, lại nhìn phía sau còn có Khâu Tự Phong và Khâu Tự Điệp, sau nữa là Cổ Ngọc với vẻ mặt không vui. Cổ Ngọc không quan tâm Tiêu Ngũ là ai, trực tiếp chạy đến bên giường Hạ Tưởng, bất mãn nói. Anh nói coi bọn họ có phiền phức không cơ chứ? Danh danh biết rõ anh cần nghỉ ngơi mà cũng kéo bè kéo phái đến góp vui, thật là tức chết, em cản cũng cản không được. Khâu Tự Điệp người chưa tới, tiếng cười đã tới trước. Cổ Ngọc, cô là gì của anh ta, dựa vào cái gì mà ngăn cản chúng tôi? Vợ lớn và vợ nhỏ của Hạ Tưởng đều không phản đối, cô còn không bằng người tình của anh ta nữa mà ra mặt thay anh ta, danh bất chính ngôn bất thuận. Nào cô bé, mau qua một bên nghỉ ngơi chút đi, bây giờ hết việc của cô rồi. Cổ Ngọc không thể nào sánh kịp sự hung hăng và táo bạo của Khâu Tự Điệp, chỉ một câu nói đã khiến cho Cổ Ngọc mặt đỏ tía tai, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Khâu Tự Điệp một cái. Chả trách sao cô ly hôn, miệng đầy lửa đạn, người đàn ông nào dám lấy cô. Khâu Tự Điệp không thèm để ý. Ly hôn có gì không tốt, một mình tôi còn được yên thân, muốn tìm người đàn ông nào thì tìm người đàn ông đó, làm một phụ nữ luôn được làm theo ý mình tốt biết bao. Ai đâu giống cô. Rõ ràng là thích Hạ Tưởng, rồi lại giả vờ giả vịt không dám nói. Thật xấu hổ. Cổ Ngọc nói không lại Khâu Tự Điệp, quá xấu hổ, xoay người bỏ đi, đi tới cửa lại đáp lễ Khâu Tự Phong một câu. Anh cũng không quản chị gái anh, chẳng ra bộ dạng gì cả. Khâu Tự Phong gượng cười, nhìn Hạ Tưởng một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nếu người khác đến thì Hạ Tưởng còn có thể ngồi yên bất động. Nhưng Mai Thái Bình đã cố ý từ thành phố Yến chạy tới Bắc Kinh để thăm hắn thì tấm lòng này hắn rất cảm kích, liền vội vàng xuống đất. Hắn mới vừa cử động cơ thể thì Mai Hiểu Lâm liền dành trước nói một câu. Nghe nói sau lưng anh bị thương, đừng cử động nữa, cũng không có người ngoài, không cần để ý nghi thức xã giao. Mai Hiểu Lâm vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ấy. Mai Thái Bình thì suy đoán, Mai Hiểu Mộc thì khó hiểu, Khâu Tự Phong thì ngờ vực. Khâu Tự Điệp thì hoài nghi, tóm lại tất cả mọi đều có ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Mai Hiểu Lâm, khiến Mai Hiểu Lâm tự biết đã nói lỡ lời, lập tức như có mũi nhọn ở lưng, cảm thấy không được thoải mái, hận không thể giống như Cổ Ngọc xoay người bỏ đi. Nhưng không thể đi,
nếu đi lại càng làm cho người ta suy diễn lung tung. Cũng may Hạ Tưởng đã giải vây cho cô ấy đúng lúc. Tôi rất khâm phục hai người đẹp, một vị là chị Khâu, chị dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, nói thẳng nói thật, có bản tính chân thật. Một vị khác là chị Mai, là người ăn nói thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không hề khách sáo giả tạo. Khâu Tự Điệp cắt ngang lời của Hạ Tưởng. Tôi có thực sự tốt đẹp như cậu nói không? Vậy được, tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu đừng có mà chê. Khâu Tự Phong với vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Hạ Tưởng phất tay, ý là y quản không được cô ấy. Mai Hiểu Lâm phớt lờ sự trêu ghẹo của Khâu Tự Điệp đối với Hạ Tưởng, cũng không tiếp lời của Hạ Tưởng, mà hỏi. Vết thương có đỡ hơn chưa? Mai Thái Bình cũng không muốn nghe Khâu Tự Điệp càn quấy, cũng ân cần hỏi thăm bệnh tình của Hạ Tưởng. Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cùng lúc đến thăm Hạ Tưởng, tuy nhiên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp nhau ở cổng bệnh viện mà thôi, nếu không ông cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc với Khâu Tự Phong. Mai Thái Bình cố ý từ thành phố Yến quay trở lại Bắc Kinh, một là vì giao tình giữa ông và Hạ Tưởng, hai cũng là muốn cùng hắn nói về thế cục gần đây của tỉnh. Không ngờ là không may gặp phải Khâu Tự Phong, ông liền biết ý nghĩ muốn tâm sự cùng Hạ Tưởng hôm nay sẽ không thành. Khâu Tự Phong cũng là ôm ý nghĩ giống vậy. Vốn cũng muốn cùng Hạ Tưởng đàm đạo nói chuyện, bất đắc dĩ để Khâu Tự Điệp nghe được tin Hạ Tưởng bị thương, nhất mực đòi theo, y không có cách nào ngăn cản, đành phải mặc kệ cô ta. Lại gặp hàng người Mai Thái Bình ở cổng, trong lòng nhanh chóng cắt đứt ý niệm tong đầu, nhưng có rất nhiều lời nói rất muốn nói với Hạ Tưởng lại không thể nói ra nên cũng rất là khó chịu. Sau khi Khâu Tự Phong biết được tin Hạ Tưởng bị thương, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó ý thức được đó chắc chắn là do độc thủ của Phó Tiên Phong. Lại nghe được đối phương ra tay rất tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn lấy hai chân của Hạ Tưởng, trong nháy mắt trong lòng y dấy lên lửa giận hừng hực, gần như vượt ra khỏi sự tức giận. Vẫn luôn nghe nói tới sự nham hiểm và thủ đoạn của Phó Tiên Phong, không ngờ gã lại có thể nham hiểm ác độc tới mức như thế. Dưới cơn thịnh nộ, Khâu Tự Phong lập tức gọi điện thoại về nhà, cùng ông cụ thảo luận đối sách và cách ứng phó trước tình hình rắc rối, phức tạp của tỉnh Yến sắp tới. Khâu Tự Phong trong lòng hiểu rõ. Phó Tiên Phong ra tay với Hạ Tưởng, dưới cơn tức giận từ khắp nơi, Phó Tiên Phong sẽ không chiếm được chỗ đi tốt đẹp. Khi Hạ Tưởng trở về thành phố Yến, chính là ngày mà thế cục thành phố Yến trở nên hoàn toàn phức tạp, nhà họ Khâu nên sớm có dự liệu mới được. Ông cụ cũng có nghe nói về sự tình của Hạ Tưởng, cũng cảm thấy dù là ai ngấm ngầm hạ độc thủ thì cũng đã làm rất là quá đáng. Ông cảm thấy hài lòng sâu sắc đối với việc Khâu Tự Phong kịp thời thấy được thế cục sắp rối loạn của tỉnh Yến. Khâu Tự Phong so với trước đã trưởng thành hơn, cũng biết phòng ngừa chu đáo, đã tiến bộ không ít. Ông cụ sau một hồi suy tính rồi bảo Khâu Tự Phong lập tức bắt tay vào làm hai việc, một là lập tức quay về Bắc Kinh, hai là sau khi quay về Bắc Kinh việc trước tiên là đi thăm Hạ Tưởng. Dặn dò của ông cụ rất hợp với ý của Khâu Tự Phong, y liền lập tức khởi hành quay trở về Bắc Kinh. Chỉ có điều không thể ngờ lại cùng Mai Thái Bình không hẹn mà gặp, còn có Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc gặp thì gặp cũng không có gì, chủ yếu là sự xuất hiện của Mai Hiểu Lâm khiến y hơi ngại. Lúc trước nhà họ Khâu đưa ra lời từ hôn là vì lý do Mai Hiểu Lâm không thể sinh con, hiện giờ Mai Hiểu Lâm đã sinh con gái, lý do lúc trước liền trở thành trò cười, khiến y có chút không được tự nhiên. Mai Hiểu Lâm cũng không buồn liếc nhìn y một cái, cũng không chào hỏi với y, khiến trong lòng y kiên định một chút. Gặp lại không nói gì, không yêu cũng không hận, hẳn là kết cục tốt nhất. So với tâm tư phức tạp của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong thì tâm tư của Mai Hiểu Lâm rất đơn giản, chính là đến xem Hạ Tưởng bị thương như thế nào, cô ấy thấy Hạ Tưởng cũng không có gì đáng ngại nên cũng yên tâm hơn. Cho dù như thế nào thì Hạ Tưởng là cha của con gái cô ấy, yêu hay không yêu cũng không quan trọng là giữa hai người có một sự ràng buộc vĩnh viễn không thể cắt đứt. Trên đời này tình thân lâu dài hơn so với tình yêu. Mai Hiểu Mộc càng không có ý nghĩ gì. Chỉ có điều cảm thấy Hạ Tưởng đối nhân xử thế cũng không tệ, đã giúp y rất nhiều, theo lý nên tới thăm hỏi. Mai Thái Bình còn chưa nói được mấy câu với Hạ Tưởng, chỉ là hàm xúc nhắc tới thế cục của tỉnh, Hạ Tưởng liền lập tức hiểu rõ ý nghĩ của ông ta, liền cười. Trưởng ban Mai hẳn là đã có thể đoán được mối liên hệ giữa chuyện tôi bị thương và thế cục trong tỉnh, cho nên có một số việc mọi người trong lòng đều biết là được rồi. Khâu Tự Phong mới nghe được tình thế trong tỉnh có thay đổi. Thôi hướng không ngờ lại cùng Diệp Thạch Sinh đi cùng một chỗ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, khi được Hạ Tưởng chỉ rõ,
lập tức hiểu ra sự lợi hại của mũi kiếm mà Phó Tiên Phong hướng tới. Mai Thái Bình liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái đầy ẩn ý, vẻ mặt cười nhạt, nghĩ thầm rằng tiểu hạ lại mượn miệng của ông ấy để ám chỉ với nhà họ Khâu. Xem ra tiểu hạ đã quyết tâm đối nghịch tới cùng với Phó Tiên Phong. Cũng phải, Phó Tiên Phong thật quá đáng, thủ đoạn rất bỉ ổi, ngay chính ông ta cũng phải tức giận khó nguôi, nếu không phải do bây giờ có đông người thì ông ta đã sớm mở miệng mắng Phó Tiên Phong một trận. Trái lại Mai Hiểu Lâm lại nói một câu lạnh lùng. Trước kia vẫn luôn cảm thấy nhà họ Khâu có bản tính máu lạnh, hiện tại mới biết được nhà họ Phó mới là nham hiểm nhất. Phó Tiên Phong là người có tính cách thà phụ người thiên hạ chứ không để người thiên hạ phụ y. Khâu Tự Phong, anh có một thông gia như vậy có phải thấy rất nở mày nở mặt không? Khâu Tự Phong còn chưa trả lời, Khâu Tự Điệp liền giành nói trước. Hiểu Lâm cô đừng nói, tôi thật sự không thích Phó Đoá Đoá, cứ hay ỏng a ỏng ẹo, tôi vẫn là thích tính tình của Hiểu Lâm, nói một là một, nhanh nhẹn dứt khoát, không thích có việc cứ cất giấu không chịu nói ra, cứ giữ lấy sẽ làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tự Phong, nếu không thì cậu và Phó Đoá Đoá ly hôn đi, bỏ cô ta đi. Khâu Tự Phong tức giận đến nói không ra lời, không thèm quan tâm đến Khâu Tự Điệp. Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê ăn cơm xong trở vào, đẩy cửa bước vào thấy cả phòng đầy người, không khỏi đều hơi nhíu mày, khi thấy rõ là ai thì mới giãn ra một chút. Tào Thù Lê còn đỡ, thái độ bình thản chào hỏi cùng từng người một, theo bản năng mà nhìn Mai Hiểu Lâm thêm vài cái, đã là một người mẹ vừa mới sinh con. Cô ấy đã nhạy cảm phát giác được Mai Hiểu Lâm cũng là mới vừa sinh không lâu. Mai Hiểu Lâm cũng gặp qua Tào Thù Lê, tuy nhiên chưa từng có tiếp xúc gì nhiều, cô gật đầu cười với Tào Thù Lê, lại đưa mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, thấy Liên Nhược Hạm nhìn cũng không nhìn mình thì cũng không thèm để ý tới Liên Nhược Hạm nữa, trong lòng nghĩ có gì đặc biệt hơn người đâu, cũng là người phụ nữ sau lưng Hạ Tưởng. Tuy nhiên nghĩ lại tốt xấu gì thì Liên Nhược Hạm còn được Hạ Tưởng yêu thích, mà cô thì cái gì cũng không đạt được. Trong lòng không khỏi tức giận bất bình. Sau đó lại nghĩ đến Tào Thù Lê thật sự cũng là một người phụ nữ tốt rất hiếm thấy, không ngờ có thể cùng Liên Nhược Hạm chung sống hòa bình, hơn nữa xem ra quan hệ của hai người còn rất thân thiết, rốt cuộc là do Hạ Tưởng có trình độ cao hay là Tào Thù Lê có tâm địa tốt. Không chỉ Mai Hiểu Lâm cảm thấy kinh ngạc mà mấy người Mai Thái Bình, Khâu Tự Phong và Tiêu Ngũ cũng đều đứng ở lập trường của đàn ông mà tán thưởng khen ngợi đối với hai người phụ nữ thân như chị em bên cạnh Hạ Tưởng. Mai Thái Bình còn đỡ, dù sao thân là trưởng bối không tiện có ý tưởng hâm mộ gì. Khâu Tự Phong và Tiêu Ngũ đều không hẹn mà cùng nghĩ làm người phải như Hạ Tưởng, trái ôm phải ấp, hai vợ dưới một mái nhà. Đương nhiên, ý nghĩ sâu bên trong của Khâu Tự Phong là nếu Mai Hiểu Lâm cũng là người phụ nữ phía sau Hạ Tưởng, ba người phụ nữ gặp nhau mà vẫn sống yên ổn với nhau thì Hạ Tưởng có thể làm tác giả cho ra cuốn Cách Thu Phục Phụ Nữ, tuyệt đối là sẽ bán rất chạy. Về mặt này Khâu Tự Phong khâm phục thủ đoạn cao siêu của Hạ Tưởng sát đất. Muốn cho hai người phụ nữ bình thường chung sống hòa bình cũng không khó, nhưng Tào Thù Lê là con gái rượu của Bí Thư, Liên Nhược Hạm là con gái rượu của nhà họ Ngô, hai người đều không giống với những người phụ nữ tầm thường, có thể ở chung như thế thì không thể không thừa nhận Hạ Tưởng có sức hấp dẫn hơn người. Đúng rồi, còn có một Cổ Ngọc, nếu Cổ Ngọc cũng ở đây thì ba cô chung một nhà, Hạ Tưởng quả thực là thần tượng của tất cả đàn ông. Suy nghĩ của Khâu Tự Phong vừa hiện lên thì Cổ Ngọc liền từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là cùng Tào Thù Lê nói giỡn vài câu, lại cùng Liên Nhược Hạm nói vài câu, như thể cũng có dấu hiệu chung sống hòa bình, khiến cho Khâu Tự Phong há hốc miệng kinh ngạc đến không biết vì sao. Trong mắt Mai Hiểu Lâm vẻ thất vọng lại càng ngày càng đậm, lại thấy Tào Thù Lê ôm đứa bé, đoan trang hào phóng vừa nói vừa cười, ánh mắt không rời khỏi Hạ Tưởng. Mà Liên Nhược Hạm bình thường băng giá như người cõi tiên thì hiện tại ở trước mặt Hạ Tưởng cũng trở nên dễ bảo biết vâng lời không có một chút cao ngạo, khiến cho lòng của cô càng trầm càng sâu. Cô ấy biết rằng mình vừa không có sự thanh tú xinh đẹp của Tào Thù Lê, lại không có vẻ đẹp nhã nhặn của Liên Nhược Hạm, càng không có sự thanh lịch của Cổ Ngọc, ở trong tâm trí của Hạ Tưởng cô không hề có một vị trí dù là nhỏ nhoi. Mai Thái Bình nhìn thấy sự mất mát của Mai Hiểu Lâm, cũng biết có một số việc không thể miễn cưỡng. Cũng không thể nói rõ, liền đưa ra lời cáo từ. Hạ Tưởng muốn xuống giường đưa tiễn, Tào Thù Lê không phản đối, Liên Nhược Hạm không lên tiếng, Cổ Ngọc lại nói. Anh nằm yên đừng nhúc nhích, em tiễn thay anh là được rồi. Liên Nhược Hạm nhướng mày, không nói gì, Tào Thù Lê chớp mắt, đem đứa bé giao cho Liên Nhược Hạm, cười nói. Chị cùng em tiễn khách. Khâu Tự Phong thầm nhủ, vợ cả đúng là vợ cả, hào phóng, khéo léo.
Mai Hiểu Lâm trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, Hạ Tưởng quả thật tinh mắt, chả trách sao phải cưới Tào Thù Lê làm vợ, hóa ra Tào Thù Lê quả thật có chỗ hơn người, chẳng những nhã nhặn lịch sự mà còn thông minh, đức hạnh. Mai Hiểu Lâm không khỏi liếc mắt nhìn thêm Liên Nhược Hạm một cái, trong lòng không phục, đừng thấy xuất thân của cô tốt hơn so với Tào Thù Lê, ở trong mắt tôi, cô quả thật không có đức hạnh bằng Tào Thù Lê. Liên Nhược Hạm chẳng chú ý tới ánh mắt khiêu khích của Mai Hiểu Lâm, cô ấy đang bồng Hạ Đông và chỉ tập trung vào Hạ Đông. Mai Hiểu Lâm thấy Hạ Đông vô cùng đáng yêu thì không khỏi nghĩ đến Mai Đình, trong lòng có chút so sánh, cảm thấy Hạ Đông tuy rằng có bộ dạng mặt mày dễ nhìn nhưng vẫn là giống mẹ nhiều hơn, không bằng Mai Đình giống ba nhiều hơn. Tào Thù Lê và Cổ Ngọc cùng tiễn mọi người ra cửa, Hạ Tưởng đã xin lỗi và chỉ ngồi ở trên giường không nhúc nhích, Mai Hiểu Mộc đi sau cùng, đột nhiên nói nhỏ với Hạ Tưởng một câu. Phó Tiên Tiên hôm nay cũng muốn đến, tôi không đồng ý nên không đưa cô ta theo. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Phó Tiên Tiên là không có đầu óc hay là như thế nào vậy, cô ta đến thăm hắn là muốn khiến Phó Tiên Phong khó chịu hay là muốn nhìn cảnh náo nhiệt của hắn. Cô ta cũng không ngẫm lại, sau khi đến đây không bị người ta đánh đuổi mới lạ. Thôi đi, tùy cô ta, vốn là một cô bé khùng điên hết chỗ nói, không thể so sánh với người bình thường được, chỉ có điều không biết Phó Tiên Phong bây giờ có cảm xúc giống như lúc hắn ở cao ốc hỏa thụ hay không, ở trong nước sôi lửa bỏng. Cho dù Phó Tiên Phong đã có dự liệu hết đối với tình hình sắp tới, cũng có sự chuẩn bị tâm lý nhất định nhưng vẫn không ngờ tình thế sẽ nghiêm trọng tới mức độ nào. Y vừa mới về đến nhà, vừa tiến vào cánh cổng biệt thự nhà họ Phó thì gặp Phó Tiên Tiên trước tiên. Phó Tiên Tiên liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, ánh mắt đều là sự thương hại và châm chọc, nói với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Phó Tiên Phong, anh xui xẻo rồi, còn rất là xui xẻo, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong xoay người bước đi, đi được vài bước thì đứng lại quay đầu lại cười. Quên nói với anh, giữa em và Hạ Tưởng đều không có phát sinh gì cả, em không có cùng hắn lên giường. Lần trước âm thanh mà anh nghe được là em đang tập thể dục mà thôi, anh thê thảm rồi, anh ngu si, anh đánh nhầm người rồi. Phó Tiên Tiên còn không quên lè lưỡi lêu lêu, hướng về Phó Tiên Phong làm một bản mặt hề. Phó Tiên Phong ngây ngẩn cả người, ngây người một lúc lâu. Nhìn thấy bóng dáng của Phó Tiên Tiên sắp biến mất ở cửa, đột nhiên giận dữ gào lên một tiếng. Em nói dối. Phó Tiên Tiên cũng không quay đầu lại, chỉ là vươn ngón giữa hướng về Phó Tiên Phong quơ quơ, nghênh ngang mà đi. Trong lòng Phó Tiên Phong có vô số thanh âm đang vang dội, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phó Tiên Tiên chắc chắn là đang dối gạt y, cô ấy vẫn hay nói dối, bị người nhà chiều tới hư hỏng rồi, tính cách hay thay đổi, nghĩ đến là làm. Tuyệt không e dè hậu quả. Nếu cô ấy và Hạ Tưởng lên giường thì y cũng sẽ tin là thật, nhưng cô ấy nói lúc đó đang tập thể dục thì y liền cảm thấy là Phó Tiên Tiên cố ý đùa cợt, chế ngạo y. Là sỉ nhục chỉ số thông minh của y. Phó Tiên Phong mang theo sự căm phẫn, bất bình rảo bước tiến tới cửa nhà, liền cảm thấy được một luồng khí lạnh đập vào mặt, khiến y thiếu chút nữa không kìm nổi dùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn, mới chú ý tới trong phòng khách đã ngồi đầy người. Do ông nội ngồi ở giữa, bên cạnh lần lượt là bác cả, ba và chú, người thân có quan hệ trực thuộc của nhà họ Phó đều đến đông đủ. Lại nhìn ông nội ngồi ở giữa với vẻ mặt tức giận, ba thì vẻ mặt ngưng trọng, bác cả và chú ba nhìn y với ánh mắt giận dữ, trong lòng Phó Tiên Phong giật mình một cái, từ lúc y biết chuyện tới nay, chưa từng thấy quá trường hợp long trọng như thế, y liền biết hỏng chuyện rồi. Hay là làm hỏng chuyện lớn rồi? Không đợi y chủ động đặt câu hỏi. Ông nội giận dữ quát lên một tiếng. Quỳ xuống. Phó Tiên Phong trở nên cứng đầu, gắng gượng nói. Con không phạm sai lầm, vì sao phải phạt con quỳ? Con còn già mồm át lẽ phải. Ông cụ Phó râu tóc đều dựng lên, không kìm nổi giận dữ nói. Con có biết hành vi lỗ mãng của con đã tạo nên rất nhiều tổn thất cho gia tộc hay không? Có biết ông cụ Ngô đã thật sự tức giận hay không? Hiện tại chúng ta bị kìm hãm khắp nơi. Bước đi rất khó khăn. Tiên Phong, bây giờ con đã đủ lông đủ cánh rồi, có bản lĩnh rồi, làm việc gì cũng không suy xét đến hậu quả nữa, có phải hay không? Giọng nói eo éo là giọng điệu của bác cả của Phó Tiên Phong Phó Bá Cử. Phó Bá Cử luôn thấy chướng mắt đối với Phó Tiên Phong, một khi có cơ hội mỉa mai thì tuyệt không buông tha. Con cũng hơn 30 tuổi rồi, còn là Phó Bí Thư Thành ủy, làm việc gì không thể sử dụng đầu óc nhiều một chút à? Hãy suy xét một chút về tiền căn hậu quả. Con nói con tìm người đánh lén Hạ Tưởng,
đây là chuyện mà người có trí tuệ chính trị làm hay sao? Bác rất thất vọng về con. Chương 606, không ăn nhục, chẳng lẽ lại ăn sủi cảo? Phó Bá Cử năm nay 60 tuổi là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, ở giai đoạn hiện tại là một người có chức vụ cao nhất trong nhà họ Phó, là người nói chuyện có uy lực nhất trong nhà họ Phó. Đáng tiếc là, Phó Bá Cử chỉ có một cô con gái Phó Đoá Đoá và đã gả cho Khâu Tự Phong, tuy Phó Bá Cử có cấp bậc cao nhất nhưng ông cụ Phó lại yêu thích nhất là ba của Phó Tiên Phong Phó Trọng Nguyên, coi trọng nhất chính là Phó Tiên Phong, khiến cho tâm lý ông ta không được cân bằng. Không cân bằng cũng không có cách nào, ông ta chỉ có một cô con gái, hơn nữa Phó Đoá Đoá cũng không ham thích chính trị, không đi theo con đường làm quan. Sau khi gả cho Khâu Tự Phong thì an phận làm vợ hiền mẹ đảm. Về sau vị trí của ông ta có cao tới đâu cũng là không người nối nghiệp. Vì xét đến kế hoạch lâu dài của toàn bộ gia tộc nên trong ba đời của nhà họ Phó cũng chỉ có một người Phó Tiên Phong mà thôi. Tiên Phong, con làm việc quá lỗ mãng. Hạ Tưởng tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia chính thức, là chủ tịch quận cấp phó giám đốc sở, còn dung túng kẻ xấu làm điều ác, thủ đoạn chẳng những không sạch sẽ mà còn dễ dàng khiến cho người ta xem thường nhà họ Phó. Chú ba Phó Thúc Tài khi nói chuyện chậm rãi triết lý, dường như luôn là một giọng điệu mang tình ý sâu xa, nhưng Phó Tiên Phong lại biết chú ba là người có cơ mưu hơn cả cũng là khó đối phó nhất. Tuy rằng ông không theo chính trị nhưng quản lý cả một đế quốc kinh tế khổng lồ của nhà họ Phó, có thể nói ông ta mới là người có quyền thế nhất ở nhà họ Phó. Phó Tiên Phong cần mở cửa hàng thời trang hàng hiệu, muốn cuốn sạch lợi ích ở quận Hạ Mã, cũng muốn làm ra một loạt thành tích là để cho Phó Thúc Tài xem, cũng muốn được một lần hãnh diện ở trước mặt ông ta. Ngược lại, ba của Phó Tiên Phong Phó Trọng Nguyên là người không có tiền đồ nhất trong ba người, không nói là vẫn đảm nhiệm chức quan nhàn tản bên trong các bộ và ủy ban trung ương, trí tuệ chính trị thì bình thường, đầu óc kinh doanh lại không có nhưng vẫn luôn được lòng ông cụ nhất, bởi vì ông ấy luôn nói những lời dễ nghe, mà ông cụ từ trước đến nay vẫn luôn ở cùng ông ấy, yêu cây yêu cả cành nên ông cụ cũng thích Phó Tiên Phong nhất. Kỳ thật con trai của Phó Thúc Tài Phó Tiên Viễn cũng là một thanh niên rất có tài hoa, chẳng qua Phó Tiên Viễn cũng giống như Phó Thúc Tài chỉ có hứng thú với kinh doanh, không có hứng thú về chính trị, Phó Thúc Tài cũng không miễn cưỡng Phó Tiên Viễn, để anh ta tự mình phát triển. Cho nên tổng hợp lại, Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài đều không xem trọng Phó Tiên Phong, cảm thấy y lòng dạ hẹp hòi, không đủ rộng lượng, nhưng trong ba đời nhà họ Phó y là ứng cử viên duy nhất, nên đành làm theo lời dặn dò của ông cụ. Dùng hết khả năng để chiếu cố và tạo thuận lợi cho Phó Tiên Phong và cũng tận tâm bồi dưỡng Phó Tiên Phong, để bảo đảm y trở thành người nối nghiệp của nhà họ Phó. Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài vốn rất để tâm bồi dưỡng Phó Tiên Phong, chỉ là, vừa rồi y làm ra sự việc của Hạ Tưởng, làm cho mọi người hoàn toàn thất vọng. Không chỉ là thất vọng mà còn vô cùng đau đớn, bởi vì trong vòng một ngày, Phó Bá Cử ở trong quan trường liên tục gặp lực cản. Ban đầu ông ta muốn đề bạt mấy tên cấp dưới. Cũng thình lình bị một lực lượng không hiểu từ đâu tới một tay chặn ngang bác bỏ toàn bộ, giận nhất chính là hàng loạt sự tình của ông ta phân công quản lý, trong vòng một ngày ngắn ngủn liên tiếp xuất hiện sai sót, ông ta bị Hà Đông Thần chỉ đích danh phê bình vài câu. Phó Bá Cử rất là mất mặt, cũng biết người có thể khiến ông ta trong vòng một ngày liên tiếp bị nhục nhất định là người rất có quyền uy. Âm thầm nghe ngóng thì có người có lòng tốt tiết lộ cho ông ta là nhà họ Ngô đã tức giận. Hơn nữa còn đặc biệt cố ý cường điệu nói là ông cụ Ngô đã nổi giận. Phó Bá Cử luống cuống, nếu như hỏi ông ta sợ ai nhất trong bậc lão bối ở Bắc Kinh thì xếp hàng đầu chính là ông cụ Ngô ra, ai chẳng biết ông cụ Ngô mặt lạnh vô tình, không dễ giận, một khi giận thì nhất định khó mà kết thúc tốt đẹp. Phó Bá Cử rất là khiếp sợ và thấy khó hiểu vì sao đang yên đang lành ông cụ Ngô lại trừng trị ông ta. Lại là một người có lòng tốt cố ý nhắc nhở ông ta. Muốn biết tại sao thì đi mà hỏi Phó Tiên Phong đã làm cái gì. Không đợi Phó Bá Cử gọi điện thoại cho Phó Trọng Nguyên, thì điện thoại của Phó Thúc Tài đã gọi tới trước. Phó Thúc Tài hết sức căm phẫn tức giận nói với Phó Bá Cử, một ngày hôm nay các sản nghiệp của ông ở các nơi trong khắp cả nước bị công thương, thuế vụ địa phương đột kích kiểm tra, nào là phạt tiền, nào là niêm phong, tổn thất trong vòng một ngày vượt qua 100 triệu tệ. Chính quyền địa phương cũng không phải không có đầu óc chính trị. Hơn nữa có mục đích rõ ràng, chỉ kiểm tra sản nghiệp của nhà họ Phó, và lại tính châm chích chống đối rất mạnh, chỉ cần là xí nghiệp và hạng mục được kiểm tra, toàn bộ đều tồn tại các vấn đề hoặc nhiều hoặc ít thì đều không bỏ qua. Hơn nữa thời điểm đột kích kiểm tra còn có truyền thông tin tức đi theo, đem kết quả kiểm tra được trực tiếp đưa tin với công chúng một cách sớm nhất, không để cho nhà họ Phó không có cơ hội cứu vãn nào.
Rõ ràng là muốn trực tiếp đánh vào mặt nhà họ Phó. Có thể trực tiếp không nể mặt nhà họ Phó một chút nào, lộ liễu mà nhằm vào sản nghiệp của nhà họ Phó, tất cả chính quyền địa phương đều liên quan, tuyệt đối là có một bàn tay khổng lồ ở sau lưng chỉ huy tất cả mọi hành động. Cái cần chính là cố ý hung hăng trừng trị nhà họ Phó một trận, tổn thất ngoài mặt là 100 triệu, tổn thất bên trong cùng với ảnh hưởng tiêu cực lâu dài không chỉ vượt qua con số 1 tỷ. Phó Thúc Tài thở hổn hển, vội vàng gọi điện thoại xin Phó Bá Cử chỉ bảo cách ứng phó. Phó Bá Cử sau khi nghe xong thở dài một tiếng, nói. Ông cụ Ngô một khi đã nổi giận thì núi sông đổi màu. Thúc Tài, lập tức đi tìm ông cụ thương lượng đối sách sự việc xảy ra từ Phó Tiên Phong. Khi hai người hẹn gặp nhau ở nhà thì vẻ mặt ông cụ đang rất tức giận, ngồi ở giữa phòng khách mà của mắng Phó Trọng Nguyên dữ dội. Hóa ra, ông cụ vừa mới nhận được điện thoại của ông cụ Ngô, trong điện thoại chỉ nói một câu. Chuyện đã nói lấn trước, tôi phải suy xét thêm chút nữa. Ông cụ Phó cố ý để danh một ứng cử viên Phó Chủ tịch tỉnh ở tỉnh Lĩnh Nam, ông cụ Ngô cũng đã đồng ý. Lĩnh Nam là phạm vi thế lực của nhà họ Khâu, ông cụ Khâu dạo gần đây có xu hướng tiếp cận ông cụ Ngô đã gật đầu thì trên cơ bản đã thành công 8-9 phần. Người mà ông cụ Phó muốn đề cử là con của một người bạn cũ, bởi vì vậy ông cụ đã nói dối với người bạn cũ, nói là không thành vấn đề. Không ngờ ông cụ Ngô đã từng tuổi này trước mặt thì đồng ý nhưng nói trở mặt liền trở mặt, khiến cái mặt già này của ông cụ không còn biết giấu vào đâu, vội gọi điện thoại qua đó hỏi là xảy ra chuyện gì, ông cụ Ngô lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi già rồi, không còn dùng được nữa, không còn nhuệ khí như người trẻ tuổi nữa, những nơi to như lòng bàn tay ở thành phố Yến thì có thể gây sức ép tạo sóng gió, thật sự là che già măng mọc. Ông cụ Phó liền biết sự tình xảy ra từ Phó Tiên Phong. Vừa hay Phó Tiên Tiên mới từ thành phố Yến trở về, liền kêu Phó Tiên Tiên đến hỏi. Phó Tiên Tiên đang tức giận trong lòng, Phó Tiên Phong vì hiểu lầm cô và Hạ Tưởng lên giường đã làm ra một cảnh tượng náo nhiệt rất lớn, ngày việc cô ấy vô cùng khinh miệt trí tuệ chính trị của Phó Tiên Phong, mà còn cười nhạo Phó Tiên Phong ngốc đến mức không còn gì để nói. Một chuyện lên giường nhỏ xíu thì có đến mức phải đi đánh gãy đôi chân của người ta. Đúng là thằng ngốc hiếm có trong thiên hạ, đừng nói là chưa lên giường. Cho dù thực sự có lên giường thì can hệ gì tới y chứ, vốn là chuyện đôi bên tình nguyện, anh là một người ngoài cuộc, đụng chạm gì tới anh chứ. Cơ thể của chính mình do chính mình làm chủ, cô ấy cùng ai lên giường, Phó Tiên Phong chỉ là một người anh, cũng không phải là chồng hợp pháp của cô, thì quản được sao? Phó Tiên Tiên liền thêm mắm thêm muối, đem sự ngu xuẩn của Phó Tiên Phong nói ra, còn sợ ông cụ chưa đủ tức giận mà cố ý thừa cơ hãm hại nói. Đừng trách con lắm miệng nói xấu anh mình. Y không đề cao tầm mắt chính trị của chính mình, không tìm cách để cống hiến cho thành phố Yến, mỗi ngày cứ chằm chằm vào cái việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi là con cùng ai lên giường. Ông nội, ông còn đặt kỳ vọng lên người anh ta nữa, con thấy hay là thôi đi, đừng cho Y ra ngoài làm người nhà họ Phó phải xấu mặt, mau mau kêu về nhà cho rồi. Ông xem Mai Hiểu Mộc của nhà họ Mai, Khâu Tự Phong của nhà họ Khâu, người nào cũng mạnh hơn Y gấp trăm lần. Con đến thành phố Yến cũng không dám nói Phó Tiên Phong là anh trai của con, sợ bị người ta ném trứng thối. Lời chanh chua cay độc của Phó Tiên Tiên liên tiếp nói ra, thiếu chút nữa là ông cụ tức giận vươn tay đánh cô một bạt tai, cũng may Phó Tiên Tiên đủ thông minh, vừa nói xong liền xoay người bỏ chạy, còn cười hì hì. Ông nội đừng động có chút là tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi, con đi đây, mọi người cũng đừng có nhớ con, để con tự sinh tự diệt là được rồi. Ông cụ tức giận tới nổi thiếu chút nữa huyết áp lên cao trực tiếp đưa vào viện, cũng may Phó Trọng Nguyên khuyên can mãi cuối cùng cũng khuyên được ông cụ. Ông cụ vừa tức giận Phó Tiên Tiên xong, lại bắt đầu tức giận về Phó Tiên Phong, kêu Phó Tiên Phong ngay tức khắc quay trở về Bắc Kinh. Ông cụ Ngô nổi giận, nhà họ Phó tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, tuy rằng không đến mức tổn thương nguyên khí nhưng cũng là tổn thất rất lớn, mặt mũi không còn sáng sủa. Mấy nhà vốn làm việc gì cũng có một chừng mực. Ai cũng sẽ không nhúng tay can thiệp vào sản nghiệp hoặc phạm vi thế lực của đối phương, hành vi này của ông cụ Ngô có hơi mất thân phận, cũng không hợp phép tắc. Nhưng nếu đúng như Phó Tiên Tiên đã nói, là bởi vì Phó Tiên Phong muốn đánh gãy hai chân của Hạ Tưởng mới khiến cho nhà họ Ngô trả đòn mãnh liệt, vậy thì nhà họ Ngô ra là đứng ở bên đạo lý, nhà họ Phó chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nói lý, đối lý, đấu thực lực, đấu không lại. Không ăn nhục, chẳng lẽ còn có thể ăn sủi cảo. Ông cụ Phó tức giận đến râu tóc đều dựng đứng, nếu đúng như Phó Tiên Tiên nói,
Phó Tiên Phong chỉ vì hiểu lầm chuyện quan hệ nam nữ mà muốn đánh gãy hai chân Hạ Tưởng. Vậy những gì Phó Tiên Phong đã làm thật khiến ông quá thất vọng, ông thậm chí còn có ý niệm trong đầu là muốn cho Phó Tiên Phong quay về Bắc Kinh. Nếu không cứ mặc cho Phó Tiên Phong tiếp tục làm sằng làm bậy thì chẳng những kết thúc sinh mạng chính trị, nói không chừng cũng có thể mất cả cái mạng nhỏ ở đó. Ông cụ có nhận thức rất sâu sắc về tính thảm khốc của đấu tranh chính trị, không trở mặt còn đỡ, một khi đã trở mặt thì sẽ có kết cục không chết không xong. Hạ Tưởng là cái gai của nhà họ Ngô không phải là giả, nhưng cái gai của nhà họ Ngô thì chỉ có thể để nhà họ Ngô tự gỡ, người khác không được đụng vào. Một khi đụng vào, nhà họ Ngô sẽ không thoải mái, nói không chừng còn có thể đau đớn, ai khiến nhà họ Ngô cảm thấy đau thì nhà họ Ngô sẽ khiến họ không thoải mái cả đời. Ông cụ Phó biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gọi Phó Tiên Phong quay về Bắc Kinh, cũng là muốn gặp mặt để hỏi rõ ràng, thương lượng bước đối phó tiếp theo. Phó Tiên Phong cũng không biết trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, tuy rằng cũng đoán được là sự việc Hạ Tưởng bị thương đã bại lộ, y ít nhiều trong lòng chắc chắn cho rằng có thể thuyết phục được người nhà. Không ngờ vừa vào cửa đã bị bác cả và chú nói vài câu châm chọc khiêu khích, y liền tức giận trong lòng. Phó Tiên Phong biết bác cả và chú ba luôn luôn khinh thường ba và y, bởi vì cha con họ là người kém cỏi nhất nhà họ Phó, luôn luôn bất mãn đối với việc ông nội thiên vị cha con bọn họ. Chỉ cần gặp mặt y là bác cả và chú ba luôn không quên đâm chọt y vài câu, không phải mỉa mai thì là răng đe, khiến trong lòng y vô cùng không vui. Hôm nay cũng như vậy, nhưng lại là ngay trước mặt ông nội và ba nên lửa giận của Phó Tiên Phong liền được châm ngòi. Bác hai, chú ba, không thể nói như vậy, hai người không biết chân tướng sự tình thì đã đưa ra kết luận, đối với con không công bằng. Giọng điệu Phó Tiên Phong có chút ngang bướng. Con biết con đang làm cái gì? Cũng suy xét đến hậu quả, toàn bộ sự việc đều trong tầm khống chế của con, không có gì đáng lo ngại. Cái gì? Phó Bá Cử nổi giận, đập bàn một cái. Đều trong tầm khống chế của con có cấp bậc gì hả? Con có tài cán gì chứ? Sự việc hiện tại ngay cả bác cũng khống chế không được, con có tư cách gì ở đây nói khoác mà không biết ngượng. Cả ngày hôm nay, nhà họ Phó đã mất đi mấy vị trí tốt, đều là các vị trí quan trọng từ cấp sở trở lên. Con khống chế được sao? Con khống chế cái đếch gì chứ? Dưới cơn thịnh nộ, Phó Bá Cử nói ra lời thô tục. Phó Thúc Tài cũng châm dầu vào lửa, thấy cảnh Phó Tiên Phong vẫn với bộ dạng không chịu nhận thua, nhớ tới sự tổn thất thê thảm của ngày hôm nay, nên đã không kìm nổi lửa giận trong lòng, giương tay lên ném ly trà xuống dưới chân Phó Tiên Phong. Con đã suy xét đến hậu quả sao? Con có biết hậu quả hiện tại rất là nghiêm trọng không? Hôm nay mười mấy thành phố trong cả nước, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, sản nghiệp nhà họ Phó bị niêm phong hơn 10 chỗ, tổn thất trực tiếp trên 100 triệu, tổn thất gián tiếp không dưới 1 tỷ, con khống chế được. Con chỉ là một phó bí thư thành ủy nho nhỏ, ngay cả thành phố Yến cũng không khống chế, ngay đến đầu óc của mình cũng không khống chế được, con còn thề thốt là đã nắm hết thảy trong tay, gió lớn sẽ xoẹt qua lưỡi của con. Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài không sợ Phó Trọng Nguyên sẽ khó xử, dù sao Phó Trọng Nguyên không có quyền không có tiền. Lời nói ra không có cân nặng. Ông cụ cũng bị hành động không biết hối cải của Phó Tiên Phong làm cho giận đến phát run cả người, đi đến trước mặt Phó Tiên Phong, giơ tay lên, chát, một tiếng, đánh Phó Tiên Phong một bạt tai vang dội. Kêu con quỳ xuống, con bị điếc hả? Hay là lời của ông không cần nghe nữa? Phó Tiên Phong rốt cuộc cũng cứng rắn chống đỡ không được nên, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai dòng nước mắt chảy dài. Ông nội, con uất ức quá. Con có lời cần nói. Phó Trọng Nguyên trong lòng cũng nổi giận, cũng giơ tay lên đánh Phó Tiên Phong một bạt tai. Con còn kêu uất ức, con làm liên lụy mọi người trong nhà, con khiến cho nhà họ Phó gặp phải đả kích mà trước nay chưa từng có, con còn uất ức. Trước đó con không điều tra rõ ràng thì đã đưa ra quyết định vội vàng, con không phải uất ức mà là trí tuệ chính trị thấp. Tiên Tiên nói giữa nó và Hạ Tưởng rất là trong sạch. Con chỉ bằng suy đoán đã muốn đánh gãy hai chân của một cán bộ cấp phó giám đốc sở, con là cán bộ quốc gia chứ không phải là xã hội đen. Phó Tiên Phong sững sờ. Hạ Tưởng không có lừa Tiên Tiên. Lừa cái quái gì? Phó Trọng Nguyên cũng biết tuy rằng Phó Tiên Tiên nghĩ được làm được, tính tình tùy tiện, dường như vô cùng tùy ý nhưng cô có một ưu điểm chính là dám làm dám nhận, nếu giữa cô và Hạ Tưởng có vấn đề, chắc chắn sẽ thừa nhận và không giấu giếm. Bởi vậy ông tức giận cực độ. Thấy bộ dạng Phó Tiên Phong vẫn kinh ngạc đến ngây người, không khỏi mắng ra lời thô tục. Con chính là đồ con lừa,
vì một chút việc nhỏ làm cho dư luận xôn xao, mang đến phiền toái lớn cho nhà họ Phó, chọc cho ông nội tức giận tới nỗi không còn lời để nói. Tội con quá lớn, bây giờ còn chưa biết tỉnh lại, còn cứng đầu cãi lại, con muốn làm cha tức chết phải không? Trong đầu Phó Tiên Phong trống rỗng, lúc ấy động lực lớn nhất khiến y quyết tâm đối phó Hạ Tưởng đến từ chuyện Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên lên giường, đương nhiên cũng là vì sau khi trừng trị Hạ Tưởng sẽ có lợi cho việc triển khai công tác tiếp sau của y tại tỉnh Yến và thành phố Yến, chỉnh hợp vốn và nguồn tài nguyên v.v. Tuy nhiên nhân tố mấu chốt thúc đẩy y hạ đớn quyết tâm vẫn là do y tự nhận định cho rằng Hạ Tưởng lừa em của y là chuyện thật. Y vốn là muốn làm lớn chuyện quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạp, khiến nhà họ Ngô ra tay cản trở Hạ Tưởng lên làm chức bí thư quận ủy, cho nên y không thể dễ dàng tha thứ chính là Hạ Tưởng lên giường cùng em gái y. Bởi vì lúc ấy ảnh chụp của Bạch Chiến Mặc thể hiện vô cùng rõ ràng giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng đang lôi lôi kéo kéo, nhất là vẻ mặt Phó Tiên Tiên dường như rất thân với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng thì trốn tránh, vẻ mặt giống như là sau khi đã đạt được mục đích lại không muốn thừa nhận, khiến cho cơn giận dữ của y bùng cháy. Sau đó khi gọi điện thoại, giọng Phó Tiên Tiên lại là thở hổn hển, khiến cho y nghĩ rằng Hạ Tưởng đang cùng Phó Tiên Tiên ở trên giường mây mưa với nhau, lại nghĩ tới bộ dáng đắc ý của Hạ Tưởng hung tợn đè trên người Phó Tiên Tiên, rõ ràng là muốn trả thù chuyện y chụp lén, y liền phát cuồng. Lại vừa lúc Khang Thiếu Diệp báo cáo nói là Ngưu Kỳ cũng muốn trừng trị Hạ Tưởng, y đã dày công chủ tính sự kiện cao ốc hỏa thụ. Tuyệt không ngờ tới, Hạ Tưởng chẳng những không có việc gì mà còn nổi tiếng gần xa, đồng thời chọc cho nhà họ Ngô tức giận. Quan trọng nhất chính là không có chuyện gì phát sinh giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong khóc không ra nước mắt, sự việc diễn ra đến mức không còn cách cứu chữa, ngay cả động cơ lớn nhất mà y muốn mượn có lại không tồn tại, hoang đường, quá hoang đường. Thất bại, quá là thất bại, mất mặt, quá là mất mặt. Phó Bá Cử với vẻ mặt chán ghét hướng về phía Phó Tiên Phong nói. Con còn có gì để nói? Phó Thúc Tài thở dài một hơi, nói với ông cụ. Ba, cho Tiên Phong quay về Bắc Kinh đi, nó không vững vàng, quá liều lĩnh, để nó ở Bắc Kinh 2 năm, chờ nó lớn hơn một chút lên làm một nhiệm kỳ bí thư thành ủy cũng được rồi. Đề nghị của Phó Thúc Tài chẳng khác nào cắt đứt tiền đồ của Phó Tiên Phong, sau này cũng không có ý định tập trung đào tạo y nữa. Phó Tiên Phong vội vàng nói. Không, không được, con không thể rời khỏi thành phố Yến, con còn một ván cờ chưa chơi xong, vừa hay thừa dịp Hạ Tưởng ở Bắc Kinh. Để hoàn thành tốt bố cục. Ông nội, bác cả, chú ba, mọi người đều không rõ tầm quan trọng của Hạ Tưởng, tuy rằng con ra tay hơi liều lĩnh nhưng từ trên tổng thể mà nói, Hạ Tưởng bị thương dưỡng thương ở Bắc Kinh là phù hợp với lợi ích tổng thể của nhà họ Phó. Ông cụ Phó tuy cũng tức giận đến nghẹt thở, cũng không hài lòng, nhưng ông cụ vẫn không đành lòng mạnh tay điều Phó Tiên Phong quay về Bắc Kinh, liền hỏi. Con lại có chuẩn bị gì ở sau, nói ra nghe thử xem. Nói tốt. Sẽ cho con một lần cơ hội, nói không tốt thì con hãy từ bỏ đi ý niệm sau này sẽ được quản lý một tỉnh. Một câu nói ra đủ nặng, Phó Tiên Phong chỉ cảm thấy hết cả hồn, nếu ông nội vẫn còn thì quyền uy của ông nội có thể ngăn chặn được bác cả và chú ba, khiến bọn họ giúp y một tay. Nếu ông nội không còn, chỉ với sự kiện của Hạ Tưởng thì bác cả và chú ba liền đã có thể nhân cơ hội phán y tội chết, khiến y từ nay về sau cắt đứt con đường lên chức. Phó Tiên Phong biết đây là cơ hội cuối cùng để ông nội đồng ý và được bác cả và chú ba tán thành kế hoạch của y. Phải tận dụng thời cơ, mất đi không thể có lại. Thời điểm vừa thành lập quận Hạ Mã, con đã nhìn chúng thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, cố ý kéo 20 tỷ tiền đầu tư đến quận Hạ Mã, mục đích chính là để thổi quét toàn bộ lợi nhuận của bất động sản ở quận Hạ Mã. Chuyện tới thời điểm nguy cấp, Phó Tiên Phong biết dự kiến đầu cơ vốn lưu động của y không thể giấu giếm nữa. Chỉ có lợi nhuận khổng lồ mới có thể làm lung lay bác cả và chú ba. Cho nên con lợi dụng nhà họ Ngô ra tay cản trở Hạ Tưởng lên làm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, nâng đỡ Bạch Chiến Mặc lên trước chính là vì kế hoạch đầu tư 20 tỷ. Chương 607, nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu. Hiện tại Hạ Tưởng bị thương đang dưỡng thương ở Bắc Kinh, không được 10 ngày nửa tháng cũng không thể quay về, thừa dịp hắn không có ở đây mà có thể thong dong triển khai bước công tác tiếp theo ở quận Hạ Mã để Nguyên Minh Lượng hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch. Chỉnh hợp các nguồn tài nguyên tại thành phố Yến, con chuẩn bị lôi kéo Hồ Tăng Chu liên kết đối kháng Trần Phong, vừa hay mượn lúc Trần Phong đang trong cơn thịnh nộ chèn ép người, con sẽ lôi kéo nhưng người bị gã gạt bỏ để sử dụng. Ở tỉnh, hiện tại Thôi Hướng đã bước đầu đạt được thỏa hiệp với Diệp Thạch Sinh,
Diệp Thạch Sinh đã động lòng và muốn dựa dẫm vào chúng ta. Phó Tiên Phong vội vàng đem kế hoạch của y nói thẳng ra không một chút giấu giếm, để giành được sự công nhận của mọi người. Quận Hạ Mã còn có thể hiểu, ở thành phố và ở tỉnh thì có liên quan gì đến Hạ Tường? Phó Bá Cử khó hiểu hỏi. Ở thành phố thế cục vô cùng phức tạp, cho dù là Trần Phong, Hồ Tăng Chu hay là Vu Phồn Nhiên đều ít nhiều có giao tình với Hạ Tường. Trần Phong thì không cần phải nói, là người ủng hộ Hạ Tường vững chắc nhất. Vu Phồn Nhiên vừa tới thành phố Yến liền tỏ ý muốn lôi kéo Hạ Tường, gã và Hạ Tường chung phe cũng là chuyện sớm muộn, còn Hồ Tăng Chu cũng từng cùng Hạ Tường có giao tình không tồi, tuy rằng hiện tại hơi xa lạ nhưng giữa hai người có cơ sở hợp tác. Phó Tiên Phong biết Phó Bá Cử rất hứng thú đối với tính phức tạp của thế cục chính trị, liền vội vã giải thích. Giữa ba người Trần Phong, Hồ Tăng Chu và Vu Phồn Nhiên đều không tín nhiệm nhau và đề phòng lẫn nhau. Có thể đưa ba người bọn họ liên hệ cùng một chỗ chỉ có một điểm mấu chốt, hắn chính là Hạ Tường. Phó Tiên Phong nói vừa xong, vẻ mặt Phó Bá Cử liền tỏ ra ngạc nhiên, hơi suy tư rồi gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Thế cục ở tỉnh cũng là như thế. Phó Tiên Phong thấy Phó Bá Cử đã động lòng, trong lòng vui mừng, tiếp tục tăng mạnh đòn tấn công tâm lý. Giữa Diệp Thạch Sinh Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ cũng không có nhiều tiếng nói chung. Trước đây thế cục của tỉnh Yến cân bằng là bởi vì Hạ Tường công tác ở tỉnh ủy, tạo nên tác dụng giảm sóc và cầu nối. Hiện tại Hạ Tường đã đến quận Hạ Mã, quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng càng lúc càng xa, con đang nghĩ cách lôi kéo Diệp Thạch Sinh để nhà họ Phó sử dụng. Việc này con đã trưng cầu ý kiến của ông nội, bây giờ Diệp Thạch Sinh đã động lòng. Nhưng nếu Hạ Tường vẫn còn ở thành phố Yến, hắn âm thầm ra mặt thì rất có thể sẽ phá hư kế lớn của chúng ta. Hiện tại hắn đang ở Bắc Kinh dưỡng thương, vừa đúng lúc cho chúng ta thừa cơ hội, nếu lúc này cùng Diệp Thạch Sinh đạt được thỏa hiệp, sau đó tiến thêm một bước là sắp xếp người của mình đến thành phố Yến nắm giữ ban tổ chức, về cơ bản thì từ quận Hạ Mã đến thành phố Yến rồi tới tỉnh Yến sẽ sâu thành một chuỗi, chuyện lớn có thể thành. Phó Tiên Phong với vẻ kỳ vọng, nói tới nước miếng bay tứ tung, ý đồ làm lay động những người có thể quyết định vận mệnh của y đang ngồi trước mặt. Chuyện Phó Tiên Phong lôi kéo Diệp Thạch Sinh. Trước đó y đã có báo cáo với ông cụ nghe xong sách lược của Phó Tiên Phong, khẽ gật đầu. Xem như là có cái nhìn sâu sắc, toàn bộ kế hoạch không thể gọi là áo tiên không thấy vết chỉ khâu kín mít không chút kẽ hở, với tuổi con hiện nay cũng coi như là hiếm thấy, nghĩ cũng khá chu toàn. Ông cụ luôn luôn thiên vị Phó Tiên Phong, nghe y nói ra đạo lý rõ ràng, cơn giận trong lòng cũng giảm vài phần, vừa mở miệng là giọng điệu thay y giảng hòa. Lời nói của Phó Tiên Phong cũng đã làm lay động Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài. Phó Bá Cử thích lộng quyền, kế lộng quyền của Phó Tiên Phong rất phù hợp tính cách của ông ta liền cảm thấy rất hứng thú, đem sự lợi hại trong mối quan hệ ra phân tích, cũng cảm thấy có chỗ đáng để nghiền ngẫm. Phó Thúc Tài thích kiếm tiền, kế sách đem 20 tỷ vốn đầu tư để quét sạch thị trường bất động sản quận Hạ Mã của Phó Tiên Phong khiến mắt ông sáng lên, cơn tức giận đối với Phó Tiên Phong cũng giảm bớt vài phần. Con người Diệp Thạch Sinh có đáng tin cậy hay không? Từ trước đến nay lợi ích chính trị luôn dính liền với lợi ích kinh tế, Phó Thúc Tài cảm thấy hứng thú với hoạt động của 20 tỷ vốn lưu động. Ông ta biết Diệp Thạch Sinh là người quan trọng trong điểm mấu chốt để mưu kế của Phó Tiên Phong có thể thành công hay không, cho nên câu nói đầu tiên là hỏi về con người của Diệp Thạch Sinh. Thôi hướng đã sắp xếp thỏa đáng, hai ngày sau, Diệp Thạch Sinh sẽ đến Bắc Kinh họp, đến lúc đó chú ba, bác cả. Còn có ông nội đều có thể gặp tận mặt ông ta để trao đổi. Trong lòng Phó Tiên Phong vui mừng, vẻ mặt chú ba nói cho y biết cơn tức giận của chú ba đã tiêu tan hơn phân nửa. Phó Thúc Tài và Phó Bá Cử dùng ánh mắt trao đổi một chút, Phó Bá Cử khẽ hừ một tiếng, nói. Mặc kệ lý do của con có đầy đủ bao nhiêu thì cậu đã làm cho Hạ Tưởng bị thương, làm cho nhà họ Ngô tức giận đó là một nước cờ dở. Kỳ thật hoàn toàn có thể dùng cách khác để làm chệch hướng Hạ Tưởng. Cần gì phải đánh hắn bị thương. Phó Tiên Phong biết khi Phó Bá Cử đối phó với đối thủ chính trị thì cũng là người lòng lang dạ sói, liền nói. Kỳ thật là con muốn đánh gãy hai chân của hắn, khiến hắn từ nay về sau bị chặt đứt tiền đồ. Hạ Tưởng nếu không ở trong quan trường thì giá trị của hắn liền bị suy giảm, các mối quan hệ của hắn cũng sẽ không tồn tại, tác dụng làm điểm tựa mấu chốt của hắn sẽ biến mất, càng có lợi cho thế lực kinh doanh của chúng ta tại tỉnh Yến. Hơn nữa, sai lầm của Phó Chủ tịch Thường Trực Hàng Không Tỉnh lần trước có thể là do Hạ Tưởng ra tay từ bên trong, âm thầm thông báo cho nhà họ Khâu và nhà họ Mai. Trong mắt Phó Bá Cử hiện lên một tia tàn khốc.
Nói như vậy, Hạ Tưởng bị thương là đáng cho hắn. Đương nhiên rồi, hắn phá hủy chuyện tốt của nhà họ Phó, lại khiến con hiểu lầm Tiên Tiên bị hắn lừa. Thân là người nhà họ Phó mà không thể trút giận cho nhà họ Phó thì con cảm thấy rất nghẹn khuất, cho nên đã bày ra một vở tuồng hay, không ngờ người ra tay quá ngu, đã làm dối hết, ngược lại khiến hắn được nổi danh. Phó Tiên Phong tức giận bất bình nói, tỏ ra một bộ dạng cao thượng. Có thể nói Phó Tiên Phong diễn xuất không tồi, hơn nữa y quả thật cũng hiểu biết tâm tư của Phó Bá Cử và Phó Thúc Tài, và cũng biết rõ ông cụ Thiên vị y cho nên mới ở trong tình huống mấy người họ đang nổi trận lôi đình dần dần lật lại tình thế, thành công thuyết phục được mọi người có mặt ở đây. Cái mà Phó Tiên Phong muốn chính là từ từ nắm giữ quyền chủ động trong nhà họ Phó, chỉ cần ông cụ còn đây thì hết thảy đều dễ nói. Sau đó mấy người lại thảo luận nhất trí cho ra kết luận, mặc dù những việc Phó Tiên Phong làm đã chọc giận nhà họ Ngô, tuy nhiên tin rằng cơn tức giận của nhà họ Ngô ra tới đây sẽ chấm dứt, thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sau đó tiếp tục bố cục tại tỉnh Yến để hoàn thành kế hoạch lâu dài của Phó Tiên Phong. Phó Bá Cử cũng biết bên trong nhà họ Ngô, trước mắt người có thực lực nhất là Ngô Tài Dương rất khinh thường Hạ Tưởng, người ra tay chỉ là ông cụ, ông lão dễ nổi giận cũng nhanh nguôi giận. Chỉ cần Ngô Tài Dương không đem chuyện Hạ Tưởng xem ra gì thì sự tình rất dễ qua. Quyết định cuối cùng do Phó Bá Cử đứng ra nhận tội với ông cụ Ngô, hạ thấp thái độ, nói lời hay, hy vọng ông cụ bớt giận, bởi vì nhà họ Phó quả thật đã làm sai, Phó Bá Cử sợ nhất là ông cụ Ngô tức giận không nguôi, muốn đem Phó Tiên Phong điều động đến địa phương khác sẽ không tốt lắm. Nếu chẳng may một chân đá Phó Tiên Phong ra khỏi tỉnh Yến thì công sức trước đây chẳng phải đổ sông đổ biển sao. Đang lúc mọi người chú ý đã định, bỗng nhiên điện thoại Phó Bá Cử vang lên, Phó Bá Cử chỉ nghe một lát sắc mặt liền thay đổi. Cái gì, Ngô Tài Dương cũng nổi giận sao? Ngô Tài Dương cũng ra tay, vừa ra tay là động đến một vị trí vụ trưởng ở Bộ Tư pháp của nhà họ Phó. Phó Bá Cử đã vì vị trí này mà mất không ít công sức, bây giờ đột nhiên bị người vung đao cướp mất vật yêu quý, tức giận đến tột đỉnh. Nhà họ Ngô khinh người quá đáng. Ngô gia muốn được để ý. Ông cụ Phó phất phất tay, dường như không hề tức giận. Lão Ngô tức giận là thật, là đau lòng vì Liên Nhược Hàm. Ngô Tài Dương tức giận là giả, là mượn cớ đứng trên đỉnh đạo nghĩa hiện tại, gã chỉ là mượn cơ hội để phát huy mà thôi, cũng chỉ là mong muốn tối đa hóa lợi ích, là lối suy nghĩ điển hình của nhân vật chính trị. Ông cụ đưa mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái, vừa yêu vừa giận mà mắng một câu. Còn đó... Đụng phải phiền toái lớn rồi đó có biết không? Nói không chừng cũng phải ông ra mặt, tốt xấu gì cái mặt già của ông cũng còn có chút trọng lượng. Ngày mai, ông sẽ đích thân đến bệnh viện để thăm hỏi Hạ Tưởng, thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, và thể hiện sự mềm mỏng với nhà họ Ngô. Phó Bá Cử, Phó Trọng Nguyên và Phó Thúc Tài cùng nhau phát hoảng. Ba không thể ra mặt. Ông cụ Phó đích thân ra mặt thăm hỏi Hạ Tưởng. Cũng giống như nhà họ Phó tuyên bố nhận sai lầm với ngoại giới, cũng tương đương như chịu thua trước nhà họ Ngô, là cử chỉ thiện ý thể hiện sự ngưng chiến, cũng như nhà họ Phó chứng tỏ với nhà họ Ngô rằng, nhà họ Phó đã nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên nhận sai và chấp nhận sự thật. Phó Tiên Phong cũng với vẻ mặt sợ hãi, tuy rằng thực lực nhà họ Phó không bằng nhà họ Ngô nhưng ông nội làm như thế cũng giống như là công khai cúi đầu nhận lỗi, nhà họ Phó sẽ bị mất thể diện. Ông cụ Phó phất tay. Không cần phải nói nữa, ông đã quyết định rồi. Việc này cần phải do ông ra mặt mới có thể giải quyết, nếu không nhà họ Ngô cứ bắt lấy việc này không tha. Bọn họ có thật tâm ra mặt thay Hạ Tưởng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, bọn họ coi đây là cơ hội để đả kích thực lực của chúng ta. Chúng ta đối lý, không có nhiều người đứng ra bênh vực chúng ta, đây mới là chỗ khiến người ta phải đau đầu. Chỉ có ông đứng ra nhận lỗi cũng như là cho nhà họ Ngô một bậc thang bước xuống. Bọn họ cũng sẽ thấy được chuyển biến tốt mà dừng tay lại. Biện pháp của ông cụ Phó tuy khiến nhà họ Phó mất mặt nhưng là biện pháp giải quyết cục diện bế tắc với nhà họ Ngô nhanh nhất, đồng thời cũng là kế sách tốt nhất thả đánh mất sĩ diện để bảo tồn thực lực. Phó Tiên Phong không ngờ kế sách của y chẳng những không thành công mà còn ép ông nội đích thân ra mặt lấy danh nghĩa thăm hỏi Hạ Tưởng mà cúi đầu trước nhà họ Ngô, trong lòng không khỏi uất nghẹn, chảy nước mắt nói. Ông nội, đều do con không tốt, là con liên lụy ông. Ông cụ không trả lời, vỗ vỗ vào vai Phó Tiên Phong, đi tới cửa nhìn ra bóng đêm bên ngoài nói. Nhỏ không nhìn tất loạn đại mưu, trước khi thực lực không bằng người ta thì cúi đầu khuất phục không phải là biểu hiện bất lực, ngược lại là cử chỉ tự bảo vệ mình. Nói xong, ông cụ đột nhiên quay đầu lại,
bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ hung ác. Lúc mấu chốt, Vương Đại Pháo nên biến mất, thì khiến cho y biến mất là được. Một ngày thứ hai không bình thường đã qua đi. Thứ ba, tỉnh ủy tỉnh Yến không có chuyện lớn phát sinh, nhưng lại có một tin tức lan truyền nhanh chóng, là nghe đồn trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang sắp điều nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, nguyên bí thư thành ủy thành phố Tần Đường điều về Bắc Kinh nhậm chức. Tin tức được lan truyền có bài bản hẳn hoi, bởi vì Phương Tiến Giang quả thật kinh nghiệm, lý lịch cũng đầy đủ nên ai cũng tin là thật. Thành ủy thành phố Yến cũng là gió êm sóng lặng, chủ yếu là thế cục sắp bị phá vỡ vẫn chưa phá, không gió êm sóng lặng cũng không có cách nào khác. Trần Thiên Vũ ở Bắc Kinh chưa về, Phó Tiên Phong cũng ở Bắc Kinh, hai nhân vật mấu chốt không có mặt thế cục thành phố Yến như một màn sương mù, cần phải có một luồng gió mát thổi tới, mới có thể xé tan mây mù nhìn thấy mặt trời. Về tin tức Phương Tiến Giang sắp sửa điều đi cũng dẫn tới không ít nghị luận tại thành phố Yến, tiêu điểm của nghị luận không phải là Phương Tiến Giang mà là ứng cử viên tiếp theo vào chức trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Yến sau thời Phương Tiến Giang. Ban tổ chức cán bộ được xưng là bộ phận thiên hạ đệ nhất ban, tác động đến thần kinh của tất cả người trong quan trường. Gió mát không đến, nước không gợn sóng, sương mù không tan, có không ít người lo lắng, lo âu. Người lo lắng, lo âu còn có Cao Hải. Bởi vì tổ điều tra của gã vừa vào tiểu đấu thôn liền điều tra rõ chân tướng sự tình, khoản thu hồi đất bị một đám người thuộc bộ phận thôn làng cắt xén hơn 20%, nhưng càng thấy ghê người hơn chính là phần mà thành phố giữ lại, còn nhiều hơn so với dự đoán của gã. Ngoại trừ lúc gã cùng mấy người qua tay mỗi người chia mấy trăm ngàn, còn có một phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố cũng có liên quan. Nếu điều tra, nói không chừng cuối cùng sẽ liên quan đến gã, không điều tra thì không biết giải thích với Trần Phong thế nào, và cũng không biết giải thích thế nào về hướng đi của mỗi một khoản tiền. Cao Hải tiến thoái lưỡng nan. Nếu thật sự liên quan đến gã, mấy trăm ngàn cũng không đến mức khiến gã phải lật thuyền, nhưng sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Lớn thì có lẽ bị ghi lỗi nặng mà xử phạt, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ. Nhỏ thì cũng sẽ để lại một vết nhơ ở trên chính trị, nói không chừng một lúc nào đó sẽ bị người khác moi ra, trở thành chướng ngại vật trong việc thăng chức. Đang lúc Cao Hải hết đường xoay sở, Ngô Cảng Đắc nhìn mặt đoán lòng phát hiện Cao Hải khó xử, y biết quan hệ chặt chẽ giữa Cao Hải và Hạ Tưởng liền nói bóng nói gió về ý tưởng của y. Ngô Cảng Đắc trước kia đảm nhiệm chức quản lý đô thị lại lăn lộn lâu năm ở cơ sở, vận dụng thành thạo một số thủ đoạn lừa dối, so với khả năng của Cao Hải thì hơn xa. Cao Hải vừa nghe kế của Ngô Cảng Đắc thì rất mừng rỡ, lập tức xem Ngô Cảng Đắc như tri kỷ, liên tục cảm tạ. Ngô Cảng Đắc lại nói: Lãnh đạo nói lời cảm tạ thì quá khách sáo rồi, ngài không biết tôi kính trọng chủ tịch quận hạ thế nào đâu, nếu không phải là anh ấy cũng không có Ngô Cảng Đắc tôi hôm nay. Chỉ cần là bạn của chủ tịch quận hạ, hơn nữa ngài còn là chú của anh ấy, đừng nói chỉ là việc nhỏ, cho dù là nỗi oan ức bằng trời để cho tôi gánh, tôi cũng không có hai lời. Cao Hải xúc động, Hạ Tưởng thật đúng là ngôi sao may mắn của gã, người ở Bắc Kinh, không cần ra mặt cũng có thể giúp gã giải quyết vấn đề khó khăn. Khiến cho gã hiểu rõ một đạo lý, một người dù có vị trí cao đến đâu, quyền lực có nhiều đến đâu thì tới thời điểm khó khăn, bên người còn có bạn bè giúp đỡ đều là do ảnh hưởng sức hấp dẫn từ nhân cách mang đến mà không phải quyền lực. Đồng thời sau khi điều tra, lại có Lỗ Lão Quật phối hợp công tác, Lỗ Lão Quật bây giờ mỗi ngày đều hỏi thăm tình hình của Hạ Tưởng, vừa mở miệng liền nước mắt chảy ròng, hối hận đến nổi muốn đâm đầu vào tường. Người dân trong thôn tiểu đấu chứng minh trong thôn có mấy tên côn đồ trước kia vẫn đi theo Vương Đại Pháo, chính là bọn họ xúi dục người dân trong thôn đến cao ốc hỏa thụ gây rối, nói là chỉ cần đi là có thể lấy 5.000 tệ, dân làng tự nhiên thấy tiền sáng mắt, hơn nữa Lỗ Lão Quật sốt ruột muốn cứu con liền lọt vào bẫy. Trong tổ điều tra cũng có cảnh sát cục công an thành phố và phòng công an quận, sau khi điều tra cho ra kết luận cũng giống với thẩm vấn mấy người bắt được tại hiện trường. Tất cả chứng cớ đều chỉ hướng đến một mình Vương Đại Pháo. Mà Vương Đại Pháo chịu người nào sai khiến, ai cũng nói là không biết, từ đó có thể cho ra kết luận, sự kiện cao ốc hỏa thụ là hoạt động phạm tội có dự tính trước được tổ chức tỉ mỉ, Vương Đại Pháo không bị bắt quy án, vụ án sẽ không có tiến triển gì quá lớn. Thời điểm giữa trưa, mấy người Cao Hải chuẩn bị quay về thành ủy trước, đã báo cáo công tác với Trần Phong, Lỗ Lão Quật dẫn đầu mấy chục dân làng đến bên ngoài văn phòng của tổ điều tra. Yêu cầu Cao Hải nói cho bọn họ biết Hạ Tưởng nằm viện ở đâu, bọn họ muốn tới Bắc Kinh thăm hỏi Hạ Tưởng. Cao Hải vô cùng khó xử, Hạ Tưởng ở tại bệnh viện Tổng cục Chính trị, đừng nói là dân làng vào không được,
cho dù có đến đó cũng không vào được phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Hơn nữa Hạ Tưởng chắc chắn không muốn dân làng đi tới đi lui, liền nói. Tấm lòng của mọi người, tôi sẽ nhận thay đồng chí Hạ Tưởng, nhưng cậu ta ở Bắc Kinh nằm viện, là bệnh viện bộ đội, người bình thường không cho vào. Thêm nữa các hương thân lão làng đi xa thế này đồng chí Hạ Tưởng cũng sẽ thấy áy náy, tôi đề nghị đợi sau khi đồng chí Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến, cậu ta nhất định sẽ lại đến thăm mọi người. Lỗ lão quật từ sau khi Hạ Tưởng được máy bay trực thăng đưa đi, trong mắt vẫn hiện lên cảnh tượng Hạ Tưởng cứu ông ta và con ông ta đã được bố trí thích đáng, bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp. Ông ta nghĩ tới cái tốt của Hạ Tưởng thì nghĩ một lần là khóc một lần, chỉ mới hơn hai ngày mà không biết đã khóc hơn mười mấy lần. Ông ta cả đời cứng đầu như con lừa xưa này đều là tính khí nóng nảy, nay lại tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng. Cao Hải vừa nói ra, ông ta liền cho rằng đang làm cho có lệ với ông, lập tức nước mắt chảy ròng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phó thị trưởng Cao, tôi biết sai rồi, tôi không nên đến cao ốc Hỏa Thụ gây rối. Mấy chục dân làng phía sau đều là những người lúc ấy gây rối nhiều nhất, bọn họ cũng giống tôi, tự nguyện chấp nhận hình phạt của chính quyền, ngồi tù, giáo dục lao động cũng không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ có một điều kiện, để chúng tôi đến Bắc Kinh nhìn chủ tịch quận Hạ một cái, chỉ nhìn một cái, chỉ cần cậu ta không có việc gì, cậu ấy sinh long hoạt hổ, sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ, lập tức bắt nhốt chúng tôi vào trại giam chúng tôi cũng chấp nhận. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn gặp chủ tịch quận Hạ một lần. Chủ tịch quận Hạ nếu không có việc gì thì chúng tôi cũng an tâm hơn. Đều do chúng tôi gây rối mới khiến chủ tịch quận Hạ chịu tội, một người trẻ tuổi tốt bụng, chúng tôi nghĩ tới thì trong lòng thấy áy náy. Cả khu đều nghe tiếng sụt sịt. Cao Hải rưng rưng nước mắt, Ngô Cảng Đắc không giữ tư cách mà khóc lớn thành tiếng, y muốn đến thăm Hạ Tưởng hơn bất cứ ai khác nhưng y lại biết có rất nhiều người có máu mặt quan tâm đến Hạ Tưởng, về căn bản là không tới lượt y cũng chỉ buồn ở trong lòng không dám nói ra. Hiện tại bị đám người lỗ lão quật gợi lại nỗi thương tâm, lại nghĩ tới tình cảnh ngay lúc đó nên không kìm nổi lại khóc òa lên. Những người khác trong tổ điều tra cũng rơi lệ. Những cảnh sát đi cùng cũng lén lau nước mắt, bọn họ hiểu rất rõ tình cảm giản dị của dân chúng, bao nhiêu năm vẫn để sướng mối tình cá với nước của cảnh sát và nhân dân, và cũng đã phát sinh không ít việc cảm động vui buồn lẫn lộn nhưng đều không có nước mắt rất chân thật của dân chúng trước mắt, cũng là biểu lộ tấm chân tình. Cao Hải dùng sức đỡ lỗ lão quật dậy, lớn tiếng nói. Các hương thân, hãy nghe tôi nói một câu, hiện tại sức khỏe của đồng chí Hạ Tưởng đã khôi phục rất tốt, cậu ta rất nhanh có thể xuất viện quay về thăm mọi người không cần lo lắng, cũng không cần đến Bắc Kinh thăm cậu ta. Cậu ta ghét nhất chính là gây sức ép, không gây sức ép, kiên định làm việc chính là sự đền đáp tốt nhất đối với chủ tịch quận Hạ. Vẫn là Ngô Cảng Đắc hiểu rõ tâm lý của dân làng, nói. Hương thân, chủ tịch quận Hạ hiện tại lo lắng nhất là bệnh tình của lão Tiền, nếu mọi người có thể thay cậu ta chăm sóc tốt cho lão Tiền, cậu ta nhất định sẽ rất vui mừng. Chủ ý của Ngô Cảng Đắc là muốn đánh tan quyết tâm lên Bắc Kinh của dân làng, một câu nói ra, quả thật hiệu quả nhưng cũng mang đến một hậu quả khiến y không ngờ tới, lão Tiền nhờ vậy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Tiểu đấu thôn có hơn 100 dân làng, thay phiên nhau tới bệnh viện chăm sóc lão Tiền, tặng trái cây, tặng trứng gà, tặng đặc sản. Lão Tiền sau khi giải phẫu đã phục hồi khá tốt và tuyệt không hối hận về hành động trước đó, ông nói với mọi người, nếu cho ông lựa chọn lại lần nữa, thì ông vẫn xông ra đỡ một đòn chí mạng thay cho chủ tịch quận Hạ. Chương 608, vừa sợ lại mừng. Bác sĩ nói, bởi vì lão Tiền bị phần cùn của cái xẻng đâm trúng bắp đùi, không tạo thành vết cắt có diện tích lớn cho nên thương tích khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng. Bà xã Lão Tiền ngay từ đầu còn oán giận Lão Tiền không nên làm chuyện điên rồ, sau đó bà thấy tất cả mọi người vây quanh Lão Tiền, tặng đồ, tặng nhà ở, còn có mấy công việc tùy Lão chọn, về cơ bản đều là công việc tốt chỉ ngồi không là có thể lấy tiền, nửa đời sau cả nhà có chỗ nương tựa rồi, lại thấy Lão Tiền được mọi người đối xử như là anh hùng, bà lại vui mừng, liền cao hứng, cảm thấy người đàn ông của mình cả đời hèn nhát rốt cục xem như có một phen hãnh diện. Sau khi dân làng của thôn Tiểu Đấu đến, mỗi ngày đều có người tặng những đặc sản bản địa khác nhau, trứng gà, thịt gà tre hầm v.v. Khiến Lão Tiền cảm nhận được tình cảm ấm áp sâu đậm. Ông cũng là con của người nhà nông, cảm nhận được tình cảm chất phác của dân làng, cũng biết đó đều là do lòng biết ơn đến cái tốt của chủ tịch quận Hạ, liền cùng các dân làng nhắc tới sự tích của Hạ Tưởng. Dân làng mới biết trả trách sao Lão Tiền lại xả thân cứu người,
hóa ra trước kia chủ tịch quận hạ đã cứu ông một mạng, Lỗ lão quật nghe xong lại liên tục gật đầu. Người tốt, là người quá tốt, tôi vừa thấy cậu ta thì cảm thấy chàng trai này rất trung thực, đáng tin cậy nên tin tưởng cậu ta. Tiếng nói chuyện phiếm và nói giỡn của lão tiền với dân làng đã lọt vào tai Khang Thiếu Diệp đang ở sát vách, khiến Khang Thiếu Diệp như ngồi trên đống than, cả người đều không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản người khác nói chuyện, đành phải chịu đựng nghe đủ loại sự tích về Hạ Tưởng. Tất cả đều là cái tốt của Hạ Tưởng, tất cả đều là những việc thật mà Hạ Tưởng làm ra, khiến cho Khang Thiếu Diệp mỗi ngày đều tức ngực khó thở, ngày ngày đều một mình tự hờn dỗi. So với sự náo nhiệt và ấm áp ở phòng bệnh lão tiền, phòng bệnh của y gần như không người tới thăm. Ngoại trừ ngày đầu tiên sau khi Bạch Chiến Mặc và mấy ủy viên thường vụ quận Hạ Mã có tới qua, sau đó là đồng nghiệp cũ và bạn bè cũ trước kia, sau đó thì hết sức vắng vẻ, không người hỏi thăm. Bạch Chiến Mặc do rất bận nên chẳng còn nghĩ đến tới thăm, những người khác như đi ngang qua sân khấu, có ai còn để ý đến y. Những người còn lại là chung một hệ với Hạ Tưởng, đừng nói là nhìn y, không đến cho y xem sắc mặt cũng đã khá lắm rồi. Đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai hình ảnh trái ngược ở cùng một chỗ, một người đường đường là phó bí thư quận ủy, sau khi bị bệnh đối đãi không bằng một tên công nhân, tâm lý Khang Thiếu Diệp không được cân bằng, vừa tức vừa lo, bệnh tình thì lúc tốt lúc xấu. So với lão tiền được sự ấm áp bao quanh, và Khang Thiếu Diệp bị đối đãi lạnh nhạt, thì trong lúc Hạ Tưởng ở bệnh viện tổng cục chính trị, có thể hình dung bằng việc liên tục gặp niềm vui bất ngờ. Sáng thứ ba, mặt trời rực sáng. Là một thời tiết tốt hiếm thấy. Cảnh sắc Bắc Kinh vào cuối mùa thu tuyệt đẹp, trời cao mây nhạt, bầu trời trong xanh, tâm trạng của Hạ Tưởng khá lên rất nhiều. Đương nhiên càng khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn chính là có hai người đẹp làm bạn, trái có Tào Thù Lê, phải có Liên Nhược Hạm, tận hưởng cảm giác trái ôm phải ấp. Điều duy nhất khiến hắn buồn bực chính là có một kẻ thứ ba, Hạ Đông. Hạ Đông có chút hư hỏng, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu nhưng đã có tâm lý độc chiếm. Chỉ cần Tào Thù Lê núp Hạ Tưởng ăn cơm, nó liền khóc ré lên. Lúc đầu Hạ Tưởng còn có thể nhẫn nhịn nó, sau Hạ Đông lại được voi đòi tiên đến mức mà Liên Nhược Hạm núp cơm cho hắn nó cũng phải khóc lên vài tiếng. Hạ Tưởng liền giận, làm bộ đánh vài cái lên mông nó, hung dữ nói. Cha cảnh cáo con, danh con phải biết rằng con mới là người thứ ba, trước tiên mẹ con phải trở thành vợ của cha, sau đó mới có thể trở thành mẹ của con, cho nên không được tranh giành mẹ với cha. Có biết không? Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều hết sức vui vẻ, Hạ Đông dường như bị Hạ Tưởng hù dọa đến mức trừng mắt nhìn Hạ Tưởng khoảng chừng một phút, sau đó lại bĩu môi khóc hoa hoa, thật không nể mặt Hạ Tưởng chút nào. Hạ Tưởng đành phải đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê, lắc đầu nói. Thằng nhóc từ nhỏ đã đối nghịch với anh, sau này lớn lên phải dạy dỗ lại nó mới được. Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đứng ở một bên cười không ngừng. Hạ Tưởng thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, liền thành tâm trêu ghẹo bọn họ. Khi nào thì kết hôn, đừng có mỗi ngày cứ chơi trò mập mờ, có một số việc phải bước ra một bước mấu chốt mới được. Tiêu Ngũ liền vò đầu. Mỹ Mỹ nói không muốn kết hôn, còn muốn xem xét tôi thêm. Phượng Mỹ Mỹ búng tay vào đầu Tiêu Ngũ. Con gái kết hôn là chuyện lớn cả đời, phải thận trọng mới được. Anh ngu si đần độn, em phải xem xét lại mới được. Nếu chẳng may sau khi kết hôn mới phát hiện chỉ số thông minh của anh quá thấp, thì hối hận chẳng phải đã muộn rồi sao? Anh là chủ tịch của bất động sản Giang Sơn, chỉ số thông minh có thấp đi chăng nữa thì bên cạnh cũng có rất nhiều người đẹp vây quanh, không kết hôn thì thôi, có tin anh lập tức có thể tìm một người đẹp đòi sống đòi chết để lấy anh bằng được không? Tiêu Ngũ hiếm khi được một lần ngẩng đầu ưỡn ngực ở trước mặt Phượng Mỹ Mỹ, phỏng chừng cũng là cảm thấy không thể quá mất mặt ở trước mặt Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng nghe thế nào cũng cảm thấy Tiêu Ngũ không đủ tự tin. Phượng Mỹ Mỹ cười ngặt nghẽo. Anh mà cũng có người đẹp vây quanh. Anh cho rằng anh là chủ tịch quận Hạ chắc. Hay anh cho rằng người đẹp đều là ngực to mà óc như quả nho đều sẽ coi trọng anh. Xì, nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó cô đưa tay véo cánh tay Tiêu Ngũ một cái. Dậy đi, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa. Khóe mắt Liên Nhược Hạ mang ý cười. Nhìn Hạ Tưởng với vẻ ẩn chứa tình cảm, đưa tay làm động tác muốn nhéo Hạ Tưởng một cái, không ngờ đưa mắt nhìn lại thì thấy tay Tào Thù Lê đã nhéo rồi. Một ngày mới được mở màn trong tiếng cười vang của mấy người vào buổi sáng. Ăn xong điểm tâm, Hạ Tưởng vốn định để Tiêu Ngũ đi ra ngoài, không thể cứ ở đây trông coi hắn hoài, nhưng Tiêu Ngũ không chịu. Cũng may phòng săn sóc đặc biệt cũng đủ lớn,
tương đương với một nơi ở có hai phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng có nhiều người nhưng cũng không cảm thấy chật chội. Lúc hơn 9 giờ, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Thấm. Lý Thấm báo cáo với Hạ Tưởng về hướng đi gần đây của Thương mại Trường Cơ, bởi vì Thương mại Trường Cơ gần đây có nhiều hoạt động, nhiều lần tiếp xúc với bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và đã đưa ra ý đồ thu mua, cho nên cô ấy muốn xin chỉ thị của Hạ Tưởng cho bước hành động tiếp theo. Đồng thời, Lý Thấm cũng đã nghe nói việc Hạ Tưởng bị thương, sau khi báo cáo xong công tác, đáng lẽ với tính cách của cô ấy sẽ không hỏi đến việc riêng của người khác, chần chừ một lúc vẫn là không thể nhịn được nữa liền hỏi. Nghe nói anh bị thương, có sao không? Hạ Tưởng cảm thấy được sự quan tâm trong lời nói của Lý Thấm, cười nói. Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã khỏe rồi, cảm ơn đã quan tâm. Lý Thấm nghe xong câu trả lời khách khí của Hạ Tưởng, trong lòng phức tạp khôn kể, ngẩn ra một lúc mới hỏi. Bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An có nên tiếp tục nhả hàng mặc cho Thương mại Trường Cơ thu mua hay không? Trên cơ bản sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc, Lý Thấm tuy rằng không dám nói là nắm chắc chính xác ý nghĩ, hướng đi của Hạ Tưởng nhưng ít nhiều cũng có thể đại khái đoán được. Cô chỉ biết khi tài chính của Thương mại Trường Cơ không chịu ói ra 10 tỷ thì Hạ Tưởng chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài đến khi tiền nóng của Thương mại Trường Cơ rót vào bao nhiêu thì hoan nghênh bấy nhiêu. Không ngờ Hạ Tưởng hơi trầm ngâm rồi nói. Nâng giá 15%, xem phản ứng của Thương mại Trường Cơ thế nào rồi nói tiếp. Thương mại Trường Cơ chắc chắn sẽ không chấp nhận, bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu khu chung cư đầu tiên cho đến nay giá nhà ở mới tăng lên không đến 5%, bỗng chốc nâng lên 15% chẳng khác gì hoàn toàn từ chối Thương mại Trường Cơ ngay từ cửa vào, tôi không thể hiểu nổi cách làm liều lĩnh này. Lý Thấm không chút khách khí nói ra chỗ khó hiểu của cô. Tôi chỉ là muốn thử thăm dò lòng kiên nhẫn và khẩu vị của Nguyên Minh Lượng, là xem y có bao nhiêu lòng tin đối với bất động sản quận Hạ Mã, có bao nhiêu sức chịu đựng đối với việc giá nhà ở tăng cao, nếu lòng tin của y đủ lớn, cho rằng trong vòng một năm giá nhà ở của quận Hạ Mã sẽ có thể tăng cao trên 20%. Tuy rằng y sẽ không chấp nhận ngay báo giá của chúng ta, nhưng nhất định sẽ ôm ấp tâm lý đàm phán, muốn tìm cơ hội thích hợp ngồi xuống thương lượng. Nếu y ngay cả hứng thú đàm phán cũng không có thì chúng ta sẽ bàn sau. Nếu dọa cho Nguyên Minh Lượng chạy mất thì thế nào? Lý Thấm vẫn là không hiểu kế sách mạo hiểm của Hạ Tưởng. Dọa không chạy đâu, cô không hiểu đàn ông, ha ha. Hạ Tưởng bật cười. Nhất là người đàn ông nắm trong tay 20 tỷ. Đàn ông sinh ra thì đều muốn nắm thiên hạ trong tay, mặc kệ là có tiền hay là có quyền. Chỉ cần có được một thứ trong đó thì hầu hết mọi người đều sẽ có một loại khí phách muốn sở hữu độc chiếm, đương nhiên khi cảm giác sở hữu độc chiếm đạt được trình độ nhất định thì trở thành tự cao tự đại. Nguyên Minh Lượng tuy rằng vẫn chưa đến mức tự cao tự đại nhưng y tuyệt đối có lòng tin nắm vững tất cả trong tay. Cứ yên tâm, y sẽ không chạy, y có 20 tỷ, sẽ cho rằng có đủ thực lực đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay thì sao lại bị chúng cho nâng giá cao một chút mà chạy mất chứ? Lý Thấm ít nhiều hiểu rõ kế lạt mềm buộc chặt của Hạ Tưởng. Giá chót của chúng ta là bao nhiêu? Có thể kiên trì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, 5% không chê ít, 10% không chê nhiều. Nếu phải bán, tất nhiên phải kiếm một món hời lớn mới có lợi, coi như là trước tiên dọn một chút đồ ăn khai vị cho Thương mại Trường Cơ nếm thử. Còn nữa, báo với Thẩm Lập Xuân kêu y nâng giá 20%. Nếu giá nhà từ đó tăng nhanh, đến lúc đó không khống chế được thì làm sao? Không đâu, tôi còn có chiêu khác, cô chỉ cần làm theo là được. Hạ Tưởng không muốn giải thích nhiều với Lý Thấm, mặc dù hắn cũng biết giải thích rõ kế hoạch của hắn với Lý Thấm có lẽ sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, nhưng có số bí mật quan trọng vẫn là nắm trong tay mình là tốt nhất. Đàn ông, quả thật đều thích cảm giác nắm tất cả trong tay. Treo điện thoại của Lý Thấm, Hạ Tưởng xoay người nói với Liên Nhược Hạm. Tập đoàn Viễn Cảnh hiện tại có bao nhiêu vốn có thể điều động? Liên Nhược Hạm cúi đầu suy nghĩ. Phỏng chừng trên tài khoản tiền mặt không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 1 tỷ đổ lại, nếu anh cần tiền có thể điều động từ công ty bên Mỹ. Không cần. Hạ Tưởng khoát tay. Khoảng 1 tỷ cũng có thể giật nhẹ ra hổ rồi, tiếp theo sẽ cùng Cao Lão thương lượng một chút để Viễn Cảnh cao giọng tuyên bố đầu tư 5 tỷ vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, phải xây dựng lên một tòa nhà chi phí thấp cho thuê giá rẻ. Liên Nhược Hạm liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái thật sâu. Sao em càng nhìn anh, càng cảm thấy anh hư hỏng quá mức? Chị mới biết anh ta hư hỏng sao? Tào Thù Lê cười khanh khách.
anh ta là tốt ở mặt ngoài, trên thực tế nội tâm hư đến chảy mỡ. Tiêu Ngũ mặc kệ. Lãnh đạo không xấu, lãnh đạo có thể ở thời khắc nguy hiểm không lo cho an nguy bản thân mà cứu Lỗ lão quật, anh ấy là người mà trong cả đời tôi khâm phục nhất. Hạ Tưởng cười ha hả. Không giấu mọi người, lúc ấy nếu tôi biết phía sau có người đánh lén, tôi cũng sẽ nhảy qua một bên mà tránh, mấu chốt là lúc ấy tôi cũng không phát hiện phía sau có người. Sao? Liên Nhược Hạm kêu lên. Nói như vậy, hành vi anh xả thân cứu người là giả. Cũng không thể nói là giả, dù sao cũng đã xảy ra, có đúng không? Hạ Tưởng cười xỏ lá nói. Đợi đến khi anh phát hiện thì đã chậm mất tiêu rồi, lúc ấy anh đang cởi áo khoác, thân trên chuyển động không được tiện có trốn cũng trốn không được. Kỳ thật anh hùng chân chính là Lão Tiền, ông ta là biết rõ hậu quả mà còn muốn cứu anh, so với việc anh không có lựa chọn mà cứu người thì còn cao thượng hơn nhiều. Nói đến Lão Tiền, Hạ Tưởng không khỏi thổn thức. Tào Thù Lê cũng nói. Đợi sau khi anh về phải đàng hoàng mà cảm ơn người ta. Một công nhân tốt bụng, liều mình cứu giúp chính là ân nhân của anh. Tiêu Ngũ không để cho người khác nói bất kỳ điều xấu gì về Hạ Tưởng, ngay cả Tào Thù Lê cũng không được, y liền vội nói. Nếu không có lãnh đạo, Lão Tiền sớm đã chết rồi, lãnh đạo là ân nhân cứu mạng của ông ta mới đúng. Ông ta cứu lãnh đạo chẳng qua là báo ân. Liên Nhược Hạm không thể hiểu tình sâu nghĩa đậm giữa Hạ Tưởng và công nhân. Tuy nhiên cũng cảm động vì những gì Lão Tiền đã làm. Nên cảm ơn ông ta cho đàng hoàng. Đem đến thành phố Yến tặng cho ông ta một căn biệt thự, một chiếc Audi và 5 triệu tiền mặt, có đủ hay không? Một câu nói khiến Tiêu Ngũ âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng phó phu nhân của lãnh đạo rất có khí phách, động một tí là trên chục triệu, quá đáng sợ. Lão Tiền có lẽ không tiếp nhận nổi, con người trải qua cuộc sống nghèo khó, phút chốc phất lên cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Tưởng lại khoát tay. Cuộc sống về sau của Lão Tiền để tôi an bài là được rồi, mọi người không cần quan tâm. Còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh dường như đang đi đến phòng bệnh Hạ Tưởng. Ít nhất có 7-8 người, Tiêu Ngũ vội vàng mở cửa nhìn ra, chỉ thấy một ông lão hòa nhã dễ gần đứng ở cửa, khuôn mặt ông lão gầy gò, vẻ mặt mỉm cười hỏi han. Xin hỏi đồng chí Hạ Tưởng có phải ở tại phòng bệnh này hay không? Tiêu Ngũ tuy rằng chưa từng tận mắt gặp qua người này, nhưng ở trên TV gần như là nhìn thấy mỗi ngày. Trong nháy mắt y sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng gần như mất đi phản ứng, kinh ngạc đến há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vẫn là Hạ Tưởng phản ứng nhanh nhất, hắn vừa nghe thì biết được người đến là ai, mặc dù vô cùng kinh hoàng, vô cùng thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ cũng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ đến bộ dạng trên người đang mặc trang phục bệnh nhân. Chân sỏ dép lê mà hết sức lo sợ bối rối đến cửa xem. Thủ tướng, sao ngài đến đây? Hà Đông Thần đứng ở cửa, hỏi đùa. Sao, không hoan nghênh à? Tiêu Ngũ mới phản ứng lại, hóa ra y đang chặn đường liền vội né qua một bên, ngay cả nói cũng nói không lưu loát. Thủ tướng, chào ngài. Tôi bị sốc bất ngờ, không kịp tỉnh táo, xin ngài đừng trách. Hà Đông Thần cười to. Đối với cách ăn ngay nói thật của Tiêu Ngũ rất có thiện cảm. Ha ha, chàng trai không phải bị tôi dọa đến sợ rồi chứ? Tiêu Ngũ sợ tới mức liên tục xua tay. Không phải, không phải. Thủ tướng, tôi chủ yếu là quá kích động, quá kính yêu ngài thôi. Hà Đông Thần ha hả cười, lách mình đi vào, cầm tay Hạ Tưởng xúc động nói. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu cũng thật không khiến cho người ta bớt lo. Cậu xem. Cậu bệnh một cái là tác động đến biết bao nhiêu lòng người. Lời nói thủ tướng nửa là oán giận nửa là an ủi, khiến Hạ Tưởng thấy ấm áp trong lòng. Hắn ở đời sau không ít lần thấy qua thủ tướng ở trên TV, biết thủ tướng là một vị thủ tướng ôn hòa, nho nhã mà khôi hài, vì quan tâm dân sinh và xâm nhập vào cuộc sống người dân mà nổi danh, không lên mặt tự cao tự đại, cũng giống như dân thường, cùng ai cũng có thể hòa nhập. Cho nên lời thủ tướng vừa thốt lên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vội nói. Cảm ơn thủ tướng quan tâm, tôi cam đoan về sau sẽ làm việc một cách trung thực, thành thật, siêng năng cần cù, phục vụ vì nhân dân, không khiến cho người khác phải lo lắng nữa. Ha ha! Hà Đông Thần vừa cười vừa kéo cánh tay của Hạ Tưởng. Cầu lợi quốc gia sinh tử hứa, khởi dĩ họa phúc tị su chi chỉ cần có lợi cho đất nước cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng. Tuyệt không vì mình có thể gặp tai họa mà trốn tránh cũng là lời răn của tôi.
thân là cán bộ đảng viên, nếu không thể luôn luôn đặt quần chúng nhân dân lên vị trí đầu, không thể làm gương tốt thì chúng ta còn nói cái gì là phục vụ vì nhân dân. Đồng chí Hạ tưởng, cậu làm rất tốt, rất đúng, một dẫn đầu tốt cho tất cả cán bộ đảng viên. Phía sau Thủ tướng có Dịch Hướng Sư và Cổ Ngọc, còn có mấy nhân viên công tác. Cổ Ngọc thấy người khác không chú ý liền nháy mắt với Hạ tưởng, ý là, ngay cả Thủ tướng cũng đến thăm anh đấy, thỏa mãn chưa? Hạ tưởng thật đúng là thỏa mãn rồi, kỳ thật hắn cũng biết Thủ tướng hẳn là không phải đặc biệt đến thăm hắn mà là đúng lúc đi ngang qua. Nhưng thời gian và cách thức đi ngang qua rất đáng được chú ý, suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu rõ một điều, với năng lực của lão Cổ, bệnh viện quân đội có rất nhiều lại cố tình bố trí ở bệnh viện Tổng cục Chính trị, chắc chắn là có ý nghĩa khác. Quả nhiên, Dịch Hướng Sư đúng lúc nói. Thủ tướng hôm nay đến thăm một vị đồng chí lão thành, đúng lúc nghe Cổ Ngọc nói cậu cũng đang nằm ở bệnh viện Tổng cục Chính trị, liền muốn cố ý đến thăm cậu một chút. Hạ tưởng nghe tiếng đàn liền hiểu nhã ý, vội tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Hắn liền biết, hôm nay Thủ tướng tình cờ đến thăm hắn kỳ thật là do có phần lão Cổ ở bên trong tỉ mỉ an bài, Cổ Ngọc cố ý tình cờ gặp mặt Thủ tướng, cùng với lời bộc bạch của Dịch Hướng Sư v.v. Một loạt các sự kiện đều do dày công chủ tính mà thành. Mặc kệ như thế nào thì mục đích đạt được rồi, hiệu quả đúng như mong muốn chính là đã thành công. Trên đời có biết bao sự việc tình cờ đều do con người cố ý làm ra thì không nên truy cứu quá mức. Sự việc trên quan trường thật thật giả giả thật thật, ai có thể nói rõ. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện của từng người, đạt tới hiệu quả mong muốn của từng người chính là chuyện tốt khó có được. Thủ tướng hỏi han về chi tiết tình hình phát sinh lúc ấy, Hạ tưởng liền từng việc một nói lại. Nói đến chỗ hiểm nguy, Thủ tướng chăm chú lắng nghe, vẻ mặt khẩn trương, nói đến chỗ cảm động, Thủ tướng rơm rớm nước mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Dân chúng và công nhân đều là người rất chất phác, chỉ cần người làm quan có một chút tấm lòng vì nhân dân bọn họ đều sẽ ghi tạc trong lòng. Thủ tướng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Đồng chí Hạ tưởng, cậu làm rất tốt, sau này tiếp tục phát huy tác phong vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia cống hiến, vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc. Thủ tướng nhìn quanh mọi người có mặt ở đây, tuy rằng số người không nhiều lắm nhưng ông lại giống như đang đối mặt với vô số người, cảm thán nói. Tôi vốn cho rằng, từ xưa đến nay người làm quan đều ấp ủ một ý chí tận trung báo quốc, đạt tới mức độ thân vô bán mẫu, tâm ưu thiên hạ, độc phá vạn quyển, thần giao cổ nhân, thân chưa có tới nửa mẫu, đi lo cho cả thiên hạ, đọc hàng ngàn quyển sách, tinh thần kết giao với người xưa, là cảnh giới đầu tiên. Đợi cho đến khi thật sự hiểu rõ nỗi khổ dân sinh, xâm nhập vào bên trong dân chúng, thật sự làm được đồng tâm đồng lòng cùng dân chúng đồng cam cộng khổ sẽ đạt tới cảnh giới thứ hai, trường thái tức dĩ hiểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian, câu thơ của Uất Nguyên ý là, lớn tiếng thở than che nước mắt, xót thương thay dân chúng gặp tai ương. Nhưng cho dù chúng ta biết rõ dân sinh gặp nhiều tai ương cũng phải dũng cảm tiến tới, cũng phải làm việc nghĩa không được chùn bước mà, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, lời của Trương Tái nghĩa là, vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh lập sứ mệnh cải thiện đời sống xã hội, vì thánh hiền mà tiếp nối chân truyền, vì muôn đời mà mở ra cuộc sống thái bình cho dù năng lực cá nhân có thể đạt tới hay không thì vẫn luôn một lòng trung thành, chỉ hỏi đường quay về. Thủ tướng nói xong, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn Hạ tưởng một cái, dặn dò nói. Đồng chí Hạ tưởng. Tôi tin tưởng cậu sau này có thể trở thành một cán bộ tốt vì nước vì dân. Hạ tưởng vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói. Cảm tạ Thủ tướng đã dạy bảo, tôi sẽ ghi tạc trong lòng và cũng sẽ làm theo những lời chỉ bảo của Thủ tướng. Có bao nhiêu tấm lòng thì tận bấy nhiêu sức lực, quyền lực cao bao nhiêu thì gánh vác trọng trách nặng bấy nhiêu, gặp chuyện không trốn tránh, anh dũng tiến về phía trước. Là người dân đang nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta không vì nhân dân làm việc chính là ngồi không ăn bám. Chương 609, vừa sợ lại lo. Hạ tưởng nói rất nghiêm nghị, vẻ mặt rất ngưng trọng, tuy rằng cũng là lời tâm huyết của hắn nhưng cũng tạo ra một sự trùng hợp, bởi vì mấy câu vừa rồi hắn nói đều là lời mà Thủ tướng đã nói và làm cả nước cảm động trong một số trường hợp trọng đại ở đời sau. Hắn dập khuôn đề cập tới trước, thể hiện sự quyết tâm với Thủ tướng, tin rằng nhất định có thể sẽ cho Thủ tướng một đáp án hài lòng. Thủ tướng biến đổi sắc mặt. Lời nói của Hạ tưởng hoàn toàn đánh trúng nội tâm của ông ấy, tuy rằng là lời nói mà phải mấy năm sau ông mới nói ra nhưng đối với một con người mà nói thì phương hướng lớn trong lòng sẽ không thay đổi.
Ông ấy liền cảm thấy lời nói của Hạ Tưởng câu nào cũng hợp tâm ý của ông nên đã tăng thêm thiện cảm với Hạ Tưởng. Dịch Hướng Sư ở một bên thấy được sự yêu mến của Thủ tướng đối với Hạ Tưởng, trong lòng thầm tán thưởng, cũng đã không uổng công ông ấy dày công sắp đặt, cuối cùng cũng có thể để Hạ Tưởng xuất hiện trước mặt Thủ tướng. Ông đã bác xong cầu ở phía trước, con đường sau này thì phải xem chính Hạ Tưởng đi như thế nào. Thủ tướng quay người lại, phát hiện Tào Thù Lê và Hạ Đông liền hiền từ nói. Tôi rất thích con trẻ. Nào, để tôi bồng một cái có được không? Tào Thù Lê vội đưa Hạ Đông đưa ra phía trước. Thủ tướng ngài đề phòng nó một chút, nó rất quấy, thích cào cấu loạn xạ. Lời còn chưa dứt, Hạ Đông đã vươn tay ra sờ lên trên mặt thủ tướng. Thủ tướng xem ra là thật tâm rất thích con nít, mừng rỡ cười ha ha. Cũng to gan đấy, không hề sợ người lạ. Tốt, tốt, con trai to gan một chút, bước chân lớn hơn một chút cũng là việc tốt. Hạ Đông không hề biết thủ tướng là ai và cũng nghe không hiểu thủ tướng đang nói cái gì, cái chân bé tí của nó đạp vài cái, đột nhiên tẻ bắn ra ngoài mà không báo trước, may thay thủ tướng bồng nó nghiêng một bên nên nước tiểu của Hạ Đông bắn khắp người Hạ Tưởng không thương tiếc. Tất cả mọi người cười ha ha, thủ tướng lại giơ tay nhẹ nhàng đánh một cái lên mông Hạ Đông. Tè khắp người ba con rồi, đúng là đứa bé hư. Khi nói chuyện, thủ tướng vẫn cố ý để Hạ Đông tè, đến khi Hạ Đông tè xong mới nói. Trong mắt con trẻ không có thủ tướng, cũng không có ba, muốn khóc là khóc muốn cười là cười, thật là tốt. Lời cảm thán của thủ tướng là lời nói từ tận đáy lòng. Hạ Tưởng biết rằng. Vị thủ tướng ở trước mặt đã gặp phải rất nhiều thiên tai nhân họa trong nhiệm kỳ của ông ta. Thủ tướng bôn ba khắp nơi, đã gần 70 mà vẫn bận rộn chịu khó làm việc, gần như hiếm có được giây phút nghỉ ngơi, thật sự làm tới mức, trường thái tức dĩ hiểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian, lớn tiếng thở than che nước mắt, xót thương thay dân chúng gặp nạn tai. Một câu nói tình cờ của ông ấy đã bộc lộ được thiên hướng bẩm sinh của con trẻ. Và cũng chính là căn nguyên của hàng nước mắt chảy dài khi thủ tướng đối mặt với nạn tai, và đối mặt với sự cầu xin giúp đỡ của dân chúng. Hạ Tưởng vội tiếp lấy Hạ Đông và xin lỗi thủ tướng phất tay. Không có gì, tuy rằng tôi là thủ tướng nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ sự ngây thơ của trẻ con, cũng kính nể lòng dũng cảm của cậu ở thời điểm nguy cấp. Hạ Tưởng lại khiêm tốn nói vài câu, Dịch Hướng Sư liền đúng lúc nhắc nhở thủ tướng đã đến giờ, còn phải đến dự hội nghị. Thủ tướng lại bắt tay với từng người có mặt ở đây, sau đó vẫy tay tạm biệt mọi người. Là một lần thăm hỏi không chính thức, tin tức thủ tướng xuất hiện tại phòng bệnh Hạ Tưởng sẽ không đăng báo, cũng sẽ không có bất cứ hình thức tuyên truyền công khai nào cả, nhưng chính trị chính là càng che đậy càng có người cảm thấy hứng thú lại càng có người thích thọc mạch tò mò. Buổi sáng, thủ tướng xuất hiện tại phòng bệnh Hạ Tưởng, buổi chiều tin tức liền hóa thành vô số sóng điện từ Bắc Kinh lan ra bốn phương tám hướng. Nhất là lan đến nơi cách xa mấy trăm cây em là thành phố Yến. Tỉnh ủy tỉnh Yến, phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy. Diệp Thạch Sinh ngồi ở trong văn phòng, ông vốn tính là sáng mai đến Bắc Kinh họp, đồng thời gặp mặt nhà họ phó. Buổi chiều vừa lên ca thì bất ngờ nghe được tin thủ tướng đích thân đến phòng bệnh Hạ Tưởng thăm hỏi, ông ấy một mình ngồi yên hết nửa ngày, trong lòng một mảng mờ mịt, thật sự không đoán ra dụng ý của việc thủ tướng đột nhiên đến thăm hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là chủ tịch quận của một quận của thành phố Yến, trong tầm mắt cao chót vót của thủ tướng thì sao có thể nhớ tới cái tên của hắn. Còn đặc biệt tới phòng bệnh an ủi bệnh tình của hắn. Nghe nói còn dạy bảo Hạ Tưởng một phen, tâm sự đến hơn 10 phút. Đối với một thủ tướng có trăm công ngàn việc mà nói, tiêu phí hơn 10 phút trên người một cán bộ cấp phó giám đốc sở như Hạ Tưởng thì trong đó còn có hàm ý vô cùng sâu xa. Hạ Tưởng, dựa vào cái gì mà được thủ tướng yêu ái? Chẳng lẽ là vì nhà họ Ngô? Không đúng, nhà họ Ngô vĩnh viễn sẽ không chính thức thừa nhận quan hệ với Hạ Tưởng, cho dù ngầm thừa nhận, có muốn trợ giúp Hạ Tưởng thì cũng chỉ âm thầm đưa tay giật dây chứ không gây ồn ào, lại càng không thể kinh động thủ tướng. Và lại cho dù nhà họ Ngô muốn mượn tay thủ tướng để nâng đỡ Hạ Tưởng thì cũng chưa chắc muốn là được, thủ tướng Hạ tuy rằng ngoài mặt ngoài là một thủ tướng nhã nhặn, trên thực tế lập trường kiên định, có tính cách, có nguyên tắc, thế lực nhà họ Ngô chưa chắc có thể đả động được thủ tướng. Mấu chốt là nhà họ Ngô không cần thiết phải huy động nhân lực mượn uy danh thủ tướng để làm Hạ Tưởng nổi danh. Một lý do quan trọng hơn là, thủ tướng là một vị thủ tướng bình dân, quan hệ với mấy gia tộc lớn cũng không thân cho lắm. Chẳng lẽ thủ tướng thật sự vô cùng quý mến Hạ Tưởng? Diệp Thạch Sinh rơi vào tâm trạng trầm tư, suy đi nghĩ lại vẫn không bắt được trọng điểm.
ông ấy vẫn chưa nghe qua tin đồn rằng quan hệ của Hạ Tưởng và Thủ tướng cũng không tồi, mặc kệ Thủ tướng đi thăm hỏi Hạ Tưởng với thân phận gì thì đều khiến ông ta khó hiểu và khiếp sợ, trong lòng nảy sinh một tia dao động không biết có nên gặp nhà họ Phó hay không. Diệp Thạch Sinh rất rõ, với tình cảnh hiện tại của ông ta không cho phép đi nhầm một bước nào, một bước đi nhầm có lẽ tất cả hy vọng sẽ toàn bộ tan biến. Việc Hạ Tưởng và nhà họ Phó bất hòa, ông ta cũng mơ hồ nghe được lời đồn, nhà họ Ngô vì sự việc của Hạ Tưởng mà ra tay với nhà họ Phó khiến cho ông ta chợt rùng mình, không khỏi hoài nghi việc tiếp cận nhà họ Phó có phải là một con đường đúng đắn. Niềm tin vốn đã kiên định, niềm tin lại xuất hiện sự dao động do tính cách do dự của Diệp Thạch Sinh gây ra, ông ta bắt đầu đắn đo lợi và hại, cân nhắc được mất, một mình trầm mặc trong phòng làm việc chừng cả giờ đồng hồ. Một giờ sau, Diệp Thạch Sinh lại hạ quyết tâm. Nếu đã cùng nhà họ Phó bước đầu đạt tới thỏa thuận, chỉ thiếu một bước cuối cùng thì không thể nói mà không giữ lời. Không ngờ Diệp Thạch Sinh vừa mới thuyết phục được chính mình thì lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, là một cuộc điện thoại khiến ông ta khiếp sợ lại không dám tin. Sau khi nghe điện thoại xong, tâm trạng của ông rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lòng tin vừa mới kiên định lại dao động. Bởi vì từ phía Bắc Kinh lại truyền tới một tin tức đáng kinh ngạc. Ông cụ Phó đích thân ra mặt đến bệnh viện Tổng cục Chính trị thăm hỏi Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh liền thấy khó hiểu, hành động này của nhà họ Phó là xuất phát từ suy xét gì. Sau đó ông ta đi sâu vào suy nghĩ và cho ra một kết luận khiến ông ta phải giật mình, chẳng lẽ nhà họ Phó lại cúi đầu trước nhà họ Ngô. Không chỉ Diệp Thạch Sinh cảm thấy khiếp sợ, khi Hạ Tưởng nhìn thấy Phó Tiên Phong và ông cụ Phó ra xuất hiện, cũng là có chút cảm giác không dám tin vào mắt mình, quá đột ngột và bất ngờ. Cũng may một lúc sau hắn đã lấy lại bình tĩnh, cũng trong nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, vừa hay hắn mới nghỉ trưa xong, vô cùng tỉnh táo, ứng phó với một già một trẻ của nhà họ Phó sẽ không thành vấn đề. Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Phượng Mỹ Mỹ cùng đi ra ngoài, dù là dạo phố hay là mua sắm miễn là không ở phòng, chỉ có một mình Tiêu Ngũ ở lại. Tiêu Ngũ quen biết Phó Tiên Phong, vừa thấy y xuất hiện lập tức nắm chặt nắm tay. Rất muốn đấm một đấm thật mạnh vào cái vẻ mặt cười giả tạo của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng dùng ánh mắt ngăn cản sự kích động của Tiêu Ngũ, sau đó với vẻ mặt tươi cười đi ra đón tiếp. Phó Bí Thư Đại Giá Quang Lâm, vinh hạnh, vinh hạnh. Sau đó lại cung kính mà cười với ông cụ Phó. Nếu tôi đoán không lầm thì ngài chính là ông cụ Phó. Phó Tiên Phong rất khâm phục trước phản ứng cực nhanh của Hạ Tưởng, từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành một vẻ mặt tươi cười. Hơn nữa còn cười đến vô cùng chân thành, quả nhiên là nhân vật có kỹ thuật diễn xuất xuất sắc, thể hiện tình cảm hạng nhất. Ông cụ Phó lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tưởng, trước tiên là bị sốc một chút về tuổi tác và vẻ điển trai của hắn. Cả đời mê muội học vấn quan trường, ông cụ rất có nghiên cứu về việc coi tướng mạo, biết được tướng mạo của một người có uy nghiêm, uy vũ hoặc là thuận mắt hay không, tuy rằng không có tính quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh bản thân nhưng cũng có liên hệ không thể bỏ qua. Nếu một người tạo cho người khác có ấn tượng đầu tiên tốt thì về sau rất dễ rơi vào tầm ngắm của người khác. Ấn tượng đầu tiên, trước tiên đến từ chính tướng mạo, còn lời nói cử chỉ thì là thứ yếu. Tướng mạo của Hạ Tưởng tạo cho ông cụ cảm giác rất kỳ lạ, trước tiên tướng mạo của Hạ Tưởng coi như không tồi, ít nhất trong ánh mắt đầu tiên khiến người ta không có sự phản cảm. Tiếp theo, tuy rằng Hạ Tưởng không có tướng mạo khí khái hào hùng kinh người nhưng là vô cùng điển trai. Chủ yếu là nét mặt tươi cười của Hạ Tưởng tạo cho người ta một cảm giác rất chân thành, ánh mắt rất trong trẻo, sau ánh mắt đầu tiên khiến cho người ta có ấn tượng không tồi, ấn tượng thứ hai chính là cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, đáng kết giao. Nói cách khác, hắn rất dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm, lại có vẻ tươi cười và ánh mắt của hắn càng làm cho người ta có cảm giác tin cậy. Theo tướng mạo mà nói, Hạ Tưởng có lực hấp dẫn mà người làm quan khó mà có được. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Dường như nghe Phó Tiên Phong nói qua là 28 tuổi, một thanh niên 28 tuổi ở trong quan trường lăn lộn vài năm, sao có thể có nụ cười chân thành và ánh mắt trong trẻo như vậy? Bình thường mà nói, ngoại trừ những người trẻ tuổi chưa ra xã hội mới có thể đem lại cảm giác chân thành và đáng tin cho người khác, hoặc là lão quan trường lăn lộn mười mấy năm trong quan trường rèn luyện một khả năng diễn xuất khó phân biệt thật giả, cũng có thể rất nhập vai, cho dù là biểu diễn cũng có thể làm cho người ta tin là thật. Hạ Tưởng chắc chắn không phải là người trẻ tuổi chưa ra ngoài xã hội, lại càng không phải là lão quan trường lăn lộn mười mấy năm, sao hắn có thể có diễn xuất quỷ nhập thần như vậy? Ông cụ Phó tất nhiên sẽ không xem sự chân thành và đáng tin của Hạ Tưởng như là chưa nếm mùi đời, rồi lại không muốn thừa nhận diễn xuất của hắn quá thành thạo.
chỉ vừa gặp mặt, trong lòng ông cụ có thêm một loại cảm giác phức tạp đối với Hạ Tưởng, chàng thanh niên này quả nhiên không đơn giản, có chút khiến cho người ta hiểu không thấu. Ông cụ phó cũng không muốn rụt rè ở trước mặt Hạ Tưởng, ha hả cười, tỏ vẻ tươi cười hòa nhã dễ gần, giọng nói tỏ vẻ thân thiết. Tiểu Hạ, tôi không mời mà tới, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ. Nghe Tiên Phong nói cậu cũng bị thương, tôi liền cảm thấy cần phải đến thăm cậu một chút, hy vọng cậu không chê tôi già vướng tay vướng chân là được. Hạ Tưởng cũng là vẻ mặt thiết tha và kích động. Nào dám, ngài và bí thư phó có thể đến thăm tôi, là vinh hạnh của tôi, là tôi nên thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ mới đúng. Mời ngài ngồi, bí thư phó cũng ngồi đi, tôi chỉ bệnh vặt thôi còn kinh động cả lão nhân gia ngài đây, thật là áy náy quá. Ngài cũng không đánh tiếng chào hỏi trước để tôi dọn dẹp một chút, ngài xem căn phòng lộn xộn như vậy, đón tiếp thật không chu đáo. Lời nói Hạ Tưởng vô cùng khách khí, lại rất cung kính khiến cho người khác không moi được một điểm sai sót nào, hơn nữa khi hắn nói chuyện vẻ mặt cũng quả thật là kinh sợ, một vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ khiến cho ông cụ ngầm tán thưởng. Hạ Tưởng đúng là biết đối nhân xử thế. Hắn biết rõ Phó Tiên Phong là người ra độc thủ phía sau nhưng lại không biểu lộ ra còn nhiệt tình mà tiếp đón khách sáo, phần xảo trá và nhẫn nhịn này khiến cho trong lòng ông cụ kết luận một ngày nào đó Hạ Tưởng tất thành người tài. Ông cụ phó khoát tay. Tiểu Hạ, không cần khách sáo, tính ra thì chúng ta cũng không phải người ngoài, cậu và Tự Phong quan hệ cũng không tồi, nhà họ Phó chúng tôi và nhà họ Khâu là thông gia đâu cần phải khách sáo thế. Hôm nay tới đây có hơi đột ngột nên bảo Tiên Phong tùy tiện mua một chút trái cây, cậu đừng chê. Phó Tiên Phong từ phía sau đưa ra một giỏ trái cây đặt trước mặt Hạ Tưởng, miễn cưỡng cười. Lễ vật nho nhỏ, không đủ lòng thành, xin nhận lấy. So với thái độ bình chân như vậy của Hạ Tưởng thì biểu hiện của Phó Tiên Phong chỉ tạm được, ít nhiều có chút khó xử, khiến cho ông cụ nhìn thấy vô cùng bất mãn trong lòng. Có đôi khi dù phải làm bộ thì cũng phải làm cho giống một chút mới được. Dù anh ở sau lưng Hạ độc thủ, trước khi chưa bị xé rách thể diện, khi cùng đối phương gặp mặt cũng phải giả dạng như không có chuyện gì, mặt dày tim đen là kiến thức cơ bản của người trong quan trường. Phó Tiên Phong ở trước mặt Hạ Tưởng không tự tin, khiến ông cụ hơi có chút thất vọng. Tuổi thì lớn Hạ Tưởng vài tuổi, biểu hiện thì vẫn không trấn tĩnh bằng Hạ Tưởng. Theo lý mà nói thì lòng đầy căm phẫn nên là Hạ Tưởng mới đúng, hiện tại thì ngược lại Hạ Tưởng bình tĩnh tự nhiên. Không có chút gì là ăn miếng trả miếng. Phó Tiên Phong lại không được tự nhiên một bộ dạng có thật giật mình cho ông cụ tức giận trong lòng thầm mắng, chột dạ cái gì. Thật mất mặt, phải nhớ kỹ trên chính trị cho dù đối phương rõ ràng thấy được anh giết người, cũng chỉ là có nhân chứng, trước khi chưa có vật chứng thì có chết cũng không nhận. Trong nháy mắt ông cụ hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải dạy dỗ lại Phó Tiên Phong một trận, thất thố như thế về sau sao có thể thành đại sự. Thương thế đỡ hơn chưa? Nghe nói bị xe đụng phải, có nghiêm trọng không? Ông cụ phó tỏ vẻ ân cần hỏi han. Hạ Tưởng thấy ông lão biểu diễn dục vọng có đủ, cũng có lòng phối hợp với ông một chút, liền giở quần áo lên đưa tấm lưng ra trước mặt ông cụ phó và Phó Tiên Phong. Không đáng ngại, một vết thương nhỏ vẫn chưa đủ đánh ngã tôi vẫn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, hồi phục cũng nhanh. Nói xong, lại khẽ đưa mắt nhìn Phó Tiên Phong một cái. Đa tạ ngài đã quan tâm. Tuổi trẻ thật là tốt, khả năng chống đả kích cũng mạnh, một chút suy sụp nhỏ vẫn không đánh đổ được tôi, không chừng vài ngày là có thể quay về thành phố Yến, sau khi trở về cương vị công tác quen thuộc là có thể đại triển tay chân rồi. Lời nói của Hạ Tưởng có ý ám chỉ mãnh liệt, cái câu đại triển tay chân mang hai ý nghĩa, vừa chỉ tiếp tục chức trách chủ tịch quận của hắn, lại chỉ phải truy bắt hung thủ tới cùng khiến người hạ độc thủ phía sau trả cái giá đáng có. Mí mắt Phó Tiên Phong nhảy một cái. Lén đưa mắt nhìn ông nội một cái, thấy vẻ mặt ông nội vẫn bình tĩnh thì không khỏi âm thầm tự trách không đủ kinh nghiệm, không ngờ ở trước mặt Hạ Tưởng lại hơi chột dạ, không nên, rất không nên. Phó Tiên Phong hít sâu một hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh. Ông cụ phó thấy thế liền nhìn Phó Tiên Phong với ánh mắt tán thưởng. Sau đó còn nói một số chuyện phiếm không liên quan, thái độ Hạ Tưởng quá tốt, cũng đáp trả bằng một thái độ tôn trọng nên có đối với người bề trên khiến ông cụ phó không thể bắt bẻ. Đại khái sau 10 phút nói chuyện thấy độ nóng cũng vừa đủ, lửa đã đến lúc, ông cụ phó đề nghị cáo từ. Hạ Tưởng tiến tới ngoài cửa, ông cụ phó cười tủm tỉm nói. Dừng bước, cậu bây giờ còn là bệnh nhân, không cần tiễn nữa. Sau đó vỗ vào đầu giống như vừa mới nhớ ra.
người già rồi hay đãng trí. Tôi rõ ràng nhớ là còn mang theo một phần lễ vật cho cậu, vừa rồi thiếu chút nữa đã quên lấy ra, thật sự là lão hồ đồ. Tự xưng là lão hồ đồ có thể nói đã bày tỏ thái độ cũng đủ thấp, Hạ Tưởng cũng không thật sự cho rằng ông cụ Phó thật sự là lão hồ đồ, ông cụ khôn khéo có thừa, ông cụ người già thành tinh, ông cụ thần trí rất tỉnh táo. Chỉ có điều một câu lão hồ đồ nói ra khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận được một chút dị thường. Hắn rốt cục cũng hiểu rõ hôm nay ông cụ Phó sở dĩ đến đây là muốn cúi đầu trước nhà họ Ngô. Lão hồ đồ, ngụ ý là ông ta cậy già lên mặt, hy vọng nhà họ Ngô nể mặt ông ta mượn cớ tới thăm hỏi mình rồi tự xưng là lão hồ đồ, chủ động nhận trách nhiệm đối với những gì Phó Tiên Phong đã làm, ý là xem như nể mặt của ông cụ lão hồ đồ mà xin nhà họ Ngô nên tha thì tha cho. Hạ Tưởng nhìn ông cụ Phó một cái với vẻ thâm ý sâu sắc, nghĩ thầm rằng nhà họ Ngô mượn cơ hội nổi giận, lấy cớ là vì đạo nghĩa chiếm không ít địa bàn của nhà họ Phó. Liên Nhược Hàm tuy không quan tâm đến chính trị cũng biết chuyện xảy ra gần đây ở Bắc Kinh và toàn bộ ngọn ngành cho Hạ Tưởng nghe. Nhà họ Phó tự biết đối lý, liên tục lui giữ, rốt cục khi lui đến không thể lui thì ông cụ Phó đành phải hạ thấp lòng tự tôn của mình, ngoài mặt là đến bệnh viện viếng thăm, trên thực tế dùng hành động này mà cúi đầu trước nhà họ Ngô. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, nhân vật chính trị dù sao vẫn vô cùng nhạy bén phát hiện thời cơ, việc hắn bị thương đã tạo cơ hội cho nhà họ Ngô mở rộng thế lực. Về phần thực sự có người lo lắng cho bệnh tình của hắn hay không thì chỉ sợ là cũng không được biết rõ. Hắn lại một lần nữa thành điểm tựa của thế lực ở khắp nơi, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, dù sao lúc này đây hắn bị ăn một đòn, nhà họ Phó bị thiệt hại nặng, còn nhà họ Ngô lại được lợi lớn. Thật sự mà tính thì cho tới bây giờ cũng chỉ có sự quan tâm của Lão Cổ và Cổ Ngọc là thật tâm thực lòng, cũng không có nhiều thành phần lợi dụng hắn ở bên trong. Đương nhiên Lão Cổ đối với hắn có tính toán lâu dài hay không thì hắn không thể hết, nhưng trong lòng cũng biết trên đời này không có căm hận vô duyên cớ và cũng không có tình thương yêu chăm sóc không cần đền đáp. Hạ Tưởng trong lòng bất đắc dĩ cười thầm, nhà họ Ngô hận hắn, trên thực tế đã lấy được lợi ích không nhỏ từ trên người hắn. Đầu tiên là Tiểu Liên Hạ ra đời khiến cho ông cụ Ngô hồi phục lại sức khỏe đem lại điều tốt rất rõ rệt, sau đó nhà họ Ngô vì phát hiện quan hệ của hắn và Liên Nhược Hạp, dưới cơn tức giận đã ra tay đối với hắn, ngoài mặt là chèn ép hắn, đồng thời cũng đảo loạn thế cục thành phố Yến. Tiếp sau đó lại dần cho nhà họ Phó một trận, thành công ngăn cản nhà họ Phó điều người xuống vị trí Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh mà còn lấy luôn vị trí Phó Thị trưởng Thường trực, đồng thời lại cho Cao Tấn Chu tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Mà hắn cũng ở trong đó sắm vai người trung gian cho nhà họ Ngô, hơn nữa còn diễn vô cùng xuất thần và xuất hiện lại vô cùng đúng lúc. Cho tới sau hôm bị thương nhà họ Ngô lại giận dữ, tuy nhiên tức giận chỉ chút lên người nhà họ Phó mà không thèm quan tâm đến hắn, hắn lại một lần nữa bị ông cụ Ngô người già thành tinh xem như điểm tựa để khuấy động lợi ích nhà họ Phó. Nói không chừng có một ngày, hắn còn có thể bị ông cụ xem như điểm tựa dùng để khuấy động lợi ích của nhà họ Mai và nhà họ Khâu, đến lúc đó hắn nên đi về đâu. Chương 610, bày mưu bố cục. Ở trong mắt nhân vật chính trị, lợi ích vĩnh viễn là tối thượng, Hạ Tưởng không khỏi gượng cười. Hắn không mong Ngô gia có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn, chỉ hy vọng có thể để hắn được cùng Liên Nhược Hạm và Tiểu Liên Hạ gặp nhau nhiều một chút là được. Cũng may ông cụ Ngô lần này cuối cùng ngầm thừa nhận để Liên Nhược Hạm chăm sóc như hình với bóng bên cạnh hắn, coi như là nể mặt hắn rồi. Sự việc sau này thì để sau nói tiếp, Hạ Tưởng tin rằng cho dù ông cụ Ngô là nhân vật chính trị thì hiện tại ông cụ cũng chỉ là một ông lão gần đất xa trời, cũng còn có tính người. Việc của hắn và Liên Nhược Hạm cho dù đã khiến Ngô gia mất mặt nhưng ít nhất những gì hắn làm đã mang đến không ít lợi ích cho Ngô gia. Thậm chí có thể nói là lợi ích cực kỳ hiếm có, tin rằng ông cụ Ngô trong lòng cũng sẽ hiểu rõ. Về phần diễn xuất hôm nay của ông cụ Phó và Phó Tiên Phong, hắn xem thì xem, dù sao cũng biết không phải thật sự diễn cho hắn xem. Ông cụ Ngô có cảm kích hay không, hắn cũng mặc kệ, ân oán giữa hắn và Phó Tiên Phong còn có rất nhiều khoản để tính, phải từ từ mà tính. Cho nên khi ông cụ Phó từ trong người lấy ra một món lễ vật muốn tặng cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng làm bộ chối từ một chút rồi nhân tiện nhận lấy, dù sao ông cụ Phó mua cho chắc chắn là đồ tốt, không nên uổng phí mà không nhận. Đối với người giống như Phó Tiên Phong thì không nên khách khí, đồ tốt dâng tới cửa nếu không lấy chính là đồ ngốc. Hạ Tưởng cũng không nhìn vật mà ông cụ Phó ra đặt vào tay hắn là cái gì, thuận tay giao cho Tiêu Ngũ. Hắn làm đủ bài bản, đưa ông cụ Phó tới chỗ cầu thang mới quay trở vào, vừa xoay người thì phát hiện Tiêu Ngũ thử người đứng bất động ở tại chỗ.
ngẩn ngơ gì đó. Hạ Tưởng cười mắng một câu. Tiêu Ngũ đưa cho Hạ Tưởng vật cầm trên tay, nói. Là miếng ngọc bội, phía trên khắc hình hai người, dường như là hai cổ nhân. Có ý gì vậy? Hạ Tưởng nhận lấy, nhìn một cái thì hóa ra là Lận Tương Như và Liêm Pha, tuy nhiên không phải là hình ảnh Liêm Pha chịu đòn nhận tội trước Lận Tương Như, mà là bức vẽ tướng tương hòa.